chương 11 Mất tích Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lâm Hiểu Nhân thấy không rõ tô tầng bộ dạng, nhưng Mạnh Tư Tư cùng Văn Mai, hoặc nhìn cũng đều không lớn. Nhất là Mạnh Tư Tư, thấy thế nào đều là một cái tiểu hài tử bộ dáng. Bị mắng, ngốc bức, Lâm Tiểu Thư ôm áo bông, đi góc, tựa vào góc tường, bọc áo bông đã ngủ. Nửa đêm, mộng trương tinh áp ở nàng trên người, chấp mũi quanh quẩn toan thối, nàng khó chịu khóc ra. Nàng sống đến 20 tuổi, cho tới bây giờ cũng đều là gia nhân bảo bối, ở trường học, bên người tỉ muội cũng đều nhường nàng, cho tới bây giờ không chịu quá loại này khổ. Nàng nhớ tới Lê Xuyên kia lạnh lùng miệng, ngực một trận xả đau. Ba nữ tử nghe thấy nàng nức nở, cũng làm không nghe thấy, rất nhanh đều ngủ say đi qua. Hôm sau sáng sớm, thủ miếu văn thúc thấy Lâm Hiểu Nhân lui ở trong góc, kinh ngạc một chút. Lâm lão sư. Ngươi thế nào có thể ngủ nơi này đâu? Lâm lão sư. Lão nhân loan hạ thắt lưng, vỗ vỗ vai nàng. Lâm hiểu nhân theo trong mộng bừng tỉnh, sợ tới mức thân thể rung lên, thấy rõ là lão nhân, sắc mặt trắng bệch. Ánh mặt trời theo cổ kính cửa sổ cách phóng tiến vào, loan lỗ quan ảnh dừng ở nữ hài trắng ngoãn da thịt thường. Nàng nhấp miếng môi, dương mắt xem lão nhân, theo bản năng bắt lấy lão nhân cổ tay, đừng đừng đưa ta trở về. Ở trong này đã không phải ngày đầu tiên, ba cái cô nương cùng ngày hôm qua giống nhau, đem lương khô chia làm hai phân, một phần ăn luôn, một phần dùng bố khỏa đứng lên. Các nàng tùy thời chuẩn bị chạy trốn, này đó lương khô có thể bị bất cứ tình huống nào. Mạnh tư tư cắn một ngụm ngô mô mô, miệng bọc đồ ăn, hàm hồ này từ nói. Văn gia gia, nàng là bị bức đi lên. Đêm qua. Tiểu cô nương đem tối hôm qua chuyện đại khái nói một lần, tuy rằng nói được không rõ lắm, thấy Lâm Hiểu Nhân quần áo không chỉnh bộ dáng, Văn Thúc cũng đại khái đoán được sao lại thế này. Văn Thúc một quyền đầu nện ở cửa sổ cách thường, cả giận nói. Này súc sinh A, súc sinh A, liên lão sư cũng không buông tha. Chúng ta thôn này tử, sớm hay muộn hội hủy trong tay hắn A. Người trong thôn luôn luôn tôn trọng bên ngoài đến chi giáo lão sư. Vừa tới, là vì này đó lão sư là hương chính phủ phái tới, như có cái gì ngoài ý muốn, về sau chỉ sợ sẽ không lại có lão sư dám tới nơi này dạy học, như vậy bọn nhỏ liền học không đến tri thức, cả đời đều muốn ở lại đây tòa đại sơn. Văn Thúc có hai cái cháu gái, hắn hy vọng hai cái cháu gái có thể học được tri thức, đi ra sơn thôn, khảo học đại học tránh đồng tiền lớn, mà không phải lưu ở trong núi, lập gia đình, sinh hoa, đần độn qua ngày. Này Trương Tinh cư nhiên liên lão sư đều không buông tha, đây là muốn đem thôn bức thượng tuyệt lộ a. À. văn thúc con con dâu năm trước ra ngoài làm công, ngoài ý muốn bỏ mình, văn thúc luôn luôn cảm thấy đó là cùng thôn nhân làm bậy có liên quan, là báo ứng. cũng bởi vậy, hắn vì cấp cháu gái tôn tử tích đức, đối này đó bị lừa bán đến nữ hài, đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. văn thúc biết trương tinh lá gan đại, khả hắn không nghĩ tới, kia xú tiểu tử lá gan cư nhiên lớn như vậy liên chi giáo lão sư đều dám nhúng chàm. Mà nếu quả hắn mang theo lâm lão sư trở về, cứ thanh thảo trương tinh, thôn dân sẽ giúp hắn, vẫn là trương tinh. Văn thúc trong lòng không để. Nếu thôn dân nhóm đều ban trương tinh, như vậy hắn. Chỉ sợ là sống không lâu. Tô Tần cũng nhìn ra được văn kiện đến thúc ở do dự, ở cùng lương tâm làm đấu tranh, nàng chen vào nói nói. Văn gia gia, nhường lâm lão sư ở trong này ngốc hai ngày đi. Ngươi nếu hiện tại nhường nàng trở về, đem sự tình làm rõ, nếu trương thôn trường thuyết phục cái khác thôn dân, mang theo thôn dân nhóm nhằm vào ngài, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ liên lụy mặt khác hai vị lão sư A. Này cũng là văn thúc sở lo lắng. Hắn như vậy giống trống khua chiên mang theo lâm hiểu nhân trở về, lên án công khai trương tinh mẫu tử, khả thôn dân nhóm một khi đều đứng ở bọn họ bên kia, như vậy, biết được chân tướng cái khác hai vị lão sư, cũng đừng muốn sống ra thôn bọn họ trong thôn thôn dân đại bộ phận cả đời cũng chỉ đi qua đồng la hương trong thôn cực ít có người đi làm hộ khẩu cùng chứng minh thư mặc dù bọn họ thôn nhi có người khẩu biến mất bên ngoài tư pháp nhân viên cũng sẽ không biết được về phần văn thúc vì sao kiên trì muốn đưa hai cái cháu gái đi đến trường đó là bởi vì hắn đi gặp quá thành phố lớn văn thúc năm trước đến giảm cấp con con dâu nhặt xác bị thành phố lớn phồn hoa khiếp sợ nơi đó nhà cao tầng ô tô như nước chảy nơi nơi đều là kim bích huy hoàng kiến trúc. Văn Thúc cả đời quên không được tiếp đãi nàng nữ cảnh sát, cũng quên không được thỉnh hắn ăn cơm nữ pháp y. Một đám ngăn nắp lượng lệ chức tràng nữ hài, ở trong thành sống được cỡ nào ngăn nắp A, lúc đó lão gia tử đã nghĩ, về sau cũng muốn nhường hai cái cháu gái đến trong thành. Lâm Hiểu Nhân vừa nghe lão gia tử muốn đưa nàng hồi thôn, lắc lắc đầu nói. Lão gia tử, ngài đừng đưa ta trở về, ta ở chỗ này chờ, chờ Lê lão sư cùng Trương lão sư mang cảnh sát đến. Ngài đừng nói cho bất luận kẻ nào ta ở trong này, chờ ta sau khi rời khỏi đây, ta cho ngươi tiền, rất nhiều tiền. Nàng nhớ tới cái gì, còn nói: "Nếu ta nhớ không lầm, ngài là Tú Tú gia gia, phải không? Ta về nhà về sau, hội báo đáp ngài, sẽ cho Tú Tú mua xinh đẹp quần áo, ngài chỉ cần có thể giúp ta, ta điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi, nhà chúng ta có tiền, có rất nhiều tiền." hảo ta giúp ngươi ngươi không cần đưa tú tú quần áo văn thúc xem lui ở góc lâm hiểu nhân nói ngươi đáp ứng ta trở về sau đem ta tú tú theo đại sơn lý tiếp đi ra ngoài an bày nàng đi dặm đến trường được không đi thế nào đều được nhà ta có tiền tài trợ đến nàng học đại học cũng không có vấn đề gì lâm hiểu nhân biểu cảm rõ ràng có chút vặn vẹo hảo ngươi theo ta đến Văn Thúc phân biệt rõ một ngụm nước yên, nói với nàng. Lâm Hiểu Nhân đứng dậy, hai chân đã chết lặng, đi theo Văn Thúc đi hậu viện. Lão gia tử mang nàng vào sài phòng, lấy ra nhất bó củi, không ra một khối có thể ngồi nhân địa phương, dặn nàng nói. Mấy ngày nay, ngươi liền ngốc ở bên trong này, không cần xuất ra. Ta sẽ định kỳ cho ngươi đưa thực đưa nước. Lâm Hiểu Nhân ngồi đi qua, lão gia tử lại cầm một cái đại ba lô chuẩn bị đem nàng cả người bao lại. Ba lô còn chưa có tráo đi lên, Lâm Hiểu Nhân ngăn cản hắn. Này! Có tất yếu sao? Có! Văn thúc mặt mày ôn hòa, nói chuyện khi trên mặt nếp may nhất khiên vừa động, người có thể nghĩ đến an toàn địa phương, bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, như vậy tất giấu, càng an toàn. Lâm Hiểu Nhân ngồi hảo, lão gia tử dùng ba lô đem nàng cả người bao lại, lại dùng củi lửa thay nàng trùng trùng che. Nàng hỏi. Ta ngồi ở trong này. Khi nào thì có thể xuất ra? Ngươi không phải nói chương lão sư sẽ tìm đến ngươi sao? Lão gia tử thở dài một tiếng, còn nói. Bất quá ta cũng chỉ có thể thu lưu ngươi 10 ngày, 10 ngày sau nếu bọn họ còn chưa có dẫn người tới cứu ngươi, nơi này ta cũng không dám lưu ngươi. Lâm Hiểu Nhân nhớ tới trương tinh mẫu tử kia trương đáng ghê tởm mặt, nhất thời nhịn, chỗ cũ ngồi hảo, không dám lại động. Cùng lúc đó, hai kiện đại sự kinh động toàn thôn. Sáng sớm ngủ điểm, thôn dân tiễn bước Trương lão sư sau, bọn họ phát hiện Lâm lão sư mất tích. Không chỉ có như thế, Trương Nhị Oa cũng mất tích, Trương Phượng gấp đến độ đứng ở thôn trường cửa nhà mắng to. Nhà ta Nhị Oa không thấy, ngươi không đi tìm, hiện tại tốt lắm, Liên Lâm lão sư cũng không thấy. Ta nhìn ngươi thôn này dài thế nào cùng Lý Hương trưởng công đạo? Thế nào cùng huyền chính phủ công đạo? Trương tinh mẫu tử trong lòng có quỷ, cho nhau liếc nhau nói. Như vậy, hôm nay chúng ta phân công nhau đi ngọn núi tìm nhị oa cùng lâm lão sư, nói không chừng bọn họ hai người là xem đúng rồi mắt, phong hoa tuyết nguyệt đi. Thôn dân nhóm hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy khả năng không lớn. Tám tuổi trương tú tú lưng muội muội đứng ở trong đám người, nàng nghe xong thôn trường trong lời nói, phản bác nói. Không có khả năng. Lâm lão sư tài sẽ không thích nhị oa ca, lâm lão sư thích lê lão sư người như vậy. Không chỉ lâm lão sư, chúng ta sở hữu nữ hài tử đều thích lê lão sư. Trương Tú Tú đệ đệ một cái tác chụp ở nàng ốc thường. Tỷ, ngươi sẽ không có thể về dặt điểm. Cẩn thận gia gia đánh ngươi mông. Trong thôn liên tiếp hai người mất tích, làm cho thôn dân nhân tâm hoảng sợ. Lê Xuyên tựa vào khung cửa thượng, lạnh lùng đánh giá này đàn thôn dân, vẻ mặt hờ hững. Chỉ khi nào có người đánh lên ánh mắt của hắn, lập tức lại lộ ra ấm áp bàn ánh mắt cùng tươi cười. Tám tuổi tiểu cô nương nhìn không chuyển mắt nhìn chầm chầm Lê Xuyên, tâm thần trong chơi. Lê Lão Sư là nàng gặp qua tối suốt nam nhân. Tiểu cô nương âm thầm ở trong lòng thề, vì về sau có thể thông thường đến Lê Lão Sư, nàng muốn giỏi giỏi đọc sách. Trương Tinh triệu tập thôn dân chia làm kỹ bác lên núi tìm người. Trương gia câu phía sau núi nguy hiểm nhất, cũng khó nhất đi kia một mảnh, bị phân phối cấp vân phi mẫu tử. Trương Nhị Oa cũng vừa đúng là bị nhốt tại kia phiến sơn trong nham động. Đến buổi tối, thôn dân không chỗ nào lấy được, càng thêm sợ hãi. Có người nói, sẽ không là ngọn núi nháo hùng người mù, đem Trương Nhị Oa cùng lâm lão sư cấp ăn đi. Không có khả năng, ngọn núi đã rất nhiều năm chưa thấy qua hùng người mù vậy ngươi nhóm thế nào giải thích lâm lão sư cùng nhị oa mất tích ta nói a à, là trong thôn đến ngoại nhân sơn thần tức giận bắt đi lâm lão sư thôn dân nhóm ầm ĩ túi bụi trương tinh mẫu tử tâm mang ý xấu hai người đồng thời nghĩ tới một chỗ lâm hiểu nhân một cái trong thành đến cô nương không có khả năng dám ở trong núi ngồi qua đêm như vậy nàng rất có khả năng đi sơn thần miếu chương 12. Sơn Thần Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đêm khuya, nhà chính nhiên sáp, ánh sáng đen tối. Trương Tinh đang cùng Lý Vân Trân ở Thương Nghị Lâm hiểu nhân chuyện xử lý như thế nào, trong viện truyền đến phụ nhân mắng lị thanh cùng tiểu hài tử tiếng khóc. Mẫu tử lưỡng đẩy cửa ra, xem ngoài cửa phụ nhân cùng 13 tuổi tiểu nam hài. Lý Vân Trân hỏi. Bảo hắn nương, ngươi đây là can gì đâu? Ngươi lại đánh Tiểu Bảo, ta không đánh chết hắn đều là tốt. Lý Tố một cái tác vung ở con cái óc thượng, cả giận nói: Thông trường, những lão sư đó giáo cái quỷ gì này nọ cấp Tiểu Hài Tử, cách không được họ lâm nữ lão sư mất tích, tám phần là đắc tội sơn thần, bị sơn thần lão gia mang theo thiên đi làm vợ. Lý Vân Trân hòa hòa khí khí hỏi nàng: Phát sinh chuyện gì a? À? Lý Tố thở phì phì nói. Ta này không phải lấy nữ nữ đi lý gia thôn cho hắn đổi tức phụ sao. Này xú tiểu tử, tự nhiên đem nữ nữ ẩn nấp rồi. Còn nói. Lão sư nói muốn hôn nhân tự do, nữ hài cũng hẳn là đi đọc sách, lấy trong nhà nữ hài cấp nam hài đổi hôn, là sai lầm. Đây là lão sư nên giáo sao. Nghe vậy, Lý Vân Trân hướng Lê Xuyên Phòng xem xét mắt, chạy nhanh đem mẫu tử lưỡng chiêu tiếng nhà chính. Trương Tinh lôi kéo Bảo Nhi ngồi vào chính mình trước mặt thấp giọng khuyên nói. Bảo nhi, đây là ngươi không đúng rồi, mẹ ngươi lấy Nữ Nữ đi lý gia thôn cho ngươi đổi tức phụ, ngươi động còn đem Nữ Nữ ẩn nấp rồi. Ngươi đem Nữ Nữ tàn người nào vậy? Kêu Bảo nhi nam hài nhất ôm cánh tay, mặt uốn éo, hừ một tiếng. Nương, Nữ Nữ là ta muội muội, cũng là ngươi sinh. Nữ Nữ tài 10 tuổi, ngươi làm sao có thể như vậy nhẫn tâm? Nữ nhân Ninh Trụ hắn lỗ tai. Xú tiểu tử, ngươi muội muội sinh hạ đến chính là cho ngươi đổi hôn bồi tiền hóa, bằng không nàng có chỗ lợi gì. Nếu ngươi không phải nam hài, nàng đã sớm bị ta ném vào hầm cầu chết đuối. Tiểu nam hài một phen xóa sạch mẹ thủ, cắn nữ nhân hổ khẩu, theo trường điều đắng thượng trượt xuống, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Nữ nhân tức giận đến nhất dậm chân, một quyền truy ở tứ phương trên bàn, tức giận đến mi tâm nhất ninh. Thông trường, y ta nói, những lão sư đó chính là cố ý đến phá hư trong thôn chúng ta hài hòa, rất khả khí. Hiện tại chương lão sư đi rồi, lâm lão sư cùng nhị oa mất tích, toàn thôn cao thấp nhân tâm hoảng sợ, đây đều là những lão sư đó đến chi sau phát sinh chuyện. Ngoại nhân vào thôn, sợ là chọc giận trong núi thần Linh A. Mẫu tử lưỡng trầm mặt. Nữ nhân còn nói. Thôn trường, ngày mai ngươi phải đi cùng cái kia họ lê lão sư nói, nhường hắn đi, con ta sẽ không đi hắn nơi đó lên lớp. Trương Tinh nghĩ đến Lâm Hiểu Nhân còn không biết tung tích, nếu Lâm Hiểu Nhân tìm trở về, hai hai một đôi chất, Lê Lão Sư tất nhiên sẽ biết hắn hành vi. Cho nên vô luận đứng ở người nào lập trường, Lê Lão Sư đều phải rời đi. Hảo! Trương Tinh nhăn mi giảng ra khai, thở dài một tiếng. Bảo hắn mẹ, ngươi đi về trước, ngày mai ta liền cùng Lê Lão Sư thương lượng, nhưng hắn ngày sau bước đi, hội đồng La Hương dạy học lại quá một đêm trời còn chưa sáng vân phi liền mang theo lương khô cùng thủy lên núi thần miếu vân phi tất nhiên là mỗi ngày sớm nhất lên núi cấp lão bà đưa cơm gia nhân sợ đêm, lão bà cấp bị đói tô tần hỏi hắn thế nào lê lão sư nơi đó có tin tức sao vân phi lắc đầu vẻ mặt ngưng trọng ta rời đi thôn na hội nghe người trong thôn nói lê lão sư ngày mai đi cái gì Mạnh tư tư vẻ mặt giật mình, vô cùng lo lắng nói. Lê lão sư lúc này đi. Khả chương lão sư còn chưa có trở về a, à, nếu lê lão sư đi rồi, chúng ta đây chẳng phải là vừa muốn trở lại cái kia gia, vừa muốn bị. Lăng. Nhục hai chữ tiểu cô nương không có thể nói ra miệng, nước mắt tích ở trong hốc mắt, cứng rắn nghẹn không nhường trào ra. Tô Tần nhìn nhìn nằm trên mặt đất, giống như thi thể bình thường tàn phế nữ hài, lại nhìn nhìn cúi đầu không nói chuyện văn mai. Giống như nhiều ngày như vậy hy vọng, sẽ thành không, tự hồ vừa muốn lại đối mặt tử vong. Sơn trong thần miếu vài ngày nay, các nàng tuy rằng ăn không đủ no, cái không ấm, được ngạc an toàn, không cần lại trở về chịu tra tấn, chịu trượng phu lăng. Nhục Mấy ngày nay, là vài cái nữ hài ở trong thôn hạnh phúc nhất ngày. Tô Tần nắm giữ hai cái nữ hài thủ, cũng bắt đầu trầm mặt thật lâu sau, nàng dương mắt phân phó Vân Phi. "Phi phi, phiền toái ngươi lại đi một chuyến thôn Trường gia, ta tưởng xác định một chút, Lê lão sư hay không đem kia trương làm dấu hiệu bản đồ giao cho Trương lão sư trên tay." Tuy rằng này một đời, cô Tần không có chính mắt nhìn thấy chương trình, mà nếu quả này nọ thật sự giao cho trên tay hắn, như vậy nàng liền có thể yên tâm rất nhiều, có thể được ăn cả ngã về không, mang theo nữ hài nhóm cuối cùng nhất thông suốt chương trình là cái thứ đầu cảnh sát, khả hắn lại khác làm hết phận sự thủ. Chỉ cần đến hắn trong tay căn cứ chính xác vật, trừ phi hắn chết, cũng không buông tay. Mấy ngày nay, Sơn Hạ, gia nhân, cho nàng nhóm đưa tới lương khô, các nàng chỉ biết ăn một điểm, đến miễn cưỡng có thể no bụng phân lượng có thể. Mà còn lại, các nàng tắt dùng bố khỏa lên. Các nàng toàn lương thực, đại khái có thể chống đỡ cái ba bốn thiên tả hữu nàng không thể lại mang nữ hài nhóm đi trở về, trước hết trời đi nơi này, đi trong sơn động trốn vài ngày, thẳng đến chương trình mang cảnh sát trở về. Chương trình mang theo trọng yếu vật chứng đi, mặc dù không có mạnh tư tư gia nhân tạo áp lực, cảnh sát cũng rất nhanh hội nhíp người tới cứu các nàng. Tô Tần nhớ mang máng, kiếp trước mạnh tư tư bởi vì bị bán cho một cái đại nàng 25 tuổi lão nam nhân, chịu mọi cách làm nhục, được nuông chiều cô gái hài trực tiếp tinh thần hỏng mất, điên mất rồi mà văn mai kết cục thảm hại hơn liệt. Nàng bị bán cho một cái này mạo xấu xí, tỳ khí táo bạo nam nhân. Nàng tỳ khí quật, kỹ trễ sau, trực tiếp cầm kéo, tiễn chặt đứt người bên gối gốc trễ. Cuối cùng cắt cổ tay tự sát. Tô Tần không thể nhường các nàng trở về, nàng mang theo nữ hài nhóm lên núi tạm lánh. Kiếp trước, Tô Tần cùng Vân Phi đang lẫn trốn hướng sơn động trên đường, bị người trong thôn phát hiện, thôn dân nhóm dơ cây đuốc, đuổi theo bọn họ một đường. Hai người tiến vào sơn động sau, bị bắt bất đắc dĩ, theo thác nước nhảy xuống. Mà này một đời, bọn họ theo sơn thần miếu xuất phát, tất nhiên sẽ không kinh động thôn dân. Cho dù thôn dân sưu sơn, cũng không nhất định có thể ở vài ngày nội tìm được cái kia sơn động. Đã muốn chạy trốn chạy, vậy không thể liên lụy bất luận kẻ nào. Buổi chiều, Vân Phi cùng Lê Xuyên nói, xác nhận bản đồ đã giao cho chương trình tô tần tiên gọi tới văn thúc nhưng hắn sáng mai làm bộ sinh bệnh xuống núi cùng trương tinh xin phép sau đó nói cho trương tinh mẫu tử lâm hiểu nhân kỳ thật tránh ở sơn thần miếu văn thúc không hiểu mạnh tư tư cũng nghi hoặc trực tiếp kinh ngạc ra tiếng đây là muốn làm cái gì tuy rằng ta không thích cái kia nữ nhưng là cũng không muốn hại nàng a à. tô tần giải thích nói không phải hại nàng chúng ta muốn chạy trốn chạy, nhưng cũng không thể liên lụy văn gia gia. Lý Vân Trân cùng Trương Tinh, đến bây giờ còn không có cùng người trong thôn thẳng thắng lâm lão sư chuyện. Văn gia gia sáng mai xuống núi thỉnh nghỉ bệnh, bọn họ mẫu tử, nếu biết lâm lão sư ở trong này, tất nhiên hội chính mình đi lên thủ sơn thần miếu, đến lúc đó, chúng ta mấy người cùng nhau hợp lực phóng đổ Lý Vân Trân. Lý Vân Trân là Trương Tinh mẹ, nếu chúng ta ở nàng trên tay chạy trốn, hắn có thể trách tội chính mình mẹ. Mấy người giật mình. Văn Mai trùng nàng dựng thẳng lên một căn ngón tay cái. Tô Tô, cũng là ngươi nghĩ đến chu đáo. Vân Phi nhìn không chuyển mắt nhìn Tô Tần. Nữ hài đầu dùng bố bọc, chỉ lộ ra một đôi mắt, hắn liền nhìn chầm chầm nàng kia ánh mắt, ngẩn người, xuất thần. Quy, ngốc tử, ngươi làm chi như vậy nhìn chằm chầm chúng ta Tô Tần tỷ tỷ mạnh tư tư dùng ngón tay ở vân phi huyệt thái dương trạc một chút vân phi hoàng hồn đánh lên tô tần viết tới được ánh mắt tim đập nhất thời gia tốc hai gò má lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên tô tần ho nhẹ một tiếng sau nói phi phi chúng ta ngày mai buổi tối trốn đi ngươi ngày mai cứ theo lẽ thường lên núi ngày sau buổi sáng ngươi sớm một chút đi lên khóc xuống núi nói cho bọn họ chúng ta không thấy nhớ kỹ ngươi nhất định phải làm bộ như khóc thật sự thương tâm, biết không? Chờ cảnh sát đến, chúng ta liền cùng nhau đi. Cùng nhau đi. Đi chỗ nào đâu? Đi bên ngoài thế giới, tìm hắn cái kia cái gọi là ba sao. Nhiều năm trôi qua như vậy, ba hắn còn tại chờ hắn cùng mẹ sao? Còn có thể chờ sao? Ăn qua cơm chiều, Trương Tinh lại đây Lê Xuyên Phòng, tìm hắn nói chuyện. Lê Lão Sư, không phải ta bất lưu ngươi, trong thôn chúng ta liên tiếp hai người mất tích sợ là làm tức giận sơn thần chúng ta là thật không dám lại lưu ngươi a à. ban ngày đã có vài cái thôn dân đến nháo nói ngươi dạy hư bọn họ tiểu hài tử ta thật sự không có lý do gì lại lưu ngươi ấn các ngươi người trong thành quy cũ, ta làm cho người ta xuống núi đi báo cảnh tìm người chuyện ngươi giao cho này cảnh sát là đến nơi ngươi lưu lại có năng lực làm cái gì đâu trương tinh nói đã làm rõ Lê Xuyên dương mắt xem nam nhân, vẻ mặt khó xử. Lâm lão sư yểu vô tin tức, ta làm sao có thể độc tự xuống núi. Thông trường, nam nhân yết hầu lăn một vòng, ông lấy trương tinh một bàn tay, nức nở nói. Ta thầm mến lâm lão sư đã lâu, không tìm được nàng, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi. Trương tinh. Trương tinh là cái thế nào nhân, Lê Xuyên nhất thanh nhị sở. Đang lẫn trốn tội phạm giết người, bỏ mạng đồ nếu hắn mạnh mẽ lưu lại bảo không cho hội chọc giận nam nhân giết người diệt khẩu lê xuyên dứt khoát lui mà cầu tiếp theo trương thôn trường ngươi nhường ta ở lâu một ngày nhường ta lại nhiều chờ một ngày được không trương tin xem lê xuyên nam nhân tư nhiên hốc mắt ửng đỏ đây là muốn khóc hắn thầm mắng một tiếng đồ phá hoại trong thành nam nhân đều hắn mẹ như vậy suy si tình khóc cái trắm a Trương Tinh vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Hảo hảo hảo, lại cho ngươi ở lâu một ngày, bất quá, ngày mai ngươi cũng đừng mang đứa nhỏ đi lên núi, ngay tại nhà chúng ta trong viện. Cảm ơn. Trương Tinh tức giận ngã môn mà ra, thật sự là chịu không nổi thư sinh mạch văn bộ dáng. Hắn vẫn là thích chương trình cái loại này tiêu sái dũng cảm lão sư, hắn cùng chương lão sư, đó là gặp nhau hận trễ. Lê Xuyên nhìn chầm chầm nam nhân rời đi bóng lưng, ứng đỏ ánh mắt khoảng cách chuyển biến vì lạnh lùng sắc bén. Chương 13 Tập ngực Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hôm sau sáng sớm, Văn Thúc xuống núi, một đường khụ thấu đi đến trương tinh trong nhà. Hắn chân trước vừa sải bước tới viện môn, nên diện đánh lên tòa ở trong sân vẽ tranh các học sinh. Hắn tiến sân, các học sinh đều quay đầu nhìn hắn. Trương Tú Tú ở họa ngồi ở dưới mái hiên đọc sách Lê Lão Sư nam nhân mặc hắc áo trong, ngồi ở chỗ kia tinh tế phiên thư, khí chất ôn hòa, tự thành nhất phái tao nhã. Thấy gia gia cụ thấu vào trương gia sân, tú tú lập tức đặt xuống trong tay bút, đứng dậy tiến lên, bắt lấy gia gia góc áo, ngửa đầu hỏi hắn. Gia gia, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Tú tú đã mấy ngày không gặp đến gia gia, giờ phút này thấy gia gia câu lũ thắt lưng ho khang, đau lòng mắt đục đỏ ngầu một cái tiểu nam hài cũng trùng đi lại, đến gia gia trước mặt, đứng định. Văn thúc thân thủ sờ sờ nữ hài đầu, thấp giọng dặn. Ngoan tú tú, mau cùng đệ đệ cùng tiến lên khóa đi, ta cùng thôn trường đàm điểm sự. Ân. Trương tú tú thực nghe lời, lôi kéo đệ đệ lại trở về chỗ ngồi, bắt đầu lên lớp. Toàn bộ quá trình, Lê Xuyên chính là ngẩng đầu nhìn mắt, hướng về phía văn thúc lễ phép tính hơi hơi vuốt cầm. Văn thúc vào phòng, Trương Tinh đang ở lật xem gia phả, công tác thống kê trong thôn Nam Đinh. Gần nhất huyền lý hướng các đại thôn đều phát ra thông hàm, yêu cầu các gia các hộ dân cư, phải làm thân. Phân chứng Trương gia câu cùng phụ cận lý gia thôn, giao thông bế tắc, thôn dân rất ít ra thôn. Mà chứng minh thư kiện cũng chỉ có này muốn ra ngoài làm công trẻ tuổi nhân tài hội làm. Lại bởi vì núi cao thủy xa, cực nhỏ có chính phủ nhân viên công tác sẽ đến này đó hẻo lánh sơn thôn, bởi vậy trong thôn làm thân phận. Chứng nhân, thiếu chi lại thiếu. Đi thổ lăng trấn phái xuất sở làm chứng minh thư kiện, vừa tới một hồi, bốn ngày lộ trình. Đường xá xa xôi, rất ít có thôn dân nguyện ý vì làm. Chứng. Kiện đi bốn ngày lộ. Vì thế, chính phủ thực thi thưởng cho chính sách. Chỉ cần thôn trường thành công đốc xúc thôn dân công việc giấy chứng nhận, một người đầu khả đạt được 50 khối thưởng cho. Đương nhiên, làm chứng kiện nhân cũng có thể lĩnh đến 50 đồng tiền thưởng cho phí. Vì lấy đến thưởng cho tiền, Trương Tinh đang ở công tác thống kê trong thôn có thể rời núi nam nhân. Văn Thúc từ bên ngoài tiến vào, kêu một tiếng Trương Tinh. Trương Tinh ngẩng đầu, vừa thấy là hắn, cả kinh nói: "U, Văn Thúc, ngươi thế nào xuống núi?" Miếu tử ai ở thủ? nga lâm qua vừa rồi lên núi đưa ăn ta nhường hắn hỗ trợ thủ một hồi ta xuống dưới xin phép văn thúc nói thêm một câu khụ một tiếng bởi vì thân thể rất gầy hắn mỗi khụ một tiếng tổng làm cho người ta một loại xương cốt đều phải tán giá lỗi thấy lý vân trân theo phòng bếp xuất ra cấp hai người đều tự ngã bát lá trà thủy văn thúc mạnh ho khang một trận còn nói ai ta già đi xương cốt thật sự không còn dùng được này không ở trên núi ngủ vài ngày bị cảm. Thông trường, ngài xem, lại một lần nữa an bày cá nhân lên núi. Lý Vân Trân cùng Trương Tinh liếc nhau, không nói gì. Văn Thúc nhìn nhìn trong viện đứa nhỏ cùng Lê Xuyên, thấp giọng nói: Vân Trân, ngươi đem nhà chính môn quan thượng, ta cùng Thông Trường nói nói mấy câu. Được rồi. Lý Vân Trân đi đem nhà chính hai phiến đại môn quan thượng, sắp tới cửa xuyên. Văn Thúc kề bên Trương Tinh ngồi xuống dán hắn lỗ tai nói một phen nói, lại khụ một trận, thanh âm âm lượng khôi phục dĩ vãng. Tinh hoa, không phải ta nói ngươi, ngươi làm sao dám có ý đồ với lâm lão sư đâu. Ai, hiện tại nói này cũng vô dụng, trước mắt tình huống A, à, là muốn gạt lê lão sư, nhưng lê lão sư chạy nhanh theo chúng ta thôn nhi rời đi. Ta đã biết. Trương tinh thủ khoác lên văn thúc trên vai, vỗ vỗ, dặn nói. Văn thúc, chuyện này trước đừng nói cho người trong thôn. Tối hôm nay, ta nhường mẹ ta đi thủ sơn thần miếu, ngươi trở về hảo hảo dưỡng thân thể. Ân. Ừ. Lão nhân gia lại ho khan vài tiếng, thực suy yếu. Buổi chiều Lý Vân Trân mượn tên lên núi thần miếu. Nàng vào sơn thần miếu, cùng Lâm Hoa thay đổi ban. Chờ Lâm Hoa rời đi sau, nàng sáp thượng chính điện môn xuyên, ánh mắt xẹt qua ba cái lui ở góc cô nương, lập tức triêu hậu viện xài phòng đi đến. Lý Vân Trân cầm một căn đánh ngưu tiên vào hậu viện, theo sài phòng Lý đem Lâm Hiểu Nhân thu xuất ra, kéo dài tới trong chính điện, lấy roi hung hăng trừ nàng. Lâm Hiểu Nhân cuộn mình trên mặt đất, mỗi một tiếng kêu thảm, khóc cầu nàng đừng đánh. Lý Vân Trân tức giận đến cả người phát run, miệng hùng hùng hổ hổ. Ta cho ngươi chạy, ta cho ngươi chạy, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Nói xong, nhất tiên lại hạ xuống. Lâm Hiểu Nhân ô ô ô khóc giữ chặt nàng ống quần, cầu nàng. Ta không chạy, không chạy, ngài đừng đánh ta, đừng đánh ta. Góc xó, Văn Mai nhìn xem hết hồn, cầm lấy tô tần khuỷu tay hỏi. Tô tô, chúng ta muốn hay không, giúp giúp nàng. Chờ trời tối, ro nhiều lắm nhường nàng chịu điểm da thịt khổ, không đến mức tàn phế. Tô tần nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, dần dần ngầm hạ đi, lại không hát triệt để. Trong chính điện, sơn thần da mặt mũi hiền lành, hương án thượng chút quan lay động. Không bao lâu, sắc trời ngầm hạ đi, đại khái đã khoảng 7 giờ rưỡi đêm, sẽ không lại có nhân lên núi. Lý Vân Trân cũng đánh mệt mỏi, ngồi ở băng ghế thượng, liên tục thở. Tô Tần hướng mạnh tư tư cùng văn mai sử cái ánh mắt, hai người ý hội, phân biệt đem đốn củi đao cùng thạch đầu nắm chặt ở trong tay. Tô Tần đứng dậy, đi cấp Lý Vân Trân ngã chén nước, thanh âm trầm nhẹ. Lý Thẩm Thẩm uống miếng nước, đừng nhúc nhích giận, đối thân mình không tốt. Lý Vân Trân theo trong tay nàng tiếp nhận bát trà, quay đầu đi đánh giá nàng. Nữ hài dáng người gầy yếu, lấy bố bọc đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nàng kinh ngạc. Ngươi chính là ngốc tử gia tức phụ. Nàng gật đầu, từ một tiếng, cảm ơn Lý Thẩm Thẩm. Nếu không phải ngươi, ta cũng ngộ không đến phi phi tốt như vậy trượng phu. Lý Vân Trân xoay quá mặt rầm rầm uống ngụm trà thủy, nhuận yết hầu, đối với cuộn mình trên mặt đất trung trung lâm hiểu nhân nói. Ngốc tử tức phụ vừa tới thời điểm, có thể sánh bằng ngươi thức thời hơn. Ngươi nếu ngoan ngoãn, nghe chúng ta trong lời nói, ta sẽ bỏ được đánh ngươi sao? Lâm hiểu nhân tóc rối tung, ông đầu, xuyên thấu qua hỗn độn tóc ti nhìn cái kia nữ hài cùng Lý Vân Trân. Nàng mân miệng, không dám nói lời nào, thậm chí không dám lớn tiếng thở, trên người mỗi một tấc da thịt đều nóng bừng đau cô tần lại cấp lý vân trân ngã một chén nước ấm còn nói lý thẩm thẩm chúng ta khi nào thì có thể về nhà a à, ta tưởng phi phi nữ hài thanh âm tinh tế có thiếu nữ thẹn thùng lý vân trân là người từng trải cô nương ngữ khí nàng chỗ nào có thể không biết nàng ai u một tiếng tà nghệ nàng có thế này cùng ngốc tử bao lâu đã nghĩ hắn các ngươi này đó tiểu cô nương, chật chật. Nữ nhân nói, hai tay nâng bát trà đưa đến bên miệng, cắn bát duyên, lấy miệng nhẹ nhàng thổi bốc lên hơi nóng nghi trà. Một ngụm nước còn chưa có uống tiếng miệng, tô tần đem trong tay chứa nước sôi thiết ấm trà, loãng xoảng lan một tiếng nện ở nữ nhân trên đầu. Nước ấm quán đỉnh, Lý Vân Trân đau đến qua qua, thẳng kêu, ánh mắt hảo sau một lúc lâu không mở ra được. Thủy tuy rằng so ra kém vừa thiêu khai khi nóng bỏng, nhưng là đủ để cho nhân ăn đau. Lý Vân Trân da đầu, bộ mặt đều bị nước ấm bao lấy, da thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồng đứng lên, nàng theo bản năng nâng đầu, ngũ quan giữ tận, tiếng kêu thảm thiết. Chính là hiện tại. Tô Tần nhặt lên thượng trường tiên, theo Lý Vân Trân tiền thân vòng quá, đem nàng hai tay gắt gao bộ ở trên đầu, nhưng nàng không thể giải dụ. Văn Mai cầm thạch đầu hướng Lý Vân Trân trên đầu tạp, ý đồ đem nàng tạp choáng váng mạnh tư tư đi đến hương án phía dưới, xuất ra bên trong thảo thằng, đi trói Lý Vân Trân hai chân. Lý Vân Trân dãy dụa giang, một cước đá vào mạnh tư tư trên mặt, tiểu cô nương một cái thí đông nhi, đau nhe răng kêu rên. Mạnh tư tư nhặt lên đống củi đao, lấy vô nhận sống dao nện ở Lý Vân Trân cẳng chân thượng. Lại động, ta chém ngươi hai chân. Bị mạnh như vậy nhất tạp, Lý Vân Trân xương đùi nhất ma, cả người cũng không dám lại động. Mạnh tư tư đem đốn củi đao ném xuống đất, tiếp tục lấy thảo thằng trói nàng. Lý Vân Trân đầu nhận đến trọng kích, đã vô lực giải dụa, cả người bị vây hỗn độn trạng thái, bị trói ở ghế tựa, vẫn không nhúc nhích. Nằm trên mặt đất Lâm Hiểu Nhân ngồi dậy, căm tức Lý Vân Trân, nhặt lên kia đem đốn củi đao, lấy đao phong nhắm ngay Lý Vân Trân hai chân, chuẩn bị chặt bỏ đi. Hoàng hảo Tô Tần phát hiện sớm, nâng lên một cước đem nàng đá văng. Lâm Hiểu Nhân ăn đau, trong tay khảm đao rơi xuống đất, rơi xuống khi lưỡi dao lao quá Tô Tần chân trái, nhất thời kiến huyết. Tô Tần ngồi sổng xuống, che cẳng chân, cả giận nói. Ngươi điên rồi. Ngươi là muốn giết người sao? a, à, Lâm Hiểu Nhân ôm bị Tô Tần đá quá bụng, lạnh lùng xem nàng. Sát nàng. Đóa tay chân của nàng ta cũng không giải hận. Văn Mai liêu khởi Tô Tần cẳng chân, nha, một tiếng. Tô Tô, ngươi đổ máu ta mặc dày, miệng vết thương thiển, không có việc gì. Nàng đứng lên, phân phó đại gia nói. Đi thôi, chúng ta lên núi. Mơ, ngươi cùng ta phụ trách nâng hồng hồng, tư tư, ngươi lấy gói đồ cùng chăn bông. Hồng hồng chính là cái kia không thể nói chuyện tàn tật nữ hài. Nàng lãnh nhìn lướt qua lâm hiểu nhân. Về phần ngươi, muốn giết người liền giết đi, cùng lắm thì đi ra ngoài lại làm vài năm lao. Chúng ta muốn đi lên núi tránh một chút, ngươi không nghĩ bị nắm trở về liền đi theo đến, tưởng trở về làm nông dân tức phụ, liền chính mình trở về. Lâm Hiểu Nhân đứng ở nơi đó, cắn chặt môi sỉ, không nói chuyện, chính là hung hăng trừng mắt nàng. Văn Mai đỡ lấy Tô Tần, hỏi nàng. "Tô Tô, chân của ngươi thật sự không thành vấn đề sao?" Nàng lắc đầu. "Không thành vấn đề, đi thôi." Các nàng đóng gói thứ tốt, chuẩn bị rời núi thần miếu khi, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Vài cái nữ hài trốn đi phía sau cửa, không dám lại động. Tô Tần trong tay nắm chặt một côn, ngừng thở, chờ đợi người nọ tiến vào. Một phen chủy thủ từ bên ngoài cắm vào đến, tướng môn xuyên theo ngoại đẩy ra. Người bên ngoài nhẹ nhàng đẩy, chi nha một tiếng, môn theo ngoại mở ra. Nam nhân một chân vừa bước vào, một cái một côn hỗn hển, một tiếng triêu hắn đầu huy đi lại. Cũng may hắn phản ứng mau, tránh đi một côn, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, nắm chặt nữ hài yết hầu, khuỷu tay đỉnh ở nữ hài bằng phẳng bộ ngực, đem tiểu cô nương để ở tại ván cửa bên trên. Vừa thấy là tiểu cô nương, Lê Xuyên lập tức buông tay. Ngay sau đó, Mạnh Tư Tư nắm một côn triêu Lê Xuyên đánh qua, nhấc côn rầu rỉ dừng ở trên lưng, đau nam nhân, kêu rên một tiếng. Đừng đánh, đây là Lê Lão Sư. Tô Tần ho khang một tiếng, nàng tiểu thân thể bị nam nhân rắn chắc thân thể đè nặng, như thế gần khoảng cách, nàng cơ hồ có thể nghe thấy nam nhân tim đập, cũng dường như ngửi được nam nhân giống được nội tiết tố. Nàng tuy rằng biết Lê Xuyên từ nhỏ luyện tập thái quyền, nhưng trừ bỏ ở phòng tập thể thao, lại chưa bao giờ thấy hắn thật thật sự quá. Vừa rồi hắn phản ứng cực nhanh, ách chế nàng ít hầu động tác cực ngoan, ánh mắt như đao phong duệ lợi, sát phạt quyết đoán. Không hiểu, cảm thấy giờ phút này lê giáo sư đặc biệt mang tim đập không chỉ tựa như thiếu nữ xuân tâm rung động kiếp trước nàng cùng lê giáo sư đều là thực bảo thủ nhân lê giáo sư đột nhiên cùng nàng thổ lộ nàng liền đáp ứng rồi hai người tỉnh lược luyến ái kia đoạn trực tiếp kết hôn sau ngày bình bình đạm đạm có thể nói nàng chưa bao giờ thể nghiệm quá luyến ái cảm giác mới đầu rất nhiều người không xem trọng bọn họ tình yêu chính nàng cũng không xem trọng không nghĩ tới đến tử nàng cùng lê giáo sư cũng còn ở cùng nhau nếu nam nhân phản ứng hơi chút trì độn điểm khả năng nàng cổ đã chặt đứt kiếp trước nàng chưa bao giờ gặp qua lê xuyên như vậy hung hoành dường như tiểu miên dương biến thành một cái đại hôi lan anh lần thứ hai bị lão công tập bình ngực nàng cư nhiên mật nước ủy khuất cũng không biết vì sao nàng cư nhiên có chút sợ hắn Lê Xuyên theo tiểu cô nương trong mắt nhìn ra sợ hãi, ánh mắt khôi phục nhu hòa, thấp giọng hỏi nàng. Không có việc gì đi. Phía sau mạnh tư tư quát. Ngươi vừa rồi một bộ muốn bóp chết cô tần tỷ tỷ bộ dáng, nàng làm sao có thể không có việc gì. Lê Xuyên rủ mắt, thấy tiểu cô nương ống quần cuốn lấy đến, lộ ra một cái có chứa vết máu tuyết trắng cẳng chân. Hắn ngồi sổng xuống, dùng giày rộng bàn tay hơi hơi long trụ nàng cẳng chân phút, đau không? vô nghĩa tô tần thu hồi chân đem quần đi xuống tùy ý lôi kéo nàng cũng không kịp hỏi lê xuyên vì sao tới nơi này chạy nhanh phân phó văn mai chúng ta chạy nhanh đi mơ chúng ta cùng nhau nâng hồng hồng hai cái nữ hài đem tàn tật nữ hài hồng hồng nâng thượng cán tre tô tần đang chuẩn bị đem cán tre nâng lúc thức dậy lê xuyên thủ áp ở nàng trên vai ta đến tô tần sửng sốt xem hắn nam nhân giải thích của các ngươi kế hoạch phi phi đã nói với ta, các ngươi vài cái cô nương, ta lo lắng. Đi thôi, ta cùng các ngươi. Không được, nếu bị bọn họ phát hiện, ngươi sẽ bị thiêu chết. Tô Tần nói. Lê Xuyên thân thủ sờ sờ đầu nàng, mặt mày ôn nhu. Không quan hệ, đi thôi. Nam nhân đưa tay điện giao cho Tô Tần, nhường nàng ở phía trước mở đường. Hắn đem tàn tật nữ hài lưng đứng lên, đi theo các nàng hướng trên núi đi sơn đạo gập ghềnh tiệc tối, đêm dài lộ trọng, cũng không tốt đi. Lâm Hiểu Nhân đi theo đại bộ đội mặt sau, nàng xem đi ở phía trước, lưng tàn tật nữ hài Lê Xuyên, có chút tâm mát. Cái kia nam nhân, từ đầu đến cuối đều không liếc nhìn nàng một cái, thậm chí liên hỏi cũng không hỏi một câu. Chương 14 Bảo bối Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Lê Xuyên ở phía sau lưng tàn tật nữ hài, Tô Tần giúp hắn lấy bao. Nam nhân trong ba lô không biết trang cái gì vậy, thực trầm. Sơn đạo không dễ đi, nhất là nham vách tường sơn kia phiến, nghe nói thường có hồng hạt tử thường lui tới, thôn dân rất ít đi qua. Nơi đó rất nhiều địa phương không có lộ, bụi gai tùng sinh, cần nhân đi nhanh vượt qua đi. Tô Tần trên đùi vốn không nghiêm trọng, bị nhánh cây liên tiếp quát lau, miệng vết thương ngược lại càng ngày càng thâm. Ngay tại đại gia sức cùng lực kiệt, kiên trì không đi xuống thời điểm, bị một ngọn núi ngăn trở đường đi, nham vách tường trụi lũi một mảnh, cao ngất trong mây, hội kinh công cũng không thể đi lên. Cấu tứ tư lấy đèn pin chiếu một chút nham vách tường, chống nạnh thở. Cao như vậy Sơn, chúng ta lái máy bay cũng không nhất định có thể đi qua A. Bên này, cô tần dẫn đường. Ở một khối đại thạch đầu tiên dừng lại, đem kia tảng đá đẩy ra, lộ ra một cái bán nhân cao cái động khẩu nàng thấp người trước tiến vào đi, cấp đại gia dẫn đường. Cái động khẩu thực hẹp, Lê Xuyên Nhân rất cao, trải qua chàng vách tường. Càng đi lý đi, nội động dần dần mở rộng, bên trong tiếng nước nhiều lần, lấy kỹ chỉ đèn tinh nhất chiếu, việc động nhất thời sáng ngời, màu trắng nham vách tường lôi cuốn hấp dẫn. Sơn động rất lớn, bên trong có điều tiểu hà, không biết cái gì duyên cớ, thủy trình xanh da trời chảy xiết dòng nước toàn bộ tụ tập đến một khác chỗ cái động khẩu, chảy ròng xuống, hình thành một mặt vách núi đen thác nước. Mạnh tư tư bị trong động màu trắng nham vách tường cùng màu lam dòng nước khiếp sợ. Thiên nhiên quỷ rìu thần công, nơi này cảnh sắc thật sự là. Thấy những điều chưa hề thấy, đẹp không sao tả xiết. Lâm Hiểu Nhân đi qua rất nhiều địa phương, cảnh đẹp gặp qua không ít, nhưng này lý cảnh sắc nhưng cũng nhường nàng ngớ ra. Ô! bị trói ở trong sơn động rất nhiều thiên trương nhị oa bị bọn họ bừng tỉnh, thấy này đó bị hắn lừa bán đến cô nương, đầy mặt sợ hãi. Văn Mai trước hết thấy hắn, bỏ lại trong tay đệm chăn, triêu hắn đi qua, lấy chân vẽ nhẫn tâm đá mặt hắn. Mạnh tư tư cũng đi lại tấu hắn hết giận, mệt mỏi, liền ngồi sổn tại chỗ thở hổn hển nói. Ngươi chờ xem, chờ ăn cả đời lao cơm. Ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết. Tiểu cô nương nói xong, lại nhặt lên đá củi hướng trên mặt hắn tạp một chút. Trương Nhị Oa bị tắt miệng, nói không nên lời nói, chỉ có thể hừ hừ. Hắn bị tạp đầu rơi máu chảy, nhưng cũng không chết được. Tô Tần đem đệm chăn trên mặt đất phô khai, cùng Lê Xuyên cùng nhau đem tàn tật nữ hài buông, cho nàng đắp chăn xong, không nhường nàng bị cảm lạnh. Lê Xuyên xem nàng liếc mắt một cái, nàng đi mép nước rửa mặt. Mấy ngày nay trên mặt nàng phu thảo dược, bọc đầu bố, cơ hồ không có cấp mặt thông khí. Tô Tần hái quay đầu bố, phóng đi vào nước ướt nhẹp, vắt khô, lao đi trên mặt thảo dược. Trên mặt hồng chẩn cùng ứ thương đã rút đi, chỉ có một đạo vẫy kết sẹo hoành ở hai gò má thường, chờ đợi khép lại. Khả dù vậy, cũng không ảnh hưởng nàng Mỹ. Thẳng đến nàng đem mặt tẩy sạch sẽ, Lâm Hiểu Nhân mới nhìn rõ, nguyên lai nàng chính là một cái 14, năm tuổi tiểu cô nương. Nàng cho rằng, này cô nương cũng cùng nàng tuổi vô kém, hiện tại vừa thấy, bất quá chính là cái tiểu hài tử. Một đường trầm mặt lâm hiểu nhân, mở miệng hỏi. Chúng ta, muốn ở trong này trốn bao lâu? Trốn được cảnh sát tìm đến. Văn Mai một bên phô phô, một bên nói với nàng. Ngươi đêm nay nếu tưởng cái chăng, liền đi qua hỗ trợ phô. Lâm hiểu nhân nhấp miếng môi, quá đi hỗ trợ phô chăng. Nàng đại khái là này vài cái nữ hài trung, tuổi lớn nhất một cái. Nàng một cái sinh viên tốt nghiệp, cư nhiên trong lòng cùng một cái sơ trung học sinh trí khí, nghĩ đến này, trong lòng không khỏi cười khổ. Nàng quay mặt đi nhìn lén Lê Xuyên, lại phát hiện Lê Xuyên đang xem bên kia rửa mặt tiểu cô nương. Phô phô hảo. Văn Mai hỏi Tô Tần. Tô Tô, đêm nay thế nào ngủ? Tể nhất tể. Mạnh tư tư nhìn nhìn Lê Xuyên, ho nhẹ một tiếng. Chăng chỉ có tam giường, chỉ có thể cùng nhau cái, kia. Lê Lão Sư làm sao bây giờ? Lê Xuyên khí chất hảo, nhan trị cao, cũng biết đúng mực, kỳ thật cùng hắn kề bên tể nhất tể, cũng không có gì. Nhưng vấn đề ở chỗ. Lê Lão Sư quá cho ưu tú, ngược lại nhường các cô nương thẹn thùng, không quá dám tới gần hắn. Ta kề bên Lê Lão Sư đi, Tô Tần đứng dậy, dùng ẩm bố lau tóc, ngược lại nhìn về phía Lê Xuyên. Lê Lão Sư, không để ý đi. Lê Xuyên lắc đầu, mãn nhãn ôn nhu, tỏ vẻ không để ý. Lâm Hiểu Nhân không nói gì, trong lòng không quá là tư vị. Một mặt cảm thấy không nên đi ăn một cái tiểu cô nương giấm chua, một mặt lại cảm thấy kia cô nương không đơn giản như vậy. Đèn pin cắm ở thạch bích trong khe hở, trong động ánh sáng không tính rất sáng, có nhất thúc quan vừa đúng chiếu vào tô tầng phương hướng. Nữ hài mặt mày thanh lệ, môi hồng răng trắng, một đầu rối tung ô phát buông xuống, dài cập sau thắt lưng, hắc mắt nhân lý cấp linh khí, da thịt bạch như xuân tuyết. 15 tuổi nữ hài tuy rằng không có phát dục hoàn toàn, nhưng này sợi hấp dẫn nhân thanh lệ khí chất, đã trưởng thành. Ở chung nhiều ngày như vậy, đây là mạnh tư tư cùng văn mai lần đầu tiên thấy nàng thực nhan. Mạnh tư tư qua một tiếng. Tô tần tỷ, ngươi làn da hảo bạch A. Nhất bạch che trăm xấu, tô tần làn da trời sinh liền hảo. Mặc dù đến 30 tuổi, kia làn da cũng là trong sáng bạch, như trẻ con non mềm. Tô Tần rất đẹp, điểm ấy Lê Xuyên không phủ nhận. Kiếp trước, Lê Xuyên ở cứu ra Tô Tần sau, cùng nàng lại có cùng xuất hiện đã là rất nhiều năm sau. Khi đó, Tô Tần ở bọn họ tiểu khu ngoại mở gian may phô, chuyên môn ban nhân sửa chữa quần áo. Nàng tay nghề không sai, chừng lừng danh. Lê Xuyên có kiện tây trang, nãy nãy đưa, luôn luôn luyến tiếc quăng, hàng năm nảy nãy ngày dỗ ngày đó đều phải mặc vào. Khả kia năm, Lê Xuyên Tây trang bị tiểu biểu đệ cố ý hư hao. Hắn nghe nói dưới lầu may phô lão bản nương tay nghề không sai, liền đi nếm thử. May phô trước cửa hàng không lớn, bên trong sữa màu trắng đều vì chủ, hiện đại ngắn gọn, cùng hắn trong tưởng tượng may phô không quá giống nhau, mà như là một gian rất xa hoa thiết kế phòng làm việc. Lão bản nương một tay chi cầm, một tay cầm bút máy ở trên tờ giấy trắng vẽ nguệch nữ nhân cúi đầu, tán hạ ô phát che khuất tiểu nửa gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy nàng chóp mũi, môi cùng cầm. Nàng thon dài cổ thượng đội châu cơ, một quả trân châu rơi xuống ở xương quai xanh lỏng xuống chỗ. Tô Tần phát hiện cửa có người, dương mắt nhìn hắn. Lê Xuyên đánh lên nàng cặp kia trong suốt ánh mắt, sửng sốt một lát. Tô Tần nhận ra hắn, đối hắn lộ ra một cái tự tin thỏa đáng mỉm cười. Ngươi hảo, Lê Giáo Sư, thật lâu không thấy thấy hắn ngây người tô tần nở nụ cười một tiếng chế nhạo nói lê giáo sư quên ta sao tô tần năm đó ngươi cứu nữ hài nhà lê xuyên đem trong tay tây trang áo khoác đưa cho nàng ban ta nhìn xem có thể bổ sao tô tần theo trong tay hắn tiếp nhận áo khoác nhìn nhìn ân có thể ngài chờ ta cái này giúp ngươi khâu tây trang là cao cấp định chế nàng liền nhất châm một đường khâu lại tay nghề quả thật không thể chê nữ nhân bộ dạng phục tùng rũ mắt xe chỉ luồn kim nghiêm cẩn mặt mày nhường hắn nhớ tới cái kia hiền lành lão nhân lê xuyên cẩn thận nhìn nữ nhân nàng mặc nhất tự kiên sọc áo trong lộ một đôi vai động khi nhất nhún vai khêu gợi hương vị tràn ngập đầy phòng hắn tưởng bọn họ hẳn là xem như duyên phận đi theo ngày đó khởi lê xuyên liền thường xuyên mang theo phá quần áo đi qua tìm nàng hắn mỗi lần lấy đến quần áo đều là cố ý tiễn lạng một lần hai lần cũng là không có gì ngày lâu tô tần bắt đầu thay hắn đau lòng này quần áo dù sau này đó quần áo cũng đều không tiện nghi hắn lấy tới được nhất kiện quần áo đại khái là nàng một tháng thu vào đi rốt cục có một ngày nàng làm rõ nói lê giáo sư ta quá khứ ngươi so với ai đều rõ ràng nếu ngươi là muốn truy ta thật có lỗi ta nhận vì chính mình không xứng với ngươi. Tâm tư bị vạch trần, chưa từng truy quá nữ hài lớn tuổi độc thân nam trầm mặt một hồi, tiện đà xoay người rời đi. Sau, Lê Xuyên không lại đến. Tô Tần ngày làm theo quá, cũng cứ theo lẽ thường thân cận, khả những người đó biết được nàng có như vậy quá khứ, liền không giải quyết được gì. Một tháng sau, Tô Tần trung học lão sư, cho nàng giới thiệu một cái đại học giáo sư, bản nàng không muốn đi, nàng không tiếp thu vì những lão sư đó có thể nhận nàng quá khứ nhưng không tốt cự tuyệt lão sư hảo ý liền cũng kiên trì đi chính là không nghĩ tới cùng nàng thân cận nhân sẽ là lê xuyên kỳ thật hai người cũng không có cộng đồng đề tài chỉnh tràn thân cận cục đỉnh xấu hổ khả sau khi ăn xong hai người đi ở xanh hóa trên đường lê xuyên đột nhiên cùng nàng thổ lộ tô tần chúng ta rất có duyên gả cho ta Tô Tần không hỏi hắn có thích hay không chính mình, chính là hỏi hắn. Ngươi cùng người nhà của ngươi sẽ không để ý ta quá khứ. Sẽ không. Khi đó Lê Xuyên, sớm cùng gia nhân chặt đứt liên hệ, hắn xem như người cô đơn. Lê giáo sư có ổn định sự nghiệp, bộ dạng cũng không sai, tính tình nguội, thực thích hợp làm trượng phu. Mà Tô Tần nhấp nhô nửa đời, tâm cũng mệt mỏi, bỗng nhiên muốn tìm cái dựa an định xuống, liền đáp ứng. Cô Tần cũng biết, Lê Xuyên kỳ thật không nhiều thích nàng, nhưng nàng minh bạch, nếu bỏ qua Lê giáo sư, nàng sẽ không bao giờ nữa gặp tốt như vậy nam nhân. Hưởng qua tốt nhất nam nhân hương vị, mặc dù cô độc sống quãng đời còn lại, cũng không cái gọi là đi. Người bên cạnh cũng không xem trọng nàng cùng Lê Xuyên, bao gồm chính nàng. Lê Xuyên chưa từng nói qua thích nàng, thổ lộ thời điểm cũng không có nói qua ta thích ngươi, chính là nói chúng ta thích hợp hôm sau nàng mới hiểu được, nguyên lai like hắn thú nàng, chỉ là vì ở mổ cái nháy mắt, nàng nhường hắn nhớ tới nãy nãy. Đương nhiên, Lê Xuyên cũng thẳng thắn nói qua, nàng bộ dạng đẹp mắt. Nghe qua, hai người chính là được thông qua sống, theo như nhu cầu, nhưng hôm sau Lê Xuyên quả thật là một cái đủ tư cách trượng phu, phụ thân. Mặc dù Lâm Hiểu Nhân dây dưa nhiều năm, hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn ly hôn. Hôm sau, bọn họ tương kính như tân, cuộc sống cũng là hòa thuận kết hôn bất quá một năm nàng liền hoài nữ nhi túi sách tô tần rất rõ ràng lê giáo sư đối với nàng cảm tình cho tới bây giờ không phải tình yêu ở nữ nhi túi sách sau khi sinh giữa hai người có không thể chặt đứt tình thân mà cái loại này cảm tình lại viễn siêu cho tình yêu quay lại nhìn kiếp trước tô tần thanh xuân thống khổ gia nhân gạt bỏ chức tràng đồi bại khả nàng dù sao gả cho một cái hoàng mỹ lão công có cái đáng yêu nữ nhi so với cái khác bị lừa bán cô nương, cũng coi như hạnh phúc. Không có nói qua một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái, có thể là nàng lớn nhất tiếc núi. Trạng sáng, nữ hài nhóm đều ngủ say. Lê Xuyên ngủ ở tối bên cạnh, hắn phía sau nằm tô tầng, nữ hài hô hấp lâu dài đều đều. Trong động một mảnh tối đen, hắn lại nghiêng đi thân, trợn mắt xem nữ hài mặt, dường như có thể thấy nàng ngủ quan dường như. Lê Xuyên rất muốn ôm ôm nàng, nhưng hắn không thể, dù sao hiện tại nàng, không phải thê tử của hắn, chính là một cái 15 tuổi đứa nhỏ. Hắn thở dài một tiếng, vừa nhắm mắt lại, nữ hài thân mình co rụt lại, tiến vào trong lòng hắn. Tô Tần chỉ có một M6 xuất đầu, mà hắn thân cao một M9. Nữ hài cuộn mình thân mình chui ở trong lòng hắn, tựa như nhất con mèo nhỏ mễ lui ở một cái hùng sư phúc hạ. Lê Xuyên lui về sau một điểm, lưng lộ ra chăn ngoại nữ hài cũng về phía trước, đầu đỉnh hắn rắn chắc bộ ngực, tiểu miêu mễ dường như. Cọ cọ. Lê Xuyên cả người cứng đờ, mỗi chân đều banh thẳng. Nam nhân cả người tóc gáy nổ tung, tim đập da tóc, có loại không biết làm sao kích động cảm, đầy mặt cháy được đỏ bừng. Ngay tại hắn suy xét nên như thế nào đem nữ hài đẩy ra thời điểm, đùi nàng trực tiếp khoát lên hắn trên lưng, cánh tay khoát lên trên mặt hắn, hơn nửa thuận thế. Túng ở hắn lỗ tai bị túng trụ lỗ tai lê xuyên tâm cơ hồ muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Bảo bối, cầu buông tha, ngươi vẫn là một đứa trẻ. Chương 15 Bị cứu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vô luận kiếp trước kiếp này, vô luận nàng là đã lớn cũng hoặc tiểu hài tử, nàng tư thế ngủ đều là như vậy làm cho người ta bất đắc dĩ. Lê Xuyên không có khốn ý, theo đi trên đất đứng lên, đem lông xung phong y cởi ra, cấp Tô Tần cái ở trên người. Tô Tần giấc ngủ thực thiển, bị hắn động tỉnh bừng tỉnh, theo bản năng ngồi dậy, thấy là hắn, lung tung xoa nhẹ nhất đem tóc. Lê Xuyên trùng nàng, hư, một tiếng, ý bảo nàng động tác điểm nhỏ. Hắn mang theo các ở góc ba lô, hướng bên ngoài cái động khẩu chỗ đi, Tô Tần cũng cùng đi qua. Lê Xuyên đưa tay điện cắm ở trên thạch bích, dựa vào thạch bích ngồi xuống, đem ba lô phóng tới trên đùi, theo bên trong lấy ra một phen tùy thời mã tấu chủy thủ, đưa cho Tô Tần. Cô nương tiếp nhận đao, sửng sốt một chút. Nam nhân thấp giọng nói. Thời điểm mấu chốt, đắc dụng đao, ác ma sẽ không theo ngươi vang sinh hộ mặt. Nam nhân thanh âm bị thạch bích hút đi một nửa, bị tiếng nước mang đi một nửa, nội động nghỉ ngơi nhân liền nghe không thấy. Tô Tần kề bên hắn ngồi xuống, tay trái nắm màu đen chủy thủ sát, tay phải đem chủy thủ, đèn pin quan hạ, Lưỡi dao tránh qua một trận thanh lãnh hàng quan. Ngươi tới chi giáo vì sao hội mang mấy thứ này? Cô Tần Thanh âm nhược nhược, ngữ khí giống cái tiểu cô nương. Nàng một mặt thưởng thức cái chui này chủy thủ, một mặt hỏi hắn. Kiếp trước, nàng nhận thức Lê Xuyên là ở 5 năm, năm sau, cái kia thời điểm Lê Xuyên tuy rằng đồng tình nàng, cũng không dám phạm nhiều người tức giận hộ nàng, đem nàng theo thôn dân trên tay mang đi. Hắn dám làm, phải đi tìm cảnh sát hỗ trợ mà này một đời nàng trước tiên 5 năm nhận thức Lê Xuyên, cũng rõ ràng cảm giác được hắn lúc này tính cách cùng 5 năm sau bất đồng. Làm việc không có chim tiền cố hậu, ở hắn anh dũng mạnh mẽ lý, mang theo một cổ không sợ dũng cảm, đối mặt địch nhân, ánh mắt lãnh khốc. Chẳng lẽ là hắn hiện tại rất tuổi trẻ, thiếu niên khí phách nhường hắn trí nguy hiểm cho không màng, cùng các nàng tới nơi này. Chương Lão Sư Lê Xuyên tiếp tục giải thích, chương Lão Sư là hình cảnh, bởi vì đã làm sai chuyện bị tạm thời cách chức, hắn ở trong thành đợi nhàm chán, liền đi theo ta nơi này tu thân dưỡng tính. Nhà. Tô Tần đem chủỷ thủ thu hồi đến, tựa vào trên thạch bích ngẩn người. Bên cạnh nam nhân trầm mặt một lúc sau, theo trong ba lô lấy ra chữa bệnh đồ dùng, chỉ chỉ nàng cẳng chân. "Thương thế của ngươi, ta giúp ngươi thanh lý." "Nga, ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên." Tô Tần đem ống quần cuốn lấy đến lộ ra kia khối nhìn thấy ghê người vết thương. Nàng xoay quá mặt đối với nam nhân, theo dõi hắn trong tay điển phục nói. Lê lão sư, ta chính mình. Đến đây đi. Lê xuyên theo trong ba lô lấy ra một chi sô-cô-la, đưa cho nàng. Ngươi ăn một chút gì, ta đến. Hắn trong ba lô trừ bỏ phòng thân vật phẩm ngoại, còn có áp suất bánh bích quy, sô-cô-la, kẹo, đều là đỡ đói bổ sung năng lượng gì đó. Tô Tần xé mở sô-cô-la, bài tiếp theo tiểu khối, nhét vào miệng nhấp một ngụm. Ngọc ngấy ở sĩ gian hóa khai đồng thời, miệng vết thương truyền đến một trận thứ đau. Tô Tần nhíu mày, miệng phát ra một trận tê tâm. Lê Xuyên cũng không có dừng lại, tiếp tục thay nàng thanh lý miệng vết thương, dán lên băng gạt sau, thật cẩn thận thay nàng đem ống quần buông đến, có thể. Nam nhân trước sau như một ôn nhu. Lê Xuyên tính cách chính là như thế, đối ai đều hảo, đối ai đều phát không lên tỳ khí. Cũng đang là bởi vì cái dạng này nguội tính cách, làm cho kiếp trước lâm hiểu nhân dây dưa nhiều năm. Tô Tần không phải chưa từng có câu oán hận, nhưng nàng sẽ không nói xuất ra, hiểu được tự mình tiêu hóa. Nàng rất rõ ràng, chính mình có thể cùng với Lê Xuyên nhiều thế này năm, chính là vì nàng theo sẽ không theo hắn cáo kỉnh. Khả làm lại một đời Tô Tần, bỗng nhiên cảm thấy đời trước sống được nghẹn khuất, quất ức có đôi khi nàng thật sự hẳn là cùng hắn tranh cãi ầm ĩ một trận, nhưng hắn ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Cũng thực hẳn là ở lâm hiểu nhân dây dưa đi lên thời điểm, trực tiếp vung một cái tác đi qua. Hôm nay lâm hiểu nhân bị Lý Vân Trân ra sức đánh, nàng không phủ nhận có chính mình trả thù thành phần ở bên trong, nàng cũng hoàn toàn có thể cho lâm hiểu nhân miễn bữa này đánh. Làm lại một đời, nàng tư duy phương thức thay đổi, liên tính cách cũng thay đổi. Nếu này một đời, Lê Xuyên còn đưa ra muốn cùng với nàng, nàng còn có thể đáp ứng sao? Nàng cẩn thận suy nghĩ hạ, giống như sẽ không. Này một đời, nàng cũng sẽ không cam nguyện bình thường, đi làm một cái tiểu may. Kiếp trước nàng tuy rằng gả cho tốt nhất nam nhân, khả tương kính như tân cuộc sống lại quá cho bình thản, không có một chút phấn khích đáng nói. Lại nghĩ tới kiếp trước Lâm Hiểu nhân trước mặt nữ nhi mặt, nhường nàng cùng Lê Xuyên ly hôn nữ nhân kiêu ngạo bộ dáng lại nhường nàng cảm thấy ghê tởm lê xuyên tính cách nguội nếu hắn cự tuyệt nữ nhân có thể nói điểm ngoan nói lôi làm phong hành lâm hiểu nhân cũng sẽ không dây dưa nhiều năm như vậy nghĩ lại nhất tưởng lâm hiểu nhân cũng là bởi vì có tiền mới dám như vậy muốn làm gì thì làm làm lại một đời tô tần không nghĩ chính mình lại như vậy uất ức vô luận là ở nhà trường học chức tràng cũng hoặc là hôn nhân tràng thượng Nàng đều cường đại hơn đứng lên Đứng định một vị trí Làm cho người ta không dám lay động Lê Xuyên thấy nàng lắc đầu Không hiểu, thấp giọng hỏi Lắc đầu làm cái gì Ta suy nghĩ Chúng ta trở về sau Bên người thân thích bằng hữu Hội lấy thế nào ánh mắt xem chúng ta Cô tần cái ót tựa vào trên thạch bích Thở dài một tiếng Hồng hồng biến thành như vậy Sau khi ra ngoài có năng lực thế nào đâu Nàng Lê Xuyên trầm mặt một lát sau, thủ khoác lên nàng trên vai đè ép, bày tỏ an ủi, những người này sẽ có báo ứng. Tô Tần khóe miệng lộ ra chua xót tươi cười, thấp giọng nói. Hy vọng đi. Này ba chữ nhẹ bỗng theo trong miệng nàng nói ra, lại tựa như ngàn cân trọng, nặng trịch áp ở Lê Xuyên ngực. Ngu muội thôn dân, chết tiệt nhân phiến. Lê Xuyên lại nghĩ tới kiếp trước ở biển lửa trung bị chết thê tử cùng nữ nhi. Đại khái là kiếp trước kia tràn hỏa hoạn đã kích, nhưng lê xuyên suy nghĩ cẩn thận một chút việc các học sinh đánh giá hắn vì tấm nam giáo sư nhưng này cái ấm nam danh hiệu gây cấp một cái trượng phu làm sao không phải một loại khác tính chất cạn bã làm một người nam nhân trượng phu phụ thân hắn ôn nhu phải làm chỉ cấp gia nhân không nên cấp này râu ri nhân hắn đối lâm hiểu nhân lại càng không nên một mặt nhường nhịn cùng khoan dung làm người nên ích kỷ thời điểm làm ích kỷ kiếp trước hắn sống được rất thánh mẫu này một đời liền ít kỷ điểm sống không chỉ có vì chính mình cũng vì tô tần cùng bọn họ tương lai đứa nhỏ ngày thứ hai vân phi cứ theo lẽ thường lên núi thần miếu đưa đồ ăn đẩy cửa ra thấy bên trong một mảnh hỗn độn hắn thấy bị trói ở ghế tựa lý vân trân lộ ra kích động bộ dáng luống cuốn tay chân mở trói cho nàng lý vân trân suy yếu bắt lấy cổ tay hắn nói phi phi mau hồi thôn gọi người, ngươi tức phụ chạy. Vân Phi nghe vậy, hốc mắt đỏ lên, cắn môi khóc chạy xuống sơn. Hắn lão đảo chạy tiếng trương tinh trong nhà, cầm lấy trương tinh một đôi tay cổ tay khóc hô vợ ta chạy, tức phụ chạy. Trương tinh nổi lên cái sớm, tưởng đưa Lê Xuyên rời đi thôn, lại không phát hiện người kia. Một lát vừa nghe sơn trong thần miếu nữ nhân chạy, trương tinh lập tức ý thức được tình thế nghiêm trọng, tụ tập thôn dân lên núi thần miếu. Vân Phi đi theo đại bộ đội mặt sau, khóc tê tâm liệt phế. Cùng đi thẩm thẩm vỗ vai hắn an ủi. Phi Phi ngoan, Phi Phi không khóc, ngươi tức phụ chạy không được, chúng ta thôn khẩu gác nghiêm, nàng có thể chạy chỗ nào đi. Ngươi yên tâm a, à, ngươi tin ca nhất định sẽ đem tức phụ cho ngươi tìm trở về. Vân Phi cái miệng nhỏ nhắn nhất quyết, nâng lên mu bàn tay lau một phen sưng đỏ hốc mắt. Ta muốn tức phụ, muốn tức phụ. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu duỗi chân đùa giỡn hắt, tầm ỉ nháo muốn tức phụ. Trương Tinh làm cho người ta đem bị thương lão mẫu thân đưa xuống núi, nhưng mấy nam nhân cùng hắn cùng nhau, phân công nhau lên núi đi tìm. Hắn nhìn nhìn ngồi xuống thượng đùa giỡn hắt khóc lớn Vân Phi, nói Phi Phi, ngươi về nhà đi, ta nhất định đem tức phụ cho ngươi tìm trở về. Được không? Không tốt. Ta muốn cùng các ngươi cùng đi hắn theo một cái đại thúc trong tay đoạt quá đốn củi đao, ngu đần trên mặt tràn đầy cuột cường. Ta muốn tìm nàng dâu nhi. Tìm không thấy tức phụ ta không trở về nhà. Hảo hảo hảo, tùy ngươi tùy ngươi. Trương Tinh mang theo một hàng nam nhân lên núi, bắt đầu dọc theo sơn đạo tìm tòi. Đến chạng vạn, bọn họ không thu hoạch được gì, có người đưa ra đi nham vách tường sơn kia phía nhìn xem. Có người đề nghị, còn có nhân phản đối đồng hành đại thúc nói khi một mảnh cơ hồ không lộ lại nháo hùng hạt tử bọn họ không có khả năng đi chúng ta vẫn là đi trước địa phương khác tìm xem đi trương tinh cúi đầu suy nghĩ một hồi nói nguyên nhân vì kia phiến không có người đi cho nên chúng ta càng mau chân đến xem nói không chừng bọn họ liền ở bên kia vân phi tim đập gia tốc ở mặt ngoài lại làm bộ như vẻ mặt đồng ý bộ dáng binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, Vân Phi đành phải đi theo bọn họ tiếp tục đi trước. Đến nham vách tường sơn kia một mảnh, bụi gai tùng sinh, bọn họ tiếp tục hướng bên trong đi. Bởi vì này phiến sơn nháo giả hùng, thôn dân rất ít đến. Hai ngày trước Trương Nhị Oa mất tích, Trương Tinh nhường Vân Phi mẫu tử đến này một mảnh đi tìm. Giả hùng lực công kích tấn mảnh, Trương Tinh đi ở phía trước lòng còn sợ hãi, đi rồi vài bước, dừng lại, quay đầu đối mặt sau ngốc tử nói, Phi Phi, này phía ngươi thuộc, ngươi đi lên mặt dẫn đường. Nga. Vân Phi gật đầu, ngoan ngoãn đi ở phía trước, nhanh đến nham vách tường sơn khi, đi ở phía trước Vân Phi bỗng nhiên qua một tiếng kêu to, quay đầu trở về chạy. Những người khác không biết tình huống gì, cũng qua một tiếng quay đầu trở về chạy. Thông dân nhóm một hơi chạy đến giữa sườn núi mới dừng lại. Trương Tinh thở hổn hển đứng ở tại chỗ, đứng ở trên tảng đá kiểm kê nhân sổ, phát hiện không ít người, nhẹ nhàng thở ra, hỏi Vân Phi. Ngốc tử, ngươi vừa rồi thấy hùng hạt tử. Ta, ta không biết. Vân Phi thanh âm sợ hãi. Vậy ngươi chạy cái rắm A. Vân Phi cúi đầu, một bên ngoạn ngón tay, một bên ấp A ấp úng nói. Ta, ta chính là thấy trên cây quấn quyết lấy một cái đại mãn xà. Ta sợ. Trương Tinh. Sắc trời đã tối muộn, bọn họ cũng không mang cây đuốc không thể lại tiếp tục đãi ở trong núi thôn dân nhóm trong lòng rõ ràng bọn họ chạy không ra sơn thôn tìm được bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian không chừng chờ bọn hắn không có lương thực liền chính mình xuống núi trương tinh mang theo thôn dân trở về nhà lại từng nhà đến hỏi hậu quăng nàng dâu thôn dân hắn vỗ bộ ngực cùng thôn dân đóng gói phiếu nhất định đem nhân cấp tìm trở về tô tần đoàn người đãi ở trong sơn động chỗ nào cũng không thể đi, đọc dây như năm. Sau giữa trưa, mạnh tư tư có chút tọa không được, lại bắt đầu sợ hãi, đêm qua trốn tới kia sợi kích động không còn sót lại chút gì. Nàng nói, vạn nhất, cảnh sát chưa có tới, chúng ta bị nắm đi trở về, làm sao bây giờ? Văn Mai đang ở nhóm lửa hông khô mô, nghe vậy, sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía cái động khẩu tha gậy trúc Tô Tần. Tô Tần nghe vậy, nâng lên cầm chỉ hướng sơn động cuối vách núi đen thác nước, nói. Vạn bất đắc dĩ thời điểm, liền được ăn cả ngã về không, theo nơi đó đi xuống. Lâm hiểu nhân dương mắt nhìn về phía cái động khẩu cuối, theo bản năng rống ra tiếng. Ngươi điên rồi. Ngươi muốn cho chúng ta đều đi chịu chết sao? Ta cũng không nhường lâm lão sư đi theo kiêu A, ngài có thể đãi ở trong thôn, cấp thôn dân làm tức phụ, ngài xinh đẹp như hoa, bọn họ nhiều lắm ta móc hai tròng mắt của ngươi ra luyến tiếc đánh gãy tay chân của ngươi tô tần hoa một buổi sáng thời gian đồng lê xuyên cùng nhau chém rất nhiều gậy trúc nàng nói chúng ta lợi dụng này đó gậy trúc làm thành trúc việt vạn bất đắc dĩ thời điểm chúng ta tiện lợi dùng trúc việt theo vách núi đen thác nước thượng lao xuống đi tử tỷ lệ hẳn là sẽ không rất lớn cao như vậy tử tỷ lệ hẳn là rất lớn đi mạnh tư tư sợ tới mức ngực nhảy dựng hãy nghe ta nói hoàng a tôi tần theo trong túi lấy ra một trương trúc việt bản thiết kế giấy đưa cho hắn nhóm xem nhà chúng ta phải làm trúc việt kích cỡ cùng nhân thân thể không sai biệt lắm cao khoang đến lúc đó chúng ta đem ra giường tê thành mảnh vải đem làm thành trúc việt buộc ở sau lưng chúng ta bị dòng nước lao xuống đi đến phía dưới trong sông sẽ gặp bị trúc việt sức nổi mang lên đến trôi nổi một đoạn đến dòng nước chẳng như vậy chảy xiết địa phương liền thả bơi lên bờ đúng rồi, các ngươi đại gia đều biết bơi đi. Đại gia nhất trí gật đầu. Loại này phương pháp nghe qua không sai, nhưng là... Thật sự có thể làm sao? Văn Mai hơi nghi hoặc, hơn nữa. Chúng ta cũng sẽ không trát trúc việc. Ta sẽ... Cô Tần kiếp trước bị nhốt sơn thôn 5 năm, này đó thủ công việc nhà nông đương nhiên không nói chơi. Nàng dừng một chút, còn nói. Bất quá, loại này phương pháp cũng chỉ là ta đoán rằng có nhất định tính nguy hiểm không đến vạn bất đắc dĩ loại này phương pháp chúng ta cũng không thể dùng so với bị chết đuối các nàng càng sợ bị mang về đánh gãy tay chân trở nên cùng hồng hồng giống nhau cô tần bắt đầu trắc trúc việc lê xuyên giúp nàng khảm gậy trúc lâm đại tiểu thư vì mạng sống cũng bắt đầu hỗ trợ tê mảnh vải mới đầu trắc trúc việc thời điểm cô tần động tác lược trúc trắc đến mặt sau bắt đầu bắt đầu. Lê Xuyên cùng với nàng nhiều năm như vậy, tự nhiên không biết nàng còn có thể này, không khỏi đối này tiểu cô nương sinh vài phần thâm phục. Đến buổi tối, Vũ chỉ trúc việc toàn bộ trắc hảo, dựa theo sớm định ra kế hoạch, tô tần tính toán đem tàn tật nữ hài cùng chính mình buộc ở cùng nhau, mang theo nàng cùng nhau nhảy xuống. Lê Xuyên ngăn lại nàng làm như vậy, nhíu mày nói. Ngươi thể lực hữu hạn, loại sự tình này ta đến mạnh tư tư cũng nghi ngờ nói lê lão sư không phải chúng ta xem nhẹ ngươi các ngươi loại này tay trói gà không chặt lão sư thể lực thật sự có thể chứ hít đất đều làm không xong vài cái đi bị nghi ngờ lê xuyên thực nghiêm túc trả lời một trăm không thành vấn đề khụ có được kiếp trước trí nhớ tô tần cư nhiên đỏ mặt lên trước mắt không hiểu tránh qua kiếp trước lê giáo sư cùng nàng đầu đêm lê giáo sư thể lực là rất không sai, điểm ấy không thể nghi ngờ. Lê Xuyên thuộc loại cái loại này mặc quần áo hiển gầy, thoát y có thịt loại hình. Hắn tính cách tuy rằng nguội, nhưng từ nhỏ đều có rèn luyện, phòng thân chiêu thức học không ít, đấu kiếm, thái quyền là hắn phát tiết áp lực phương thức. Bọn họ dù sao còn tại địch doanh, một lát cũng không dám lơi lỏng. Loại này thời điểm Vân Phi không thể lên núi, cũng không thể cho bọn hắn mật báo, bọn họ có thể làm, chính là chính mình làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ngủ phía trước, Tô Tần cùng Lê Xuyên nhất trí nhận vì, đại gia hẳn là đem trúc việc buộc ở trên người đi vào giấc ngủ. Một khi thôn dân ở bọn họ ngủ thời điểm tìm tới nơi này, bọn họ có thể nhanh chóng làm ra phản ứng, nhảy xuống vách núi đen thác nước. Tô Tần tuy rằng là cái tiểu cô nương, khả suy xét sự tình lại chu đáo. Nàng càng là biểu hiện cẩn thận, Lê Xuyên liền vũ phát đau lòng nàng nếu nàng không phải ở trong thôn bị khi dễ, bị kích thích, dùng cái gì sẽ làm một cái cận 15 tuổi tiểu cô nương có như vậy mẫn cảm tâm tư. Ngày thứ hai giữa trưa, trong thôn loạn thành hỗn loạn, chương trình mang theo cảnh sát đến trong thôn, hơn nữa bị lừa bán nữ hài người nhà, ước chừng có hai mươi mấy nhân. Phụ thân của Mạnh Tư Tư mang theo bốn bảo tiêu, tàn tật nữ hài ca ca cũng tới rồi hiện trường. Chương trình mang đến cảnh sát, Trương Tinh khiếp sợ không thôi, nhận đến lừa gạt hắn, tức giận đến muốn bắt đao đi khảm hắn. Chương trình, lão tử đối đãi ngươi không tệ, ngươi cư nhiên bán đứng ta. Chương trình ho khang một tiếng. Uy uy uy, ngươi hảo hảo nói chuyện, cái gì bảo ta bán đứng ngươi? Ta là cảnh sát nhân dân, cái này gọi là làm nằm vùng, ngươi hiểu hay không? Ngươi chạy nhanh đem nhốt vài cái cô nương mang xuất ra, thẳng thắng theo khoang, kháng cự theo nghiêm, lưu ngươi một cái toàn thi. Lục đội cho chương trình một cái xem thường, nhắc nhở hắn. Tiểu chương, nói chuyện chú ý đúng mực, ngươi bây giờ còn ở tạm thời cách chức trung. Là là là, lục đội ngài nói chuyện, ngài nói chuyện. Chương trình sau này nhấc lui, biểu hiện đắc tượng cái chó săn. Cầm đầu lục đội dài hỏi trương tinh. Ngươi chính là nơi này thôn trường đi. Các ngươi thôn trương phượng, trương thạch đầu, kẻ khả nghi lừa bán phụ nữ nhi đồng, chúng ta cần dẫn bọn hắn trở về. Mặt khác, bị lừa bán kia vài cái nữ hài, chúng ta cũng muốn mang đi. Sân bên ngoài, đã vây đầy thôn dân. Thôn dân nhóm cũng là lần đầu tiên gặp cảnh sát đến trong thôn, đều cảm thấy ngạc nhiên. Trương tinh hai cái viên trượt đi ánh mắt trừng, quát. Cái gì bị lừa bán nữ hài? Chúng ta nơi này không có, hắn nâng tay nhất chỉ đám người, nói. Chúng ta nơi này tức phụ, đều là từ cách vách vài cái thôn cưới hỏi đàng hoàng đến. Cảnh quan, ngài đừng nghe người này nói bừa, chúng ta nơi này thực không có gì bị lừa bán nữ hài. Lại nói, cho chúng ta 10 cái lá gan, chúng ta cũng không dám mua A, à, chúng ta đều là tuân kỹ thủ pháp hảo công dân. Cùng cảnh sát nhất lên ngạch tuổi trẻ tiểu hỏa lao tới, cầm trụ trương tinh cổ áo. Ta muội muội ở đâu? Đem ta muội muội giao ra đây. Nam nhân nâng tay sẽ đánh người, bị cảnh sát giữ chặt. Trương Tinh sửa sửa quần áo nói. Chúng ta nơi này thực cũng không bị lừa bán nữ hài tử, không tin, các ngươi sưu a. Thôn dân vây quanh ở thôn trường cửa nhà, ngươi một lời ta nhất ngữ. Đúng vậy, ta nhóm thôn nhi đều là khô tịnh cô nương, chỗ nào có cái gì bị lừa bán đến, cảnh sát đồng chí, các ngươi nhưng đừng oan uổng người tốt a. Kia cũng không, Trương Phượng can trái pháp luật chuyện, không có nghĩa là chúng ta cũng can a, các ngươi đi bắt Trương Phượng a. Đúng vậy, cảnh sát đồng chí ta nhóm thôn liền lớn như vậy không tin ngươi đi sưu a đại gia ngươi một lời ta nhất ngữ thời điểm vân phi vọt vào đám người hắn lập tức đi đến lục đội dài trước mặt nói ta biết này bị lừa bán nữ hài ở đâu ta mang bọn ngươi đi trương tinh cùng thôn dân lăng lăng xem này ngốc tử một cái thẩm thẩm đi lại kéo hắn ngốc tử ngươi nói cái gì đâu cái gì bị lừa bán nữ hài chúng ta trong thôn cũng không bị lừa bán nữ hài Vân Phi đem cánh tay theo thẩm thẩm trong tay rút ra, dùng sức đem đẩy ra, đối với dáng người khôi ngô lục đội nói. Thúc thúc, mẹ ta cũng là bị quải đến, ta mang ngươi đi tìm này nữ hài, ngươi cũng phải đáp ứng mang ta nhóm trời núi. Trong đám người một trận ồ lên, đại gia đều không thể tin xem này ngốc tử. Trương Tinh giận không thể ác, cái trán gân xanh bạo đột. Ngốc tử, ngươi nói hô nói vượng cái gì? Cảnh quan, ngươi đừng nghe hắn nói bừa, hắn là cái ngốc tử là chúng ta thôn nhi lý ngốc tử ngươi trăm ngàn đừng tin tưởng hắn trong lời nói lục đội quét mắt cấp trống trống trương tinh vẻ mặt ngưng trọng xem vân phi hỏi hắn ngươi thật sự có thể mang ta nhóm tìm được này cô nương vân phi gật đầu nói ân phụ thân của mạnh tư tư là một cái bốn mươi tả hữu trung niên nhân vi béo mặc một thân trang phục leo núi hắn tiến lên một bước thủ khoác lên vân phi trên vai vỗ nhẹ tiểu tử ngươi chỉ cần mang ta tìm được ta khuê nữ ta không chỉ có mang ngươi cùng mẫu thân ngươi rời đi nơi này còn có thể cho các ngươi nhất bút tiền xin nhờ tiểu tử vân phi gật đầu chuẩn bị dẫn bọn hắn lên núi lục đội phái hai cảnh sát đi bảo hộ vân cầm thông dân nhóm về nhà cầm cái quất đống củi đao xuất ra che ở lên núi sơn đạo khẩu không làm cho bọn họ qua đường lục đội trực tiếp rút ra thương Đối thiên nổ súng cảnh báo. Thông dân nhóm bị vĩ đại tiếng súng sợ tới mức bị kìm hãm. Trương Tinh ỉ vào bọn họ người đông thế mạnh, dơ cái quất, đứng ở trên bậc thềm rống to. Các hương thân. Này đàn cảnh sát muốn tuyệt chúng ta sao, chúng ta không thể làm cho bọn họ đạt được. Chúng ta cùng tiến lên, bọn họ không dám lấy chúng ta thế nào. Cảnh sát không dám đối dân chúng nổ súng. Thông dân bị Trương Tinh một phen nói châm nhiệt huyết triều cảnh sát vọt đi qua. Lục đội mắng một tiếng, đồ phá hoại, hướng về phía đám người rống lên một tiếng. Các ngươi đây là công nhiên kháng pháp sao? Các ngươi là tưởng tập cảnh sao? Đối với lục đội cảnh cáo, Trương Tinh bỏ mặt, cầm lấy cái quốc triêu chương trình tiến lên, đối với hắn ót tạp đi qua. Chương trình hoắc một tiếng, sau này nhảy dựng, hung hiểm tránh thoát. Thông dân nhóm cũng trùng đi lại, cầm lấy trên tay này nọ bắt đầu tạp một đám cảnh sát cùng bị quải nữ hài người nhà, lâm vào hỗn loạn. Lục đội chỉ thiên liên khai kỹ thương, thôn dân vẫn như cũ không có dừng lại, liền bang bang kỹ thương đánh vào cầm đầu vài cái thôn dân trên đầu gối. Trương tinh đầu gối trúng đạn, huyết lưu không chỉ, đau nâng đầu gối nằm trên mặt đất, qua qua, kêu to. Thôn dân nhóm lập tức dừng lại, không dám lại về phía trước. Cảnh sát lấy thương chỉ vào bọn họ, lục đội chấn phế nhất trống. Đều hắn mẹ là người thiếu kiến thức pháp luật là đi. Đều cho ta ngồi sổn xuống. Ông đầu. Tham dự bác sát thôn dân nhóm ngoan ngoãn ngồi sổng xuống. Lục đội nhường những người này đều chạy trở về ra đi, không cho phép ra đến, lại phái nhân nhìn ra cửa thôn, không nhường gì ra thôn. Hắn bị thôn dân ngu muội khiếp sợ, đi ở sơn đạo thượng cảm khái nói. Này đàn điêu dân. Vừa rồi tham dự bác sát nhân, một cái cũng không có thể buông tha. Toàn bộ trảo trở về nhận giáo dục. Ước chừng 2 giờ sau, bọn họ đến sơn động. Tô Tần bọn họ tưởng thôn dân tiến vào, đang chuẩn bị khiêu vách núi đen thác nước. Hoàng hảo Vân Phi kịp thời rống lên một tiếng, ngăn lại bọn họ lưng trúc việc tập thể nhảy xuống vực hành vi. Hồng hồng ca ca nhìn thấy nàng khi, thiếu chút nữa không dám nhận. Ca ca không thể tin được, này đứt tay đứt chân, bị cắt điệu đầu lưỡi tàn tật nữ hài. Là hắn muội muội Giáo dục. Chính là giáo dục nơi nào đủ. Thiên đao vạn quả chết không luyến tiếc. Ca ca đem hồng hồng ôm vào trong ngực, há to miệng, không tiếng động khóc, đau lòng như đau cắt, dường như trên người thịt, bị nhân một tất tất cắt bỏ. Mạnh tư tư nhào vào ba nàng trong lòng, nghẹn nhiều thiên nước mắt rốt cục thẳng xuất ra. Mạnh ba nhìn nhìn cái kia tàn tật nữ hài, lại xem trong lòng hảo thủ hảo chân nữ nhi, trong lòng có chút hứa trấn an. Ít nhất, nữ nhi thân thể là hoàn hảo. Cảnh sát đem Trương Nhị Oa, Trương Phượng, Trương Tinh chờ tương quan nhân viên áp xuống núi, bởi vì tham dự tụ chúng bắt sát tập cảnh nhân nhiều lắm, cảnh sát nhân thủ không đủ, không thể nhất nhất áp tải. Lục đội phái nhân canh giữ ở cửa thôn, chờ đợi thị trấn phái xuất sở lại phái người đến trợ giúp. Bị mang rời núi, không chỉ có có bị lừa bán các cô nương, còn có Vân Phi mẫu tử. Bọn họ ở Đồng La Hương ở tạm một đêm, sáng sớm hôm sau, hồng hồng cùng nàng ca ca, không thấy. Bọn họ tiếp tục chạy đi, đi trước thổ lăng trấn lại là một ngày hành trình. Thổ lăng trấn chuyên quả nhà trệt kiến trúc đã bị tự kiến tiểu nhà lầu thay thế được, hoàn cảnh so với Đồng La Hương hảo rất nhiều. Bọn họ đến trấn trên, không một hồi, trấn trên phái xúc sở liền lái xe đi lại. Tướng lĩnh quan mọi người viên đưa đi Nam Nghi Huyền phái xuất sở. Đến Nam Nghi Huyền đã là làm 8 giờ tối chung, cảnh sát đem đi đầu tập cảnh trúng đạn thôn dân đưa đi chữa bệnh, lại an bày Tô Tần đợi nhân đi khách sạn. Thị trấn dừng chân so với không được trong thành, không có khách sạn năm sao. Buổi tối đại gia vây bàn ăn cơm khi, Mạnh phụ vút mạnh tư tư cái ót thở dài. Tư tư, đêm nay chấp nhận điểm, chờ trở về trong thành, về sau xuất môn ba nhất định cho ngươi trụ tốt nhất khách sạn, trở về nhà, ba mang ngươi đi ăn đồ tốt nhất. Ba. Mạnh tư tư chính vùi đầu bái cơm, nghe vậy, đặt xuống bát đũa dương mắt nhìn hắn. Ba, nơi này dừng chân điều kiện cùng thức ăn đã tốt lắm, chúng ta mấy ngày nay ăn đều là mát sư ngô mô mô, đã thật lâu chưa ăn đến nóng hầm hập cơm tẻ cùng thịt. Mạnh phụ nghe vậy, vành mắt đỏ lên, đem mặt viết đi qua vụn trộn mặt nước mắt lục đội thân thủ đi chụp vai hắn an ủi nói lão ca ngươi cũng đừng khổ sở khuê nữ hảo thủ hảo chân đã trở lại về sau cần phải xem trọng hắn vừa nhất cầm nhìn về phía mạnh tư tư còn có ngươi tiểu cô nương về sau đừng nửa tùy hứng không cần lại ngoạn cái gì rời nhà trốn đi thế giới này tối không thiếu chính là nhân tâm hiểm ác địa ngục trống rỗng ác ma nhân gian hoảng a mạnh tư tư cúi đầu cắn một khối ngẫu Rầu rĩ tân một tiếng. Nghĩ ngày mai sẽ cùng Tô Tần cùng Văn Mai tách ra, rất có không tha, nàng hỏi: "Tô Tần tỷ, Văn Mai tỷ, trở về về sau, các ngươi muốn thường theo ta liên hệ a, ta sẽ tưởng của các ngươi." "Còn có ngươi Tô Tần tỷ, có cái gì khó khăn, cho chúng ta gọi điện thoại, ngươi đã cứu ta, ta nợ ngươi." Tô Tần lay động đầu, nói: "Chúng ta là hoạn nạn bạn bè, còn nữa, không có các ngươi bằng một mình ta lực tưởng chạy đi, tưởng trói lại Trương Nhị Oa, không dễ dàng như vậy. Lê Xuyên bên tay trái ngồi Tô Tần, bên tay phải ngồi Chương Trình, hắn liên tiếp hướng Tô Tần trong bát chọn chân gà, Chương Trình ghen tị đỏ mắt. "Ta nói lão Lê, ngươi cũng quá bất công, chiếu cố tiểu cô nương, tự nhiên không chiếu cố ta." Thuận tay. Lê Xuyên thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, ngươi cũng nên giảm béo. Chương Trình quay hàm nhất cổ kiêu ngạo hừ một tiếng quay đầu liền chọn một cái chân gà bự giáp cấp vân phi đến phi phi này chân gà bự cho ngươi chỉ có như vậy đáng yêu ngươi tài xứng đôi chân gà bự nga cảm ơn chương lão sư vân phi mặt mày nhất loan hướng về phía chương trình cười lộ ra hai khỏa đáng yêu tiểu hổ nha chương trình ghét bỏ nói đừng gọi ta chương lão sư bảo ta chương trình chương đại ca đều được đúng rồi phi phi các ngươi tính toán đến đâu rồi nhi a à? vân phi mang cảnh sát tìm được mạnh tư tư mạnh phụ cho bọn họ mẫu tử nhất bút tiền làm báo đáp tiền không nhiều lắm nhưng là cũng đủ bọn họ thuê cái phòng ở trước an định xuống vân phi xoay quá mặt nhìn mẫu thân vân cầm tiếp hắn trong lời nói ta tính toán về trước vân dương thị mang phi phi hồi đi xem hắn bà ngoại vân cầm không có cha mẹ chỉ có một bà ngoại đã qua đi 15 năm, bà ngoại vị tất còn tại thế. Nhiều năm trôi qua như vậy, Phi Phi phụ thân chỉ sợ cũng đã cưới vợ sinh con, có chính mình gia đình. Nghĩ vậy chút, Tô Tần cư nhiên thay bọn họ khổ sở. Nàng nhìn về phía Phi Phi, tính toán trở về trước nghĩ biện pháp kiếm tiền, có tiền tài năng làm chính mình muốn làm chuyện. Ở trong núi mấy năm nay, Vân cầm giáo hội Vân Phi rất nhiều tri thức. Vân Phi hiện tại tri thức trình độ đại khái ở sơ trung, bổ nhất học thêm, hỗn lên cấp 3 hẳn là không thành vấn đề. Khả học thêm phí, trung học học phí, vân cầm cũng không nhất định có thể đủ gánh nặng, nàng dù sao ở đại sơn lý mệt nhọc nhiều năm như vậy, chỉ sợ thói quen không xong trong thành công tác hình thức. Kiếp trước vân phi vì nàng mà tử, này một đời, tôi cần phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, cung vân phi đọc sách, cũng coi như báo ân. Nàng dù sao cũng là trùng sinh nhân, sở học tri thức khắc vào trong đầu, mặc dù trẻ hai năm hồi trường học đọc sách, cũng không cái gọi là lập tức. nàng trước giải quyết phi phi đọc sách vấn đề. cơm chiều mau kết thúc thời điểm, lục đội tiểu linh thông, đô 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 vang lên đến. hắn tiếp gọi điện thoại, quy một tiếng. chuyện gì? nghe xong điện thoại, lục đội vẻ mặt trầm trọng. tô tần thấy hắn thần sắc không tốt lắm, hỏi. có phải hay không? tìm được hồng hồng cùng hắn ca ca lục đội không có trả lời thu hồi tiểu linh thông dừng một chút hít sâu một hơi nói thông trang bị một phen hỏa cấp thiêu thu mua bị quải nữ hài kỷ hộ nhân gia đều bị thiêu chết cái khác thôn dân tuy rằng không có việc gì nhưng trụ địa phương đều bị thiêu hủy hảo mạnh phụ vỗ bàn đây là báo ứng tô tần kêu không ra hảo tâm tình thực trầm trọng phóng hỏa thiêu thôn nhân rõ ràng chương trình cùng lê xuyên hiểu trong lòng mà không nói liếc nhau sau đó mở miệng hỏi kia người hiềm nghi có kết quả sao người hiềm nghi cái gì người hiềm nghi lục đội uống một ngụm rượu nói ta biết các ngươi đang nghĩ cái gì nhân gia hồng hồng ca ca không hề ở đây chứng cớ hắn theo chúng ta tách ra sau luôn luôn cùng muội muội đãi ở đồng la hương một nhà nông phụ trong nhà không có lại hồi trương gia câu chương trình lại cùng lê xuyên liếc nhau không lại nói chuyện lục đội cảm khái nói bất quá chuyện này cũng không về ta quản ta chỉ phụ trách bị quải dân cư án kiện thông trang không có ba nữ tử nằm ở trên một cái giường lại thế nào cũng vui vẻ không đứng dậy khả năng trên thế gian mổ cái góc còn có thể có cùng các nàng đồng dạng gặp được nữ hài còn chờ cảnh sát cởi cứu mạnh tư tư nghĩ đến cái gì theo trên giường mạnh ngồi dậy nói ta quyết định, về sau đi khảo cảnh giáo, ta muốn cùng những người đó buôn lậu đấu tranh đến cùng. Văn Mai đã xuất ra làm công rất nhiều năm, gia đình của nàng điều kiện không tốt, thi được đại học, không có thể đi thượng. Nhưng là hiện tại, nàng không cam lòng như vậy cả đời. Tô Tần nắm giữ Văn Mai thủ nói. Mai Mai, có một số việc, ngươi muốn làm, phải đi làm, không có gì là không có khả năng. Ngươi còn trẻ, có thể nhất vừa đi làm, một bên kiếm tiền ngươi có thể một lần nữa tham dự sang năm thi cao đẳng có thể một lần nữa khảo đại học khảo ngươi thích chuyên nghiệp chúng ta hàng môn đệ tử nếu không có may mắn quan hoàng bao phủ đọc sách là chúng ta duy nhất đường ra nhưng là ta đã thật lâu không có đọc sách thật sự có thể chứ văn mai lâm vào tự mình hoài nghi trạng thái nhất định có thể tô tần mãn nhãn kiên định nhìn nàng chỉ cần khẳng học, liền nhất định đi. Ngươi tưởng khảo cái gì chuyên nghiệp? Ta. Nàng đỏ mặt, có chút không tốt lắm ý tứ. Luật sư. Ngươi đâu? Tô Tô. Ta sao? Tô Tần suy nghĩ một chút, nói, ta muốn kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền. Cũng tưởng có danh tiếng, ta nghĩ đến một người Trung Quốc sở hữu cao nhất minh tinh đều vây quanh ta chuyển, lấy ta vì trung tâm trình độ. Đến khi đó, ta là có thể mượn Minh tinh lực lượng, kích động truyền thông, nhưng toàn Trung Quốc nhân chú trọng đánh quải, nhưng sở hữu cô nương chú ý tự mình bảo hộ. Nghe qua là một cái xa không thể kịp giấc mộng. Mạnh Tư Tư không hiểu, hỏi nàng: "Ngươi là muốn làm Minh tinh sao? Khả ngươi mặc dù trở thành Minh tinh, cũng không có khả năng nhường sở hữu Minh tinh vây quanh ngươi chuyển a." Tô Tần nở nụ cười một tiếng, thân thủ đi qua sờ sờ nữ hài tiểu đầu ngốc cô nương, làm minh tinh khả làm không được này đó. Ngươi chỉ cần đứng ở thời thượng vòng đỉnh cao nhất, tự nhiên sẽ có minh tinh đến gián ngươi đứng, bọn họ cùng ngươi chụp ảnh chung thời điểm, sẽ tưởng tận biện pháp làm náo động, đứng xê vị. Xê vị là cái gì? Văn Mai hỏi nàng. Nàng suy nghĩ một chút, đỉnh có lệ giải thích nói. Chính là dễ thấy vị trí. Kiếp trước cuộc sống nhấp nhô, này một đời, Tô Tần cũng không tưởng sống uổng phí, nàng muốn kiếm tiền, muốn danh khí, cũng tưởng đi lên cái kia phủ kính tinh quan cao nhất vị trí. Ở Tô Tần ly khai Nam Nghi huyền hôm đó, lục đội cho bọn hắn đưa tới tin tức tốt. Nguyên lai trương tinh là ở trốn tội phạm giết người, vài năm trước ở vệ đông tỉnh giết bạn gái trước cùng làm khoáng đầu, trên lưng hai điều mạng người, tử hình là chạy không được. Tô Tần nghĩ đến kiếp trước trương tinh bị bắt sau lại chạy trốn, cấp lục đội nói ra cái tỉnh. Lục đội Cường Điệu nhớ ở trong lòng, vỗ nàng bả vai nói: "Muội tử, ngươi yên tâm đi, loại này tội phạm giết người, ta sẽ không nhường hắn theo ta trên tay chạy trốn." Cảnh sát An Bày Nhân đưa nữ hài về nhà, Lê Xuyên cùng chương trình cũng muốn hồi Vân Dương thị, cùng Tô Tần, Vân Phi mẫu tử cùng đường. 8 giờ sáng, hai người bỏ lại còn tại khách sạn Ngũ Lâm Hiểu Nhân, đi theo thượng Tô Tần kia tranh đại ba xe. Theo Nghi Nam Huyền đến Vân Dương thị, xe trình năm mấy giờ. Trên đường đi ngang qua nghỉ ngơi đứng, Lê Xuyên xuống xe nghỉ ngơi, thấy Tô Tần quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mà Vân Phi tắt ghé vào nàng đầu vai ngủ say. Tô Tần không có đánh thức Vân Phi, tùy ý hắn tựa vào chính mình trên vai ngủ. Lê Xuyên trải qua bọn họ khi, cố ý đánh cái lão đảo, thủ bắt lấy Vân Phi kiên, ổn định chính mình thân thể. Vân Phi bị hắn đánh thức, xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ tỉnh lại, vẻ mặt mê mang xem hắn. Lê Xuyên thủ ở hắn trên vai đè ép. Không có việc gì, tiếp tục ngủ. Vân Phi đem nhân đánh thức không nói xin lỗi thôi. Lê lão sư thực không lễ phép. Hừ. Chờ Lê Xuyên xuống xe, Vân Phi quay đầu, vẻ mặt ủy khuất xem Tô Tần. Nàng xem Phi Phi ủy khuất bộ dáng, cảm thấy đặc buồn cười, thân thủ sờ sờ hắn tiểu đầu, nói: "Hắn không phải cố ý." Vân Phi quyết miệng, cổ quay hàm than thở. Khi khả không nhất định. Khoảng 4 giờ chiều, đại ba xe đến Vân Dương Thị. Tô Tần cùng Vân Phi thay đổi vị trí, đại nam hài mặt dán tại trên thủy tinh, vẽ mặt tân kỳ xem bên ngoài, không khỏi cảm khái nơi này tinh diệu tuyệt luân kiến trúc. Đại ba xe trải qua nội thành, thượng vần quanh cầu vượt, có thể thấy được bốn phía cao lầu lâm lập, lui tới chiếc xe như nước chảy. Vân Phi chưa bao giờ ra quá thôn, lúc này hắn tựa như một cái xuyên không tới được cổ nhân đối cái gì đều tràn ngập tò mò đến nhà ga lê xuyên cùng chương trình phân biệt đưa tô tần cùng vân phi mẫu tử về nhà tô tần cha mẹ tiếp đến cảnh sát thông tri sáng sớm liền ở nhà chờ lê xuyên cùng cảnh sát đem tô tần đưa đến trong nhà ngồi một hồi liền rời đi về nhà tô tần thấy mẫu thân trong lòng ôm một cái tiểu nam hài một điểm đều không biết là ngoài ý muốn này tiểu nam hài là ở nàng sau khi mất tích, phụ thân từ bên ngoài mang về đến. Này tiểu nam hài là phụ thân ở bên ngoài cùng tiểu tam sinh đứa nhỏ, tiểu tam vài năm trước sinh bệnh qua đời, tiểu nam hài luôn luôn đi theo bà ngoại trụ. Tô Tần sau khi mất tích, phụ thân liền đem tiểu nam hài tiếp trở về, mẫu thân đem điều này tiểu nam hài trở thành thân sinh cốt nhục đau, dời đi mất đi nữ nhi thống khổ. Kiếp trước Tô Tần về nhà khi, tiểu nam hài đã 9 tuổi, hắn theo không thừa nhận chính mình có này tỷ tỷ, mà cha mẹ lại đem sở hữu yêu cho này tiểu nam hài. Nàng muốn đi trở về trường học, cha mẹ không được, an bày nàng đi xem mắt, nhưng nàng xuất môn làm công, muốn cho nàng sớm một chút trời đi ra. Nàng đến nay nhớ được mẫu thân kia bộ ngôn luận. Tô tô, không phải mẹ nói ngươi, khi nam hài tuy rằng từng kết hôn, nhưng hắn có xe có phòng, cũng không có ghét bỏ ngươi, ngươi đều đã 20 tuổi, bị lừa bán nhiều năm như vậy, còn muốn đi đọc trung học, ngươi không chê dọa người, mẹ còn ngại đâu. Nghe mẹ nói, đừng đọc sách lãng phí thời gian, sớm một chút kết hôn, sớm một chút sinh đứa nhỏ, sớm một chút xuất ra công tác kiếm tiền, cấp ngươi đệ đệ kiếm học phí. Đi mẹ nó, khi bộ ngôn luận Tô Tần đến nay đều cảm thấy ghê tởm. Tô Tần về nhà, cùng gia nhân vây bàn ăn cơm khi, không có người nói chuyện. Cơm ăn đến một nửa, Tô Tần hỏi mẹ. Mẹ, ta khi nào thì có thể trở về đến trường? Mẫu thân Vương Lâm sửng sốt, nhìn nhìn trượng phu, đặt xuống bát đũa nói. Tô Tô A, à, hiện ở nhà có đệ đệ, ngươi đệ đệ muốn đi nhà trẻ, cũng muốn đọc sách, trong nhà chỉ sợ cung không dậy nổi hai cái hài tử. Ngươi đã thật lâu không đi trường học, lập tức sẽ cuối kỳ khảo, ngươi chỉ sợ cũng theo không kịp chương trình học. Không bằng này học. Chúng ta cũng đừng thường, ngươi có thể đi vùng duyên hải thành thị làm công, nghe nói bên kia tiền lương rất cao. Tô Tần. Nàng chỉ biết sẽ là kết quả này. Tô Tần không có phản bác mẫu thân trong lời nói, đặt xuống bát đũa nói: "Mẹ, ta là ngài thân sinh nữ nhi, ngươi có nghĩa vụ nuôi nấng ta đến trưởng thành. Như vậy đi, ngươi cho ta nhất bút trung học 3 năm học phí, ta chuyển ra ở riêng, các ngươi coi như chưa từng có sinh quá ta này nữ nhi, như thế nào?" phụ thân Tô Chính Quốc đem bác hung hăng hướng trên bàn nhất phóng, phát ra phanh một tiếng, sợ tới mức tiểu nam hài qua một tiếng khóc ra. Mẫu thân đem tiểu nam hài ôm lấy đến, đặt ở trên đùi, nhẹ giọng dỗ. Tô Chính Quốc trùng nàng quát. Vô liêm sĩ này nọ, ngươi nói cái gì? Tô Tần Tâm mát nửa thanh, cười lạnh. Qua, ta có thế này mất tích bao lâu, các ngươi liền ôm hồi một đứa con. Thật sự là bổng bổng. Kiếp trước cô tần mất tích 5 năm, trở về trong nhà đã 20 tuổi, thân thích hàng xóm đối nàng chỉ rõ, cha mẹ cảm thấy thật mất mặt, liền nghĩ biện pháp tưởng đem nàng theo trong nhà, đuổi, đi ra ngoài, mắt không thấy tâm không phiền. Tô Chính Quốc Ngươi đây là cái gì ngữ khí? Ngươi bị quải đi nông thôn làm cho người ta làm tức phụ, đã tính gả cho người, ngươi một cái gả cho người cô nương còn tưởng đi đọc sách. Ngươi không biết xấu hổ, ta cùng ngươi mẹ còn muốn mặt đâu. Tô Tần câu môi cười lạnh, xem hắn. Ba, nguyên lai nữ nhi ở trong lòng, cho tới bây giờ cũng không trị nhắc tới. Vương Lâm kéo trượng phu một phen, ý bảo hắn đừng nói nữa, đến cùng là thân sinh nữ nhi. Tô Chính Quốc cũng là cái cuộc tỳ khí, cả giận nói. Năm đó nên nghe ta, này bồi tiền hóa sẽ không nên sinh. Tô Tần tiếp tục vùi đầu ăn cơm, trầm mặt sau một lúc lâu nói. Hảo, ta đi ra ngoài làm công lần này cùng ta cùng bị cứu ra cô nương, đã ở vùng Duyên Hải Thành Thị, ta có thể đi tìm nàng. Theo Vân Dương đến bên kia vé xe, đại khái 200 bát, đi bên kia, ta cần phòng cho thuê, cũng cần tiền sinh hoạt, các ngươi cho ta nhất bút tiền. Đã hiểu thân thích bằng hữu ở sau lưng trạc của các ngươi cuộc sống, cho các ngươi thật mất mặt, ta ngày mai bước đi. Vương Lâm thấy nàng đáp ứng đi ra ngoài làm công, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm nhu lời nói nhỏ nhẹ hỏi nàng, cái kia cô nương, đáng tin sao? Tô Tần có chút trào phúng nhìn nhìn mẫu thân. Không đáng tin đâu có năng lực như thế nào. Tô Chính Quốc nghe nàng nói như vậy, cũng bình tĩnh trở lại, nói. Trong nhà cũng không bao nhiêu tiền, chúng ta chỉ có thể cho ngươi một ngàn khối. Ok, đủ. Tô Tần ăn xong cuối cùng một ngụm cơm, đứng dậy nói. Vậy như vậy định rồi, ngày mai ta bước đi, ta cũng sợ bị nhân trạc cuộc sống ta vào phòng thu thập này nọ, các ngươi chuẩn bị tốt tiền, ta đãi sẽ đi ra lấy. Xem nữ nhi đi vào phòng, vợ chồng lưỡng hai mặt nhìn nhau. Vương Lâm nói, chính quốc, ngươi có hay không cảm thấy nữ nhi biến thành thục rất nhiều? Chúng ta làm như vậy, có phải hay không hơi quá đáng? Tô chính quốc rút ra một chi yên, châm, phân phó thê tử. Nhanh chút ăn cơm, thu thập hoàng, đi cấp tô tô lấy tiền nàng rời đi vân dương đối nàng cũng tốt, đã hiểu thân thích hàng xóm thuyết tam đạo tứ. Vương Lâm gật đầu, cảm thấy trượng phu nói được có đạo lý. Ngày thứ hai buổi sáng ngủ điểm, cha mẹ còn chưa dậy giường, tô tần liền lưng bao, cầm tiền ly khai gia. Vương Lâm tối tỉnh lại trước, thấy nữ nhi lưu ở trên bàn tính, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Đến cùng là thân sinh nữ nhi, trên người điệu thịt, nói không đau lòng là giả. Này đi từ biệt, chỉ sợ rất nhiều năm đều không thấy được nàng nàng chính thương cảm quay đầu nhìn về phía trượng phu cùng khác một nữ nhân sinh con trong lòng lại buồn bã cũng may cái kia nữ nhân đã chết này tiểu nam hài hiện tại là con trai của nàng nghĩ như vậy nàng dường như cũng không khổ sở như vậy hoàn hảo nàng còn có con trai cô tần không có rời đi vân dương đi trước lão thành nội thuê một cái phòng đơn tiểu khu vị trí hẻo lánh nàng thuê đơn độc gian ở tầng cao nhất, chật chội đen tối, một tháng tiền thuê nhà 120 khối, trước mắt mới thôi còn có thể gánh vác. Tô Tần buôn hành lý, đơn giản thu thập hạ chính mình tiểu qua. Nàng theo trong nhà dẫn theo ra giường túi chữ nhật xuất ra, không cần lại mua tân, nồi bát điều bồn đi phụ cận bán sĩ thị trường mua chút tiện nghi. Nàng hiện tại đã lên cao nhất, kiếp trước trung học chương trình học, nàng đã học một lần, đều khắc vào trong đầu nàng tưởng trước tạm nghỉ học 2 năm, kiếm đủ chính mình cùng Vân Phi học phí, 2 năm sau lại trở về trường học cũng không tính trễ. Dàn xếp xuống dưới sau, Tô Tần đi phụ cận buôn bán phố tìm việc, nàng muốn tìm một phần bán quần áo hướng dẫn mua công tác. Vài năm nay 15-6 tuổi cô nương xuất ra làm công chỗ nào cũng có, cũng không có người ghét bỏ nàng là vị thành niên. Tô Tần đi dạo rất nhiều gia cửa hàng quần áo, cuối cùng tuyển định một nhà kêu quyến luyến tâm ngữ cửa hàng quần áo nàng tuyển định nhà này cửa hàng quần áo có hai cái nhân tố. Thứ nhất, lão bản nương cũng đủ tuổi trẻ. Thứ hai, lão bản nương tuyển khoản ánh mắt không sai, trong tiệm quần áo bán đứng lên sẽ không rất khó khăn. Hiện tại là năm 2006, kiếp trước cô tần gia lý chồng chất các niên đại tạp chí thời thượng, nếu nàng nhớ được không có sai, năm nay mùa hạ hẳn là hội lưu hành song móc gài oa như sam, đèn lồng cổ tay áo quần áo cùng loa quần dinh. Các điếm quần áo đều trung quy trung cũ, không có gì thiết kế cảm cùng lưu hành nguyên tố. Chỉ có nhà này điếm quần áo, vượt qua 06 năm sở hữu lưu hành nguyên tố. Này gian điếm tân khai trương, mặt tiền cửa hàng không lớn, dòng người lượng cũng ít, cùng cái khác cửa hàng quần áo tương đối, tương đối lãnh thanh. Hiện tại là tháng tư, thời tiết tiết trời ấm lại, trên đường cái có người mặc áo lông, mặc áo lông, mà này lão bản nương cũng đã mặc vào lộ tề ngắn tay cùng loa quần dinh lão bản nương một đầu nổ mạnh cuốn pháp ngồi ở plastic băng ghế thượng kiều chân bắt chéo đánh giá trong đất dáng vẻ quê mùa tô tần hỏi cách vách điếm đã ở nhận người bọn họ điếm dòng người lượng không sai chúng ta điếm cơ hồ không nhường thăm ngươi vì sao không đi cách vách muốn đến chúng ta nơi này tô tần trang điểm dáng vẻ quê mùa vẻ mặt lại lạnh nhạt tự nhiên nàng lộ ra một cái phục vụ thức thỏa đáng tươi cười ta nhìn tháng trước vô gờ trên tạp chí mặt rất nhiều lưu hành khoản, các ngươi trong tiệm cũng đều có tương ứng phỏng khoản, ta tin tưởng chờ tiếp qua nửa tháng, chúng ta điếm sinh ý nhất định sẽ không sai. U uy, ngươi tiểu cô nương còn xem, vô gờ. Lão bản nương đối nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, không nghĩ tới trước mắt này tiểu thổ con nhóc, cư nhiên cũng xem cái loại này quốc tế tạp chí thời thượng. Chỉ bằng tiểu thổ con nhóc thưởng thức nàng tuyển khoản ánh mắt, lão bản nương lập tức đánh nhịp định ra tô tầng, cũng cho nàng khai 800 lương tạm, có trích phần trăm, quản giữa trưa nhất bữa cơm, nhưng nàng ngày sau đi làm. Lão bản nương hỏi nàng. Đúng rồi, ngươi có thân phận chứng sao? Đi đối diện sao chép một phần cho ta? Có. Tô Tần tuy rằng vị thành niên, nhưng nàng mãn 15 tuổi thời điểm cũng đã làm chứng minh thư. Công tác cùng chỗ ở chứng thực, Tô Tần lại cầm cảnh sát cấp địa chỉ, đi tìm Vân Phi cùng Vân Cầm nàng theo đông thành vượt qua đến tây thành, đi tới một cái cũ kỹ công nhân viên chức tiểu khu. Này trước đây quốc xí điện tử hán cấp công nhân viên chức phân phối ký túc xá lâu, rất nhiều về hưu lão nhân đều ở nơi này, vân cầm bà ngoại cũng không ngoại lệ. Đi đến 300 linh một cửa, tô tần nhấn vang chuông cửa, tới mở cửa cũng là một cái 30 tả hữu trẻ tuổi nữ nhân. Nữ nhân hỏi nàng. Ngươi tìm ai? Tô tần hướng bên trong nhìn nhìn, hỏi nàng. Ta tìm đến vân cầm tỷ xin hỏi, nàng ở sao? Cầm cầm A, nàng không ở, mang theo con đi rồi. Tô Tần hỏi. Khi ngài biết, bọn họ đi đâu vậy sao? Nữ nhân lắc đầu. Không biết, đại khái vĩnh viễn sẽ không rồi trở về. Chương 16 Đầu đề Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Vĩnh viễn sẽ không về đến. Tô Tần ở ngoài cửa sửng sốt một hồi lại hỏi. Khi ngài là bọn hắn người nào? Nữ nhân nói. Này phòng ở là nhà ta lão công mua, chủ nhân nơi này ban đầu là một cái bà cố nội, cũng chính là vân cầm bà ngoại. Sau này vân cầm sau khi mất tích, nãy nãy con liền đem nàng tiếp đi rồi, nghe nói là hưởng phúc, trụ đại biệt thự đi. Về nhà trên đường, tô tần đi ở trên đường, trong lòng vắng vẻ. Vân cầm bà ngoại là không có con, lão bà bà người cô đơn một cái. Như vậy, là ai tiếp đi rồi lão bà bà, vân cầm cùng Phi Phi, lại đi nơi nào đâu? Năm 2006, Vân Dương Thị ngã tư đường cũ kỹ, trung tâm thành phố rất nhiều thương hạ còn chưa có sửa đứng lên, không có 19 năm sau rộng thoáng. Tô Tần đi ở trên đường, kinh qua điện thoại đình, dừng một hồi, cấp mạnh tư tư đánh một cái điện thoại. Tiếp điện thoại là mạnh tư tư trong nhà bảo mẫu, kêu một tiếng, tiểu thư, có người tìm, nữ hài lập tức theo bảo mẫu trong tay đoạt lấy điện thoại. Quy, là tô tần tỷ sao? Ngươi rốt cục gọi điện thoại cho ta, 555.555. 555. Tiểu cô nương thanh âm nũng nịu yếu ớt, còn nói. Đúng rồi, ngươi hiện tại thế nào? Ngươi về nhà sau, ba mẹ ngươi có phải hay không đặt cao hứng? Ta cùng ngươi giảng Nga, ta về nhà sau, ca ca ta tỷ tỷ, ba mẹ gia gia nãi nãi đều nhanh đem ta sủng trên trời, này mới trở về một ngày, bọn họ liền cho ta mua thật nhiều ăn uống mặc. Thiên, ta trước kia thế nào liền cảm thấy, ta là trong nhà đoàn sủng đâu. Nghe thấy nàng thật vui vẻ, tô tần cũng đi theo nàng vui vẻ, nói: thực hạnh phúc a, à, thực hâm mộ ngươi. Tiểu cô nương còn nói: Nga đúng rồi, ta sang năm trung khảo, khả năng hội khảo vân dương trung học, tô tần tỷ, ngươi ở trường nào a? À, đến lúc đó chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt ai? Vân Dương Trung học sao? Này sở trung học rất khó khảo. Vân Dương Trung học là toàn tỉnh thứ nhất trung học, này sở trung học đại, tiểu hỏa tiễn bang, 98% có thể đi cả nước đứng đầu hai sở đại học. Nam đại cùng thanh đại. Mạnh tư tư nói. Cố lên đi, ba ta nói, nếu thành tích kém ở 10 phân trong vòng, liền giao tiền cung ta đi vào đọc. Cho nên ta này một năm, ta muốn hảo hảo cuộc thi tranh thủ có thể đi vào đi. Đến lúc đó, ta là có thể thường xuyên tới tìm ngươi ngoạn nhi. Nếu Tô Tần không có nhớ lầm, một phân là nhất vạn đồng tiền, mười phân là mười vạn. Ở năm 2006 xã hội, mười vạn cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Có thể thấy được, mạnh tư tư gia cảnh quả thật hậu đãi. Tô Tần cùng Vân Phi mất đi rồi liên hệ, ban đầu tính toán cung hắn đọc sách ý tưởng tan biến, trời đất bao la, Tìm một người quá khó khăn, trước mắt nàng chỉ có thể trước cường đại chính mình, về sau có điều kiện, sẽ tìm vân phi mẫu tử. Nghe Mạnh Tư Tư nói như vậy, nàng tự nhiên cũng tưởng đi thử thử vân dương trung học. Kiếp trước, nàng sơ trung thành tích toàn giáo thứ nhất, khả ly vân dương trung học trúng tuyển phân số, lại kém 30 phân. Nếu ở vân dương trung học có người quen, nhưng là có thể đặc biệt đi vào cuộc thi. Đáng tiếc, nàng hiện tại người cô đơn, ai cũng không biết. Cho nên nàng chỉ có thể trước toàn đủ trung học học phí Lại đi tìm sơ trung chủ nhiệm lớp thương nghị một lần nữa trung khảo chuyện Mạnh tư tư nghe thấy đầu kia điện thoại tô tần trầm mặt Nhận thấy được cái gì, hỏi nàng Tô tần tỉ, ngươi có phải hay không có chuyện gì nhi Tô tần giảng đang nói một chút chính mình trước mắt tình huống Mạnh tư tư tức giận đến ở đầu kia điện thoại ngã điện thoại Ngươi ba mẹ rất thật giận Tô tần tỉ, như vậy Ngươi tới nhà của ta, ta nhường ba ta nhận ngươi làm con gái nuôi, về sau cái kia ra, ngươi sẽ không cần đi trở về. Ta nhường ba ta cùng ngươi đọc sách. Không cần. Tô Tần nói. Ta hiện tại có khác tính toán, bất quá ngươi cũng yên tâm, ta sẽ không buông tay đọc sách. Mạnh Tư Tư, Tô Tần tỷ, ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng không ra được thôn. Ta tưởng báo đáp ngươi ta nợ ngươi một cái nhân tình nếu ngươi không nên còn nhân tình này lưu trữ về sau tổng có cơ hội tô tần nắm điện thoại nở nụ cười một tiếng nga đúng rồi ngươi có văn mai điện thoại sao mạnh tư tư không có a à, bất quá nàng có điện thoại của ta chờ nàng trở về nhà hẳn là sẽ gọi điện thoại cho ta ngươi có cái gì nói muốn ta chuyển đáp sao tô tần suy nghĩ một trận sau đó nói ân ừ ngươi nói cho nàng nghịch cảnh không hỏng bét buông tha cho chính mình nước chảy bèo trôi mới là tệ nhất chúng ta cũng không là may mắn nhân cho chúng ta nhân sinh lớn nhất thung lũng là đói chết cái khác cũng không trị nhắc tới muốn đạt thành mục tiêu nhất định trải qua đau khổ vì thời điểm đều không cần xem thường buông tha cho hảo ta sẽ chuyển cáo nàng ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình a à, ngươi nếu có khó khăn liền gọi điện thoại cho ta vay tiền cái gì cũng là có thể ta chính mình có cái tiểu kim khố không ít tiền đâu mạnh tư tư nói tốt ta treo cắt đứt điện thoại tô tần thuận tay ở trạm bưu điện mua gần nhất mấy tháng báo chí cùng thời thượng lưu hành tạp chí sách báo lại đi thị trường mua một phen hai khối ngủ mì sợi cùng một phen tiện nghi rau xanh trở về cho thuê phòng phòng bị tô tần thu thập chỉnh tề sạch sẽ cửa sổ quải thượng toái hoa ráp giường miễn cưỡng làm cái rèm cửa sổ, khả quan tính cũng không sai. Bếp nấu ở ban công, nàng đơn giản nấu bát mì, trở lại trong phòng, bắt đầu xem này mấy tháng báo chí cùng sách báo, bắt đầu nhận này năm cũ đại gì đó. Này năm, còn không có vi tính cùng ủy bộ, di động phần lớn vẫn là tắt ban hệ thống, là Nokia xưng bá thời đại. Năm 2006, rất lớn nhất bộ nhân di động vô pháp tải xuống khấu khấu di động hộ khách đoan, khấu khấu dùng còn đều là oát trang web bản, có người đến một cái tin tức, nảy sinh cái mới một chút trang web tài năng thấy, xa không bằng vài năm sau tới phương tiện. Cho nên này niên đại, giấy mối vẫn là ở hưng thịnh kỳ, muốn biết gần nhất tin tức, xem báo giấy có thể. Tô Tần Hoa tứ mấy giờ, đem một tháng báo chí cùng với gần nhất ba tháng thời thượng lưu hành tuần sang xem xong, cũng một lần nữa tiếp nhận rồi một chút chính mình trùng sinh hồi năm 2006 chuyện thực kế tiếp một tuần, Tô Tần từng, từng cái nghỉ ngơi ngày, đều sẽ đi hiệu sách mua một ít sơ trung học ôn tập tư liệu, mỗi ngày buổi tối ăn cơm xong sau bắt đầu ôn tập, bằng vào kiếp trước trí nhớ viết một ít bài thi. Có chút tri thức điểm nàng nhớ không dậy đến, liền dùng bút nhớ kỹ, chạy tới buồn điện thoại cấp mạnh tư tư gọi điện thoại, hướng nàng hỏi. Nàng cẩn thận lo lắng quá, nếu không thể trực tiếp tiến vào vân dương trung học cuộc thi, như vậy nàng liền đi tìm sơ trung chủ nhiệm lớp trở lại nguyên lai trường học, đầu tháng 3 học sinh cùng nhau trung khảo. Nàng sơ trung khi thành tích sẽ không sai, trở lại trường học một lần nữa cuộc thi, vấn đề hẳn là không lớn. Tô Tần trước mắt quan trọng nhất hai nhiệm vụ. Ôn tập, kiếm tiền. Cửa hàng quần áo sinh ý ở Tô Tần đến sau tiệm hảo, nàng hình tượng không sai, vì cấp lão bản nương mời chào khách nhân, đem trong tiệm quần áo mặc ở trên người bản thân. Này năm cửa hàng quần áo hướng dẫn mua, xa không bằng vài năm sau tới nhiệt tình giàu già. Nàng đem nhiều năm sau kia bộ hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ phục vụ trình độ, đưa hiện tại, nhưng hộ khách trước tiên cảm thụ mua quần áo tức thượng đế, tốt đẹp thể nghiệm. Nàng mặc nhất kiện rất đơn giản tê, sớt trắng, trọng thùng thình vạt áo ở bên hông trác đứng lên, lộ ra một đoạn eo thon nhỏ, hạ thân mặc lưu hành loa khố, hiển gầy lại thời thượng. Tô tần hướng cửa vừa đứng, hấp dẫn rất nhiều nữ khách nhân đi ngang qua nữ khách nhân thấy nàng, đều sẽ tiến đến xem quần áo. Đương nhiên, vào cửa khách nhân Tô Tần cũng sẽ không bỏ qua, bằng vào kiếp trước đi thương trường mua quần áo kinh nghiệm, lấy trộm hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ nhóm nhiệt tình từ ngữ, đem vào khách nhân khoa ba hoa chích chòe. Lão bản nương ngồi ở trong quầy hạp hạt dưa, trợn mắt há hốc mồm nhìn bên ngoài trong tiệm tiếp đón khách nhân Tô Tần, này cô nương đến phỏng vấn thời điểm, nàng cảm thấy nàng là cái thành thật tiểu thổ con nhóc, không nghĩ tới nha đầu kia nói năng khéo léo, như vậy có thể giảng đâu. Năm nhẹ chút nữ nhân, Tô Tần há mồm liền kêu mỹ nữ, trung niên phụ nữ, Tô Tần liền nói Ngọc Nhi kêu tỷ tỷ. Vô luận trên quần áo thân nhiều hiển béo, Tô Tần tổng có thể cho nhân bước ra một đóa hoa. Tỷ tỷ, ngài mặc quần áo chuẩn không sai, thật tình hiển khí chất, hiển gầy. Ngài xem, này đèn lồng tay áo, vừa khéo che cánh tay, loa quần dinh lược rộng thùng thình, hơn nửa màu trắng tẩy và nhuộm, cấp đùi ngài bày biện ra một loại cao quan âm ảnh hiệu quả, hướng xa xa vừa đứng, qua, đùi ngài so với bình thường tế gấp đôi không chỉ A, à, không tin ngài sau này đứng, lại nhìn gương. 40 tuổi A Di hướng sau một trạm, quả nhiên, theo xa xa xem này bộ quần áo có vẻ nàng thực gầy, đèn lồng tay áo che nàng bươm bướm cánh tay, quần dinh, cao quan âm ảnh, hiệu quả cũng có vẻ nàng voi chân không như vậy thôi. A Di vui rạo rực thanh toán tiền, giá đều lười giảng. Trước khi đi, Tô Tần hỏi nàng muốn điện thoại cùng khấu khấu, tỏ vẻ về sau có tân khoản lại cho nàng đề cử. Hiện tại này niên đại không có vi tính, Tô Tần tính toán đem vi thương kia một bộ vận dụng đến khấu khấu thượng, về sau ở chính mình trong không gian phát một ít trong tiệm quần áo phối hợp, cảm thấy hứng thú khách nhân, tự nhiên sẽ đến tuân giới. Hiện tại đại gia đều còn rất thích dùng khấu khấu không gian, tương đương với nhiều năm sau vi tính bằng hữu vòng mỗi một người khách nhân trả tiền khi, Tô Tần đều sẽ nói. Lưu cái khấu khấu đi, về sau trong tiệm thượng tân khoản, ta có thể giúp các ngươi phối hợp quần áo. Tô Tần ánh mắt là thật không sai, có thể căn cứ mỗi một vị khách nhân hình thể, vì các nàng phối hợp ra thích hợp quần áo. Có khách nhân coi trọng một cái áo đầm, nhưng vòng eo quá nhỏ, không hợp thân. Giờ phút này, Tô Tần hội miễn cười đối mặt khách nhân. Không quan hệ, ngài cứ như vậy mặc, ta đến ban ngày sửa một chút khách nhân xem nàng cầm lấy châm tuyến cùng kéo nghi hoặc nói ngươi sửa còn có thể mặc không ta thiên quần áo mới ngươi tiễn hỏng rồi ta cũng không mua a à. lão bản nương ngồi ở trong quầy tưởng ngăn cản nàng xem nàng vẻ mặt tin tưởng tràn đầy bộ dáng lại nhìn xuống cùng lắm thì theo nàng tiền lương lý khấu tiền lâu lão bản nương là thật muốn nhìn một chút nha đầu kia có thể ngoạn ra cái gì đa dạng tô tần trùng sinh, may tay nghề lại còn tại. Tay nghề của nàng sửa cao lễ đính hôn phục cũng không thành vấn đề, huống chi loại này ổn định giá phục sức. Tô tần đem áo đầm lưng nút thắt tiễn xuống dưới, di điểm vị trí. Nàng tay nghề không sai, một lần nữa khâu lại y khấu, ngược lại so với phía trước tinh ranh hơn trí. Khách nhân thực vừa lòng, trực tiếp mặc ở trên người, đi lão bản nương nơi đó thanh toán tiền. Ngắn ngủ một tháng thời gian, nhà này cửa hàng quần áo ở buôn bán tên phố Thanh Lan truyền rộng, đã tới nơi này mỗi một người khách nhân, đều cảm thấy chỉ có nhà này điếm quần áo thích hợp nhất chính mình, hiển gầy lại xinh đẹp. Mỗi lần thượng tân khoản, Tô Tần sẽ mượn lão bản nương máy ảnh kỹ thuật số, đem tân khoản phục sức phối hợp chiếu xuống dưới, sau đó đi tiệm nét phim âm bản đến trong máy tính, thượng truyền khấu khấu không gian. Cũng thuận liền sẽ cho khấu khấu liệt trong ngoài khách nhân dây có tin tức thân ái ta trong không gian thượng tân khoảng phối hợp ảnh chụp, có thể đi nhìn xem nha. Ta ở tiệm nét, thời gian không nhiều lắm 55.555, liền không hồi phục nha, ta trước hạ bái. Nữ những khách nhân thu được này tin tức, đều sẽ không hiểu sung sướng. Đều muốn, này nha đầu phối hợp quần áo có một tay, không nghĩ tới miệng nhi thật đúng sao ngọt, như vậy hội bộ gần như đâu. Mỗi lần theo tiệm nét xuất ra, Tô Tần đều sẽ cảm khái một chút này niên đại vị thành niên lên mạng nhanh và tiện, không cần cấp chứng minh thư, bỏ tiền bao khi có thể. Nữ lão bản không phải một cái khu khu tác tác nhân, bởi vì Tô Tần công trạng không sai, liên quan lương tạm thêm trích phần trăm, cho nàng phát ra 2.000 ngủ. Ở 06 năm, có thể có 2.000 tiền lương đã tương đương không sai. Tô Tần cũng không nghĩ tới, trở lại 06 năm thứ nhất thùng kim, tự nhiên sẽ có nhiều như vậy trung học một cái học kỳ học phí 800, 3 năm học phí 4.800, chiếu này phát triển, nàng 2 tháng tiền lương có thể. Nàng nơi tay thượng tích góp từng tí một không ít khách nguyên, nàng có tin tưởng, tháng sau công trạng cũng sẽ không kém. Nàng hàng tháng tiền thuê nhà 120, cuộc sống 300 cũng đủ, tính xuống dưới, 3 năm nhất vạn ngũ tả hữu có thể thu phục. Cho nên, nàng ở năm nay toàn đủ 2 vạn đồng tiền, có thể hồi trung học nghỉ đông và nghỉ hè nàng cũng có thể xuất ra làm kim chức, toàn điểm đại học học phí. Chỉ cần này một năm vất vả điểm, cắn răng đỉnh đi qua, sang năm vào trường học, hết thảy đều sẽ hảo. Gia nhân nàng là dựa vào không lên, theo trong nhà xuất ra kia một thắt khởi, nàng liền quyết định cùng kia gia nhân đoạn tuyệt lui tới. Dù sao kiếp trước nàng này nhuyễn bánh bao, bị cái kia cái gọi là đệ đệ hoa không ít tiền. Nàng cũng không kiếm kia gia nhân, này một đời, Bọn họ mơ tưởng từ trên người nàng quát đến một phần du thủy. Bên kia, Lê Xuyên đi Tô Tần gia lý đi tìm nàng, lại biết được nàng đã bỏ học, đi vùng duyên hải thành thị làm công tin tức. Lê Xuyên lấy vùng duyên hải thành thị bằng hữu hỗ trợ tìm Tô Tần, đồng thời cũng bắt đầu sự nghiệp của chính mình. Lê Xuyên cha mẹ năm mới qua đời, hắn bị cho làm con thừa tự cấp đại bá, quản đại bá kêu ba. Trong nhà có một cái xí nghiệp, nãy nãy đương gia làm chủ. Kiếp trước, nãy nãy bị ba vị bá phụ tức giận đến tật bệnh đột phát, vội vàng cách thế, vài vị bá phụ vì chia gia sản, ở nãy nãy di thể tiền huyên túi bụi. Lê Xuyên chỉ cảm thấy tâm lạnh, cũng lười tham dự gia sản phân tranh, một phần không muốn, theo Lê Gia chuyển xuất ra, cùng đại bá chặt đứt liên hệ. Sau này xí nghiệp tiệm đại, vài vị bá phụ vừa nặng quy về hảo, đại bá phụ cũng thành vì trong tỉnh thủ phủ, nhiều lần yêu cầu hắn trở lại Lê Gia. Nãy nãi tử nhường hắn canh cánh trong lòng, chí tử không lựa chọn trở về, cũng không muốn lê gia một phân tiền. Trở lại không sáu năm, Lê Xuyên sẽ không lại như kiếp trước như vậy ngốc, hội kế thừa chính mình nên được kia phân gia sản, chẳng sợ chính là chiếm cái công ty cổ phần, một năm chia hoa hồng cũng sẽ không thiếu. Hắn cũng sẽ nếm thử điều giải gia nhân quan hệ, hảo hảo chiếu cố lão nhân. Này một đời, tận lực nhường người nhà cùng một, nhường nãi nãy thiếu chịu điểm khí, Sống lâu cái vài năm Lê Xuyên nghiên cứu sinh tốt nghiệp Ở Đọc Bắc đồng thời Tính toán thành lập một cái an toàn công ty Tùy hộ network cuộc khởi Các đại hộ network công ty cuộc khởi Internet an toàn hiện tại Tối không thể thiếu tồn tại Kiếp trước, Lê Xuyên là ta quốc Quốc gia tin tức an toàn lỗ hổng khố Đặc sính chuyên gia Ở an toàn lĩnh vực có mười mấy năm Nghiên cứu khai phá kinh nghiệm Hắn tham dự nghiên cứu phát triển Vài cái quốc phòng hạng mục Xem như một cái thực học thuật phái hacker Lê Xuyên đã ở liên hệ kiếp trước ở hacker vòng vài vị bạn tốt, muốn nói phục bọn họ cùng nhau gia nhập chính mình công ty. Bằng hắn kiếp trước tích lũy kinh nghiệm, hiện tại nước ta hacker vòng, Lê Xuyên thực lực làm chút thứ nhất. Lê Xuyên học nghiên cứu khi tham dự quá vài cái hạng mục, trên tay có nhất bút gửi ngân hàng. Này một đời, Lê Xuyên giả tâm bừng bừng, hắn không lại câu nệ cho dạy học dục nhân, tưởng khai phá nhất khoản có đại biểu tính an toàn phòng hộ phần mềm. Hắn tưởng đem chính mình sản phẩm làm thành nước ta chưa? Đến 10 năm, 20 năm, người sử dụng máy tính trong di động trang bị nhiều nhất, tối lưu manh an toàn phòng hộ phần mềm. Lê Xuyên theo gây dựng sự nghiệp quỷ lý lấy ra 10 vạn khối, một mình tồn tiếng một trương trong sổ tiết kiệm, tính toán giao cho Tô Tần, nhưng nàng thuận lợi niệm song thư. Khả cố tình loại này thời điểm, Tô Tần tiêu thất, liên nàng thân sinh cha mẹ đều không biết nàng đi nơi nào. Một tháng sau, lê xuyên tìm được lục đội lại theo lục đội trong tay muốn tới mạnh tư tư điện thoại rằng trọc nghe được tô tần hiện tại đại khái tình huống trách không được hắn thắt người đi vùng duyên hải thành thị luôn luôn không có tìm được nàng cảm tình này cô nương áp căng không ra quá vân dương ở vân dương thị liền không có chương trình tìm không thấy nhân bất quá ba ngày thời gian chương trình liền đem tô tần địa chỉ giao cho lê xuyên trong tay hắn chế nhạo nói thế nào Lê lão sư cứu người cho nước lửa sau, còn tính toán người tốt làm được để a. À. Lê Xuyên quét mắt trang giấy thượng địa chỉ, nhíu mày hỏi chương trình. Nàng hiện tại quá thế nào? Ở một nhà cửa hàng quần áo làm công, kia tiểu cô nương, chừng lừng danh a, bán quần áo có một tay, hiện tại cái kia buôn bán phố cửa hàng quần áo lão bản đều muốn lương cao lấy nàng đâu. Chương trình thấy hắn mày thâm khóa, còn nói ngươi thực không cần lo lắng này cô nương hội đói chết, nhân gia hảo đâu, tiền lương so với ta đều cao. Ta một tháng tiền lương tài một ngàn tam, nhân gia một tháng tiền lương có thể đến hai ngàn ngủ, thực không sai. Lê Xuyên đem viết địa chỉ trang giấy gấp hảo, nhét vào ví tiền, tính toán thượng hoàng buổi chiều khóa, phải đi tìm Tô Tần. Hôm nay là Tô Tần 16 tuổi sinh nhật, lão bản nương cho nàng phát ra 50 đồng tiền sinh nhật quỹ, nhưng nàng trở về mua điểm ăn ngon chúc mừng. Cô Tần đi chợ mua điều tư sống cá trích, đậu hũ cùng một khối thịt heo, rau dưa chắc chắn, tổng tiêu phí không đến 10 đồng tiền, nàng đỉnh thỏa mãn. Mang theo đồ ăn trở về trên đường, cô Tần nhân tiện mua phân báo chí mang về nhà. Cô Tần đem bàn tay đại cá trích tiên hai mặt khô vàng, lại đem thiết cốt hành gừng hạ du, sẵn một chén nước, bắt đầu ngao canh cá. Đang chờ đợi canh cá trong quá trình, cô Tần nằm ở trên giường, hừ dân ca xem báo giấy, thấy đầu đề tin tức ảnh chụp, cả kinh tọa thẳng thân thể. Đầu đề là cực đại vài cái thể chữ đậm nét thêm thô tự. Kim Cương Vương Lão Ngũ Mạc Tông Dương tuyên bố đã lập gia đình, cùng 15 con tham gia Vân Tân Đại Hạ các Băng này Kim Cương Vương Lão Ngũ Mạc Tông Dương, ở Vân Dương Thị là cái có uy tín danh dự phú hào, năm du 40, lại chưa ra. Đột nhiên mang theo 15 tuổi con tham gia Tân Kiến Đại Hạ các Băng hoạt động, ở trong thành nhất lên một trận bát quái nóng đều ở bát quái, này mặt Tông Dương là khi nào thì thú lão bà. Thế nào đột nhiên toát ra một cái 15 tuổi con. Đầu đề trên ảnh chụp, Vân Phi dáng người gầy, mặt tiểu Tây Trang, tuấn tú ngũ quan chiếm cứ không nhỏ bản phúc. Tô Tần đặt xuống báo chí, nằm ở trên giường tiêu hóa này đầu đề tin tức. Vân cầm bà ngoại, đại khái là bị Mạc Tông Dương tiếp đi rồi. Mà độc thân đến nay Mạc Tông Dương, đại đệ cũng là đang đợi Vân cầm mẫu tử về nhà đi. Tô Tần Chính nằm ở đầu giường ngẩn người, bỗng nhiên có người gõ cửa. Nàng lê dép lê đứng dậy, thân thể tựa vào phía sau cửa, cảnh giác hỏi. Ai? Lê Xuyên. Nam nhân thấp thuần thanh âm xuyên thấu qua ván cửa, cực cụ công nhận độ. Tô Tần nghi hoặc. Hắn tới làm gì? Chương 17 Độc miệng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tô Tần do dự một hồi, cửa mở một cái khe hở, chỉ lộ ra nửa gương mặt, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn bên ngoài. Nam nhân mặc màu đen vận động sáo trang, cổ áo khóa kéo để tới cầm, có vẻ da thịt thực bạch. Hắn hai tay cắm vào túi quần, ở ngoài cửa đứng, này thân sáo trang có vẻ hắn chân rất dài. Nam nhân mặt mày buông xuống, thanh lãnh vô ôn, chính nhìn chầm chầm củ nát ván cửa, như đang ngẫm nghĩ sự tình. Trong khe cửa lộ ra tiểu cô nương một trương khiếp xinh xinh khuôn mặt, ánh mắt hắn lập tức trở nên nhu hòa lê lê lão sư ngài làm sao mà biết nơi này nàng biểu hiện thật sự kinh ngạc nàng cho rằng tách ra sau lê xuyên sẽ không lại đến tìm nàng hội cùng kiếp trước giống nhau vài năm sau hai người mới có thể lại ngộ giờ phút này nam nhân xuất hiện tại cửa nhà nàng làm nàng có chút mộng lê xuyên xuyên thấu qua khe cửa hướng nàng trong phòng quét mắt hỏi ngươi ở nơi này. Là, đúng vậy. Lê Xuyên thình lình xảy ra quan tâm, nhưng nàng thụ sủng nhược kinh. Phương tiện cho ta vào đi tọa một hồi sau. Lê Xuyên nhìn chầm chầm nữ hài một đôi mắt, tận lực thành khẩn, nếu không có phương tiện, ta ở bên ngoài đứng cũng có thể. Tô Tần do dự một chút, mở cửa ra, nghiêng người cho hắn đi vào. Lê Xuyên vào phòng, phát hiện nữ hài đứng ở cửa khẩu vẫn chưa tiến vào. Nàng mở cửa ra, Hai tay lưng tới phía sau, thân thể vi tựa vào ván cửa bên trên, theo bản năng đè nặng môn. Lê Suy nhận vì cô nương có như vậy tự mình bảo hộ ý thức, rất tốt, mặc dù là đối mặt hắn này, đồng sinh tử, cộng hoạn nạn, nam nhân, tiểu cô nương an toàn ý thức vẫn cứ thực cường. Tô Tần Kỳ thật cũng không có phòng ý tứ của hắn, chính là theo bản năng nhận vì cô nam quả nữ chung sống nhất thất, lại đóng cửa lại, không tốt lắm, thực dễ dàng khiến cho ái muội cảm xúc tuy rằng nàng bây giờ còn nhỏ khả nàng có một viên trung niên phụ nữ tâm a khụ khụ tô tần không rõ hắn vì sao sẽ tìm tới nơi này cũng ý thức được trùng sinh sau khi trở về trừ bỏ đại hoàn cảnh sẽ không thay đổi ngoại bọn họ này vài cái ở sơn thôn lý cộng hoạn nạn nhân vận mệnh hướng đều đã phát sinh biến hóa kiếp trước bị thiêu chết vân phi tìm được phụ thân có gia đình kiếp trước kết cục bi thảm mạnh tư tư cùng văn mai cũng một lần nữa bắt đầu cuộc sống. Chính nàng cũng trước thời gian 5 năm trở lại thành thị, theo tràn đầy phụ năng lượng trong nhà trước thời gian chuyển xuất ra, trước mắt công tác thuận lợi, tương lai mục tiêu minh xác, cuộc sống thượng tính hạnh phúc. Mà Lê Xuyên này tuyến đi hướng, nhưng nàng có chút không rõ. Hắn xung phong nhận việc bảo hộ các nàng này đàn cô nương, tùy các nàng cùng nhau lên núi động, thượng khả để giải thích vì thiếu niên khí phách. Mà lúc này, hắn vì sao sẽ tìm đến nàng? Lê Xuyên đánh giá một vòng nàng phòng, phòng chật chội đen tối, lại quét dọn thực sạch sẽ, giảng dị tiểu trên bàn các sơ, trung học bài tập, trên giường có tạp chí có báo chí. Nồi nội nải bạch canh cá quay cuồng, phát ra trầm rầm long tiếng vang, mùi bốn phía. Ngươi nhất định muốn hỏi, vì sao ta sẽ tìm tới nơi này? Lê Xuyên quay lại thân, xem cửa nữ hài. Tô Tần gật gật đầu, quả thật tò mò. Lê Xuyên theo trong túi lấy ra một trương điệp mấy tầng báo chí, đưa cho nàng. Này phân báo chí, là Lục đội trưởng ký đến. Hắn thực quan tâm các ngươi này vài cái bị cứu ra nữ hài, hắn xin nhờ ta tìm được ngươi, đem này giao cho trên tay ngươi. Cô Tần theo trong tay hắn tiếp nhận báo chí, mở ra. Tứ Dương thị báo chí đưa tin, nhân phiến thôn bị thiêu, khiến cho sản khoái chính phủ coi trọng, địa phương chính phủ bắt đầu tra rõ phụ cận thôn trang ngăn chặn này loại hành vi lại phát sinh. Bị bắt trương tinh bởi vì giết người chờ nhiều trọng tội danh, bị phán tử hình, đã bị bắn chết. Mà trương phượng, trương thạch đầu hai người phía sau liên lụy ra một cái lừa bán dân cư phạm tội đội. Lấy trương phượng cầm đầu vài người, bị phán tử hình, còn lại đồng lõa, hoặc là bị không hẹn, hoặc là bị phán 10 năm đã ngoài. Lúc này đây đánh quải, cứu ra nữ nhân, nhi đồng số lượng khá nhiều, bởi vì tan rã đội khổng lồ, bị tứ dương thị các đại tòa soạn báo trọng điểm đưa tin. Tô Tần xem xong báo chí, hít sâu một hơi, trong lòng thoải mái không ít. Nàng khép lại bảo báo chí, dương mắt hỏi Lê Xuyên. Ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Lục đội trưởng theo mạnh tư tư trong miệng biết được ngươi gần nhất tình huống, lo lắng, nhưng ta cùng chương trình tới tìm ngươi, cho ngươi một điểm giúp. Chương trình là hình cảnh, ở Vân Dương Nhân Mạch Cấp quản, tìm ngươi không khó. Lê Xuyên dừng một chút, còn nói. Tô Tần, chúng ta cũng coi như cộng hoạn nạn, cộng sinh tử bằng hữu, ngươi có cái gì khó khăn, có thể nói với ta. Tô Tần không phủ nhận, lục đội trưởng quả thật là người tốt. Kiếp trước ở nàng về nhà về sau, lục đội trưởng cũng thường xuyên cho nàng gọi điện thoại, cho nàng đưa quan tâm, đảm đương tâm linh đạo sư nhân vật. Lần này trở về, Tô Tần không có lưu lục đội trưởng điện thoại, lừa bán dân cư án tiến triển, Nàng là thông qua mạnh tư tư hướng lục đội hỏi thăm Nàng không nghĩ tới Lục đội trưởng ở biết được nàng tình huống sau Hội xin nhờ Lê Xuyên cùng chương trình tìm đến nàng Cho nàng đưa quan tâm Thực ấm lòng cảnh sát nhân dân Trong nồi canh cá còn tại nấu Cô Tần đi vào ban công Đóng minh hỏa Đối bên trong Lê Xuyên nói Lê lão sư Ta hiện tại rất không sai Ngài nhường lục đội trưởng không cần lo lắng Ta ở một nhà cửa hàng quần áo làm công lão bản nương thực hội bồi dưỡng viên công, cũng rất hào phóng, tháng này ta cầm 2.000 ngũ tiền lương đâu. Lê Xuyên đi theo đi vào ban công, đánh giá trên ban công đơn sơ táo đài, ánh mắt dừng ở khí thang quán thượng. Không đi học. Muốn, nhưng không phải hiện tại. Tô Tần một bên thịnh canh, vừa nói. Lê Lão Sư, ta hiện tại không có tiền đến trường, cho nên chỉ có thể trước công tác một năm, sang năm một lần nữa khảo trung học. Cô tần đem canh cá đoan đi bên ngoài tiểu trên bàn lại theo phòng ngủ góc rửa rau trong bồn lấy hai cái bát xuất ra xoay người hỏi hắn lê lão sư muốn nếm thử ta nấu canh cá sao nếu lê xuyên nhớ không lầm ngày hôm nay hẳn là nàng sinh nhật hắn đến vội vàng cái gì cũng không mang cũng không thể trực tiếp cùng cô nương nói sinh nhật vui vẻ như vậy hội có vẻ thực đường đột hắn ở trước bàn ăn ngồi xuống gật đầu ừ một tiếng lại hỏi nàng Ngươi tài bao nhiêu tuổi? Mãn 16 sao? Lão bản mời ngươi tính dùng lao động trẻ em. Không không không, Lê Lão sư, ta đã 16 tuổi, không tính lao động trẻ em. Cô Tần cố ý theo gối đầu hạ sờ xuất thân phận chứng cho hắn xem. Nhà, Lê Lão sư ngài xem, sửa lại 16 tuổi. Lê Xuyên nhìn nhìn chứng minh thư, nói: Hôm nay là ngươi sinh nhật. Đúng vậy. Cô Tần thịnh một chén canh cá, đổ lên hắn trước mặt, cho nên ta mời ngươi uống canh cá, ngài đến đúng là thời điểm. Canh cá ngao nải bạch, hương vị ngon. Cô Tần đối tay nghề của mình luôn luôn có tin tưởng, lại vẫn là vẻ mặt chờ mong hỏi hắn. Thế nào? Thảo uống sao? Lê Xuyên gật đầu. Ân. Ừ. Không sai. Hắn biết cô Tần trù nghệ không sai, tưởng nàng ở nông thôn kia vài năm luyện ra hiện tại xem ra tay nghề của nàng hẳn là bị trong nhà kia đối nhi không đáng tin cha mẹ cấp bức ra đến sinh nhật vui vẻ cám ơn lê lão sư tiểu cô nương trùng hắn mặt mày nhất loan cười thời điểm lộ ra một mụn tiểu hổ nha về sau không cần bảo ta lê lão sư tên tự có thể lê xuyên uống hoàng canh cá hắn thiết nhập chính đề hỏi nàng tô tần chúng ta có tính không bằng hữu Nam nhân đột nhiên hỏi như vậy, đổ nhường tô tần cảm thấy kỳ quái. Bỏ qua một bên bọn họ kiếp trước vợ chồng quan hệ, này một đời, bọn họ cộng hoạn nạn, bằng hữu này thân phận là đương đắc khởi. Nàng gật đầu, dùng một đôi oánh lượng ánh mắt nhìn hắn. Tính. Lê. Đại ca, ngài không chỉ có là bằng hữu của ta, cũng là của ta ân nhân. Về sau chờ ta buôn bán lời tiền, nhất định báo đáp ngài. Lê Xuyên vui mừng nở nụ cười một tiếng, lắc đầu nói: Không cần. Đã là bằng hữu, vậy ngươi có khó khăn, ta nên ban. Nghe ta, trở về đến trường, ngươi học phí, ta đến tài trợ. Không không không, không cần. Cô Tần Liên bận đối hắn vẫy tay, kinh sợ, Lê Lão sư, ta biết ngài trong nhà điều kiện hảo, ngài là của ta ân nhân, ta làm sao có thể nhận ngươi tài trợ? Nếu ta thật sự cần nhân tài trợ học phí đã sớm tiếp nhận rồi tư tư ba hảo ý, Lê lão sư, trung học 3 năm học phí, lấy ta trước mắt tiền lương trình độ, 3 tháng là có thể kiếm đủ, ngài thật sự không cần rất lo lắng ta. Lê Xuyên thấy nàng kiên trì, đang muốn lại mở miệng, tiểu cô nương trực tiếp đánh gãy hắn. "Ân, Lê lão sư, ngài là Vân Dương trung học tốt nghiệp đi. Nếu ngài thật sự tưởng giúp ta chiếu cố, có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút, tháng 9 cao nhất khai giảng sau?" ta còn có thể hay không đi bọn họ trường học cuộc thi. Ta đã đọc nửa năm cao nhất, trước kia sơ trung học tập thành tích cũng không tệ. Ta tưởng nếm thử, đi khảo vân dương trung học. Hiện tại tài tháng tư, nếu nàng có thể trực tiếp đi cuộc thi, sẽ không cần trở về đầu tháng 3. Nàng có thể nhiều kiếm mấy tháng tiền, đến 9 tháng khai giảng, nàng hoàn toàn có thể kiếm đủ 3 năm học phí. Lê Xuyên hỏi nàng. Ngươi trung khảo bao nhiêu phân? ân. 610 phân, lúc đó thành nam trung học hạng nhất. Tô Tần cố ý nói ra một chút hạng nhất, nói không chừng vân dương trung học hội xem ở nàng hạng nhất phần thượng, cho nàng một lần cuộc thi cơ hội. Nhưng mà, học thần Lê Xuyên trực tiếp nhíu mày. Không được, điểm rất thấp. Người này điểm cùng vân dương trung học trên lệch quá lớn, vân trung sẽ không thu học ra. Mặc dù ngươi giao tiền đi vào, cũng chỉ có thể điếu cái đuôi xe. Tô Tần một ngụm lão huyết tạp ở ngực, năm đó khảo thứ nhất cảm giác về sự ưu việt bị đã kích không còn sót lại chút gì. Rất nhanh, bể nghệ thương sinh lê học thần mày giảng ra khai, tiếng nói trầm thấp. Vân dương trung học đương nhiệm hiệu trưởng ta nhận thức, ta giúp ngươi hỏi một chút, có kết quả thông tri ngươi. Nam nhân ánh mắt dừng ở nàng mua kia đôi học tập tư liệu thượng, thân thủ với tay cầm, tùy ý phiên phiên, lại nhíu mày. Nhìn hắn nhíu mày, cô tần trong lòng lột bột một tiếng cảm thấy này hóa vừa muốn bắt đầu độc miệng. Quả nhiên, nam nhân bình tĩnh thanh âm nói. Liền xem mấy thứ này còn tưởng khảo vân trung. Tô Tần, ngươi sống ở trong mộng. Ta dựa vào. Tô Tần vẽ mặt ủy khuất. Nàng trước kia thế nào không phát hiện, lão công như vậy độc miệng. Nàng rốt cục biết, vì sao Lê Tiên sinh nhan trị cao, học tập hảo, nhưng không có mối tình đầu. Xem tiểu cô nương mãn nhãn ủy khuất, Lê Xuyên ý thức được chính mình lời nói thật giống như có chút đã kích đến nàng, ngữ khí lập tức ôm nhu xuống dưới. Ngươi nếu không đồng ý nhận ta tiền tài tài trợ, kia tinh thần tài trợ luôn nhận đi. Ân. Tiểu cô nương mê hoặc mặt. Lê Xuyên ho nhẹ một tiếng, hỏi nàng. Ngươi mỗi chu khi nào thì nghỉ ngơi. Chỉ có thứ hai, gặp qua chương, không thể hưu. Lê Xuyên gật đầu. Vừa vặn, Ta chu thoáng cái buổi trưa đều có rảnh, ngươi nơi này cách Nam Đại cũng không xa, từng cái chu thoáng cái buổi trưa đều có thể đến Nam Đại tìm ta, ta giúp ngươi phụ đạo công khóa, không cần cảm thấy vất vả. Ngươi hiện tại trình độ, tưởng khảo vân dương trung học, căn bản không có khả năng. Có ta cho ngươi phụ đạo, ngươi xác suất thành công hội đề cao rất nhiều. Hắn còn tại Độc Bác, bình thường làm nghiên cứu viết luận văn, còn muốn tìm cách thành lập công ty chuyện có thể dọn ra một cái buổi chiều thời gian cho nàng học thêm, đã thực không dễ dàng. Đương nhiên, trên đời này, cũng chỉ có nàng Tô Tần có thể có này đãi ngộ. Thay đổi những người khác, tưởng lãng phí hắn thời gian. a à, nằm mơ. Tuy rằng Lê Xuyên nói chuyện đỉnh đã kích nhân, nhưng hắn nói được cũng đều là lời nói thật. Tô Tần Trung khảo ly vân trung phân số, kém 30 phân, đời trước nàng thi cao đẳng, cũng chỉ thi được chuyên khoa nàng trước mắt tình huống, khảo phổ thông trung học không thành vấn đề, nhưng là tưởng khảo vân dương trung học, quả thật là đánh giá cao chính mình năng lực. Lê Xuyên đã đáp ứng giúp nàng phụ đạo công khóa, cơ hội này nàng liền không thể bỏ qua. Nàng một chút cũng không lo lắng Lê Xuyên hội đối nàng có ý tứ, Lê giáo sư trên giường như sói giống như hổ, rõ ràng thích ngực đại mạo Mỹ cô nương. Nhưng mà nàng hiện tại. Ha ha. Nghiễm nhiên là cái phát dục bất lương tiểu bình bản. Quy A Quy đứng ở kiếp trước cốc độ, Tô Tần thừa nhận, Lê Xuyên là tốt nam nhân, hảo trượng phu. Khả trùng sinh trở về, nàng cũng không rất muốn cùng Lê Xuyên có cái gì cảm tình khúc mắt, hai người áp căng không phải đồng người cùng một thế giới, trong sinh hoạt cộng đồng đề tài cũng đỉnh thiếu. Trượng phu cao bằng cấp cao thu vào, thê tử chuyên khoa, thu vào bình thường, cộng đồng đề tài là cuộc sống củi gạo dầu muối cùng nữ nhi. Bỏ qua một bên lâm hiểu nhân, hai người nhiều năm như vậy, kỳ thật cũng luôn luôn tồn tại ẩn tính vấn đề. Một cái bị ủy khuất buồn không nói, một cái lại rất người hiền lành, nghiễm nhiên là hai đống bông, đánh ai đều thực vô lực. Bọn họ vợ chồng tương kính như tân, không có nháo quá mâu thuẫn, nhưng cũng không có nghĩa là không có mâu thuẫn, chính là tích góp từng tí một, chưa từng bùng nổ. Một khi bùng nổ, chỉ sợ gia không có ngày lành, cuối cùng chịu khổ, sẽ chỉ là nữ nhi. Nghĩ đến nữ nhi, tô tần ngực nhất đau. Đời trước túi sách cùng nàng cùng nhau bị thiêu chết, cũng thành trong lòng nàng vô pháp cởi bỏ ngực đáp. Nếu nàng lại cùng Lê Xuyên kết hôn, lại sinh hạ túi sách, nếu giữa hai người tích lũy mâu thuẫn bùng nổ, chịu khổ cũng vẫn là túi sách. Cũng thế, này đó đau đầu chuyện, nàng áp căng không nghĩ lại đi lo lắng. Đã đều làm lại, đương nhiên là muốn nhường nhân sinh của chính mình càng phấn khích một điểm mặc dù sẽ không lựa chọn cùng Lê Tiên Sinh kết hôn, nhưng Lê Tiên Sinh này bằng hữu, nàng là nhất định giao, này nam nhân bên người tài nguyên cũng không ít. Ngày đó sau, nàng bắt đầu luôn luôn cấp lục đội gọi điện thoại, ân cần thăm hỏi hắn thân thể an khang. Lục đội trong lòng còn đỉnh buồn bực, ám khoa này cô nương có tâm. Chương trình công tác đơn vị ở tô tầng này phiến khu, cũng luôn luôn đi lại xem nàng, hội nhân tiện linh điểm hoa quả cùng gia nải cho nàng mới đầu tô tần cự tuyệt thu mấy thứ này, lời khách sáo. Ngài đến xem ta, làm sao có thể nhường ngài tiêu pha. Chương trình đem hoa quả cùng gia nải hướng nàng trên bàn cơm nhất các. Lão tử cùng chỉ còn tiền, không phá phí, mấy thứ này ngươi cố lên ăn, quá hai ngày ta lại cho ngươi đưa ha. Tô Tần Chương trình là cái lòng nhiệt tình hảo cảnh sát. Kiếp trước nàng nghe Lê Xuyên nói qua, chương trình hàng tháng tiền lương còn chưa đủ cấp thụ hại nhân, phạm tội người hiềm nghi người nhà mua này nọ. Làm lại một đời, tự nhiên thể nghiệm một phen bị chương thiếu gia quan ái. Thật là đặc biệt, phi thường cảm động. Quy A Quy Tô Tần dưới lầu có cái quầy bán quà vặt. Hôm nay, Tô Tần tan tầm trở về, quầy bán quà vặt đại gia gọi lại nàng. Tô Tô, có vị tiên sinh ở ta nơi này thả nhất trương này nọ, đưa cho ngươi. Tô Tần sợ tới mức ngẩn ra, cho rằng chương trình kia hóa lại đây tặng cái gì vậy. Đêm này nọ ôm lên lầu, mở ra, thấy bên trong là nhất trường học tập tư liệu, nhẹ nhàng thở ra. Nàng đem sách vở lấy ra, sửa sang lại hảo, xuống lầu ném rác khi, đi quầy bán quà vặt cấp Lê Xuyên đánh một cuộc điện thoại. Điện thoại kia đoan, Lê Xuyên nói cho nàng, Vân Dương Trung học hiệu trưởng đáp ứng cho nàng nhất một cơ hội, lục nguyệt sơ, nàng có thể đi Vân Dương Trung học tham gia cuộc thi. Tô Tần nắm điện thoại, kích động ra tiếng. Thật sự. Ân. Ừ. Giờ phút này, Tô Tần hận không thể ôm lấy Lê Tiên Sinh cùng thân kỹ khẩu. Cơ hội này chi không dễ, ngươi thả quý trọng, nhớ kỹ, mỗi thứ hai tới tìm ta đưa tin, loại này cơ hội cũng không phải mỗi người đều có. Nam nhân thanh âm theo điện thoại trong ống nghe xuất ra, mang theo một điểm nghiêm túc, rất có khuynh hướng cảm xúc. Tô Tần ngăn chặn kích động cảm xúc, thực trịnh trọng nói với hắn thanh cảm ơn. Điện thoại kia quả nhiên nam nhân mặt mày nhất loan, ngữ khí lại trở nên ôn hòa. Không khách khí. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta phụ đạo học sinh, thực nghiêm túc. Chương 18 Làm bài Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lê Xuyên tuy rằng làm người xử sự không sai, chỉ khi nào đứng thượng bục giảng, sẽ hóa thân nghiêm khắc giáo sư. Về phần Lê Xuyên phụ đạo học sinh có nhiều nghiêm túc, nàng tuy rằng không chính mắt gặp qua, nhưng ngẫu nhiên nghe hắn học sinh đề cập quá. Tô Tần Kiếp trước đi theo Lê Xuyên cùng hắn học sinh ăn qua vài lần cơm, các học sinh tổng trước mặt nam nhân mặt, ở trên bàn cơm cùng Tô Tần oán giận, Lê Giáo sư lên lớp thực dọa người. Lúc đó Lê Xuyên cũng chỉ là cười trừ, Tô Tần thấy hắn cười đến như vậy hiền hòa, cho rằng học sinh là đùa. Hiện tại xem ra, hẳn là thật là sẽ rất dọa người đi. Lê Xuyên lớp học thượng nghiêm túc, nhưng chút không ảnh hưởng hắn lén cùng học sinh quan hệ, cũng không ảnh hưởng hắn ở các học sinh trong lòng địa vị. Cũng đang là hắn trong ngày thường rất người hiền lành, lên lớp khi nghiêm túc mới có thể cũng có uy hiếp lực đi. Đương nhiên, Lê Xuyên độc miệng hành vi, cũng quả thật khích lệ tô tần, nhưng nàng chẳng như vậy mù quán tự tin, giáo nàng nhận rõ sự thật. Tháng tư trung tuần, Vân Dương Thị nhiệt độ không khí đã thăng tới 30 độ, trên đường mặt ngắn tay cũng cảm thấy oi bức. Trong tiệm thứ nhất ba trang phục hè đã bán không sai biệt lắm, lão bản nương Trần Mỹ tâm muốn vào tân khoản trang phục. Nàng ở tuyển khoản bản thượng câu tuyển vài cái tiền vệ thả mới mẻ độc đáo khoản, đi lại hỏi Tô Tần ý kiến. Tiểu Tô, ngươi xem, hạ phê trang phục hè, ta tiếng này vài món, thế nào? Tô Tần kiếp trước đối thời thượng vòng có nhất định chấp niệm, nàng đối năm 1998 đến năm 2023 thời thượng lưu hành xu thế, đều có làm qua công khóa. Lão bản nương tuyển khoảng ánh mắt thực triều lưu, này cũng là nhà này tân điếm có thể nhận đến khách nhân truy phủng nguyên nhân chi nhất. Khả Trần Mỹ Tâm hiện tại tuyển này một đám trang phục hè, kiểu dáng tuy rằng ok, nhưng ở nhan sắc thượng có chút quá hạn. Nàng hỏi, Trần Tỷ, ta ngày đó đi hiệu sách, đại khái phiên hạ tạp chí thời thượng, nhìn hạ năm nay xuân hạ tuần lễ thời trang lưu hành nguyên tố. Năm nay màu lam điều quần áo thiên nhiều, này ba màu lam sôi nổi phỏng chừng hội liên tục đến mùa đông. Vì sao này ba trang phục hè lý, ngươi không có lựa chọn màu lam quần áo đâu. Trần Mỹ Tâm nói. Năm nay thương trường quầy chuyên doanh lý đại bài, màu lam hệ đều thiên nhiều, phỏng chừng đến tháng 5, màu lam liền lạng đường cái, đến khi đó, còn sẽ có người mua màu lam hệ quần áo sao. Tôi từng lấy kiếp trước kinh nghiệm, cấp Trần Mỹ Tâm là một cái đơn giản tổng kết. Ân, không bốn năm quốc tế lưu hành hoàng lục sắc đã theo cao. Triều hướng suy yếu, màu tím nhiệt độ hẳn là hội liên tục, ngươi tuyển này hai kiện màu tím quần áo, kiểu dáng cũng không sai, có thể giữ lại. Nhưng này vài món màu xám, hoàng lục sắc, có thể loại bỏ không cần. Tháng 9 năm trước phân, quốc tế nổi danh sắc thái đoán trước công ty đoán trước 2006 hội đặc biệt lưu hành màu lam, này ba màu lam sôi nổi phỏng chừng hội liên tục đến sang năm, cho nên mặc dù màu lam khoảng năm nay bán không xong, sang năm cũng còn có thể bán. Trần Mỹ Tâm cảm thấy nha đầu kia thẩm mỹ không sai, cho nên mới hội hỏi nàng ý kiến. Không nghĩ tới nha đầu kia cư nhiên bắt đầu phân tích năm nay màu thịnh hành, hơn nữa nói đạo lý rõ ràng. Còn có, có khả năng trổ hết tài năng màu trắng, phấn màu sắc rực rỡ, kim chúc sắc cùng thay đổi dần sắc cũng có thể nhiều tuyển vài món tô tần gặp lão bản nương nửa tin nửa ngờ còn nói trần tỷ, gần nhất ta không sao nhi can bỏ chạy đi hiệu sách nhìn chút tạp chí thời thượng đương nhiên đã ngoài là ta tổng kết ra đến ta ý kiến ngài có thể châm chức một chút trần mỹ tâm do dự một hồi cảm thấy tô tần nói rất có đạo lý vì thế đem đem tuyển tốt khoản đều xoa điểm tiếp thu nàng nhan sắc ý kiến bắt đầu một lần nữa tuyển. Trần Mỹ Tâm có chính mình lấy hàng chiêu số, đối mỗi kiện quần áo kiểu dáng đều thực chọn. Ba ngày sau, Trần Mỹ Tâm cầm lại một đám tân hóa. Tô Tần tăng ca đến đêm khuya, đem sở hữu quần áo đều út củi phản chỉnh, phối hợp hảo, nhường lão bản nương Trần Mỹ Tâm mặc ở trên người. Sau đó phối hợp thượng trang sức cùng đại bài cao phỏng bao. Ảnh chụp chụp hảo, Trần Mỹ Tâm đối chính mình dáng người thực không vừa lòng ta dán người lại không tốt, hộ khách ở không gian thấy ảnh chụp, về sau có phải hay không không đến nhà chúng ta. Tôi Tần đem trong máy ảnh SD tạp rút ra, cắm ở độc tạp khí lý, chuẩn bị đi tiệm nét. Nàng trấn an lão bản nương. Này đương nhiên không phải thành phiến, ta sẽ sửa một chút lại trên tóc võng. Lão bản nương ngươi chờ, buổi tối soát không gian nhớ được cho ta điểm tán. Trần Mỹ Tâm không biết nha đầu kia trong hồ lô bán cái gì dược, từ nàng ép buộc buổi tối tôi tần mang theo ảnh chụp đi tiệm nét sửa đồ này năm còn không có mỹ đồ tú tú nàng chỉ có thể dùng photoshop bởi vì máy ảnh cùng ngọn đèn vấn đề tôi tần phải dùng ps cấp ảnh chụp tiến hành một cái mỹ nhan. nàng lợi dụng ps lý hóa lỏng công năng cấp lão bản nương gầy mặt gầy chân gầy cánh tay lại đem lão bản nương hai chân kéo dài lão bản nương không hóa trang nàng liền dùng họa bút ở lão bản nương trên mặt đồ vẽ loạn mạc ép buộc 2 giờ, cư nhiên cấp lão bản nương sửa ra một cái tạp chí trang. Này bộ PS tay nghề, tô tần nhiều năm không dùng, không nghĩ tới hiện tại nhặt lên đến còn đỉnh thuận buồn xuôi gió. 8 giờ đêm, Trần Mỹ Tâm ở nhà lên mạng, không có việc gì soát không gian trang web, sau đó liền thấy tô tần đổi mới tướng sách động thái. Nàng điểm đi vào, thấy bên trong ảnh chụp, một trận không nói gì. Đợi chút, trong ảnh chụp này lớn lên giống đào bảo người mẫu nữ nhân, thật là nàng. Quá vài phút, nàng thấy tướng sách bình luận hạ hơn hơn 10 điều bình luận. Chân ái tâm. Đẹp quá Nga, này bộ quần áo bao nhiêu tiền giác. Năm 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 năm, thật đẹp. 45 độ nhìn lên bầu trời. Đói giọt thần A, này bộ quần áo tương đương Mỹ A, bao nhiêu tiền. Nhiệt tình nói trác tẩm. Trong tiệm quần áo mới sao đẹp quá đẹp quá, cho ta lưu một bộ. Cái này quần áo mặc trên người ta nhất định Mỹ. Vào lúc ban đêm, lão bản nương điện thoại đã bị đánh bạo, liên tục hai mươi mấy cái khách nhân tới hỏi kia bộ quần áo giá, cùng với cũng còn mấy bộ. Tô Tần Phát ở không gian kiểu dáng, trở thành nóng bán khoản, cung không đủ cầu. Xếp thấy Tô Tần không gian marketing khiến cho không sai, Trần Mỹ Tâm đem trong nhà máy tính chuyển đến trong tiệm, phương tiện nàng đăng quy quy vì không lại bị hộ khách điện thoại quấy rầy, Trần Mỹ Tâm đem trong nhà không cần Tiểu Linh thông cho nàng, hơn nữa vì nàng làm một trương Nguyệt thuê ngủ khối điện thoại tạp, có điện thoại di động, cô Tần cùng Mạnh Tư Tư liên hệ đứng lên cũng phương tiện, nàng cũng thường xuyên cấp lục đội gọi điện thoại ân cần thăm hỏi, lục đội thường xuyên tiếp đến cô Tần điện thoại, bị nàng cảm động một phen nước mũi một phen lệ, công tác thành tích cảm vũ phát tràn đầy, nghĩ làm cảnh sát có thể cứu nhân hắn liên tăng ca làm thêm giờ đều cảm thấy mỹ tư tư. Làm cảnh sát nhân dân thời khắc bị dân chúng vướng bận, cái loại cảm giác này thực rất hạnh phúc. Thứ hai, Tô Tần nghỉ ngơi, dựa theo ước định đi tìm Lê Tiên Sinh. Các nàng tiểu khu ở Lão Thành Nội, giao thông công cộng xe rất khó tọa, vì tỉnh kia kỹ đồng tiền giao thông công cộng tiền xe, Tô Tần dậy thật sớm, lưng túi sách đi bộ đi trước Nam Đại. Đi bộ 2 giờ, nàng cũng không biết là vất vả, quyền đương giảm béo. Nam đại trường học lại bị xưng là Nam Di Viên, cùng Vân Dương Lạng cái danh cổ kiến trúc liền nhau. 195-2 năm Nam Đại Thiên đến Nam Di Viên sau, giữ lại cổ điển Lâm Viên kiến trúc trụ cột, thích hợp cải tạo, quy hoạch thành một cái cổ đại Lâm Viên hóa trường học. Trong vườn trường không chỉ có có cổ hương cổ sắc đình đài lầu cát, còn có che trời cổ thụ lục một thành ấm, cùng với sơn hoàng thủy ôm tú lệ cảnh sắc. Tô Tần đối nơi này cũng không xa lạ, đi vào trường học, xem trong vườn trường lui tới học sinh, bỗng nhiên có hâm hở tiếng lên cảm. Trong trường học, chung quanh tràn đầy thanh xuân hơi thở. Nàng trước tiên 10 phút đến Nam Đại Thư Viện, lưng túi sách đứng ở cửa khẩu chờ Lê Xuyên. Tô Tần Trác đuôi ngựa, mặt thực một mặt tê, sớt quần diêm. Nàng phát dục không tốt, vóc người ải, người khác liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng là cái trung học sinh. Ý thức được chính mình đứng ở cửa khẩu có chút dẫn nhân chú mục, dứt khoát tiến vào thư viện, ngồi ở tối dễ thấy vị trí chờ Lê Xuyên. Mười phút sau, ở đọc tiến sĩ sinh Lê Xuyên đúng hẹn tới. Hắn mặc thực tùy ý, trên thân mặt màu trắng ngắn tay cùng tạp này sắc quần dài, nhan sắc rõ ràng cao thấp trang, có vẻ hắn chân rất dài. Nam nhân hai tay rủ xuống, ngón tay sạch sẽ thon dài, lợi dụng khe hở mang theo một cái bút máy, chính tùy ý chuyển động. Tô Tần thực lo lắng kia chi bút máy hội bởi vì hắn thất thủ, mà rơi xuống ở, rơi hoàn toàn thay đổi. Cao nhan trị học bá xuất hiện tại thư viện, ngạc nhiên chuyện này, các nữ sinh không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, thậm chí có người bắt đầu thảo luận. Lê Xuyên tầm mắt ở trong thư viện quét một vòng, dừng ở tô tầng trên người, triêu nàng đi tới. Hắn ở nàng trước mặt dừng lại, trước đem bút máy để đặt ở trên bàn, hỏi nàng. Nên mang gì đó, đều mang tề sao? Nàng nhìn trên cao nhìn xuống nam nhân, gật gật đầu, tỏ vẻ toàn bộ mang tề. Lê Xuyên đem ghế hướng nàng phương hướng lôi kéo. Nam nhân thân thủ thủ sách giáo khoa khi, cánh tay ở nữ hài chắp mũi lau một chút, đến nỗi cho nàng chắp mũi quanh quẩn hảo một trận trên người hắn mùi hương thoang thoảng. Nam nhân có chút khiếp phích, quần áo phải mỗi ngày nhất đổi, mặc dù ngày hè, trên người cũng không có mồ hôi vị, nhẹ nhàng khoan khoái. Tô Tần đi đi lại, đến trường học thời điểm cả người đã hãng ẩm, này hội ngồi xuống tuy rằng thổi hội quạt nhưng trên người vẫn cứ dính vù vù chẳng lê xuyên một cái đại lão gia nhóm sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái phanh phanh lê xuyên thấy nàng ngẩng người chỉ tiếp ở trên mặt bàn nhẹ nhàng khấu hai hạ phát ra nặng nề mà trầm đục thanh nữ hài hoàng hồn lăng lăng xem hắn trên mặt ta có hoa ngươi là tới xem ta vẫn là tới nghe ta giảng bài lê xuyên kiếp trước dù sao dậy nhiều năm như vậy thư này cũng là hắn thường xuyên cùng lớp học thượng này nữ đồng học nói trong lời nói, giáo dục vị rất nặng. Thật có lỗi, Lê Lão Sư, chúng ta bắt đầu đi. Tô Tần Trùng Nam Nhân hơi hơi nhất vuốt cầm, theo bút trong túi lấy ra trung tính bút, rút ra một trương bản nháp giấy. Lê Xuyên theo nàng mang đến cuốn sách ấy, rút ra thể văn ngôn tư liệu, ném cho nàng, nhường nàng trước ôn tập một lần đường sư không có nhục sứ mệnh, đợi kiểm tra thí điểm. Ở nàng bối thư không đương, Lê Xuyên lấy ra vân trung tư liệu, đem toán học đề cùng vật lý đề ra ở tại bản nháp trên giấy. Hai trương A4 bản nháp giấy, rất nhanh tràn ngập hai mặt. Lê Xuyên hỏi nàng. Ôn tập xong rồi sao? Không sai biệt lắm. Lê Xuyên đem bản nháp giấy đưa cho nàng, thong dài ngón tay áp ở biên góc xó, trùng trùng điểm một chút. Này đó để ngươi làm một chút, ta muốn biết ngươi trước mắt trình độ. Nữ hài nhu thuận gật đầu, tốt Lê Lão Sư. Một tiếng Lê Lão Sư kêu thanh thanh giòn giòn, Tô Tần đều nhanh nhận vì chính mình thật là cái tiểu cô nương. Lê Xuyên tự thể tinh tế, đầu bút lông kính tiểu, tự thể khoảng thời gian dày đặc, cũng không hiển hỗn độn. Đối với Lê Xuyên đề, Tô Tần còn rất có tin tưởng, dù sao nàng gần nhất một tháng luôn luôn tại ôn tập sơ trung cùng cao nhất đề mục, nhận vì hắn ra đề không làm khó được chỗ nào đi. Nhưng mà, làm vài đạo đề sau, Cô Tần bị vẽ mặt, cảm thấy mặt lại hồng lại thủng, giật mình gian nghe thấy trong không khí truyền đến ba ba, vẽ mặt thanh. Nàng một tay nắm bút, một tay chống đầu phù ngạch, ý đồ dùng cánh tay ngăn trở xấu hổ vô cùng chính mình, hận không thể tìm cái khâu chui. Cô Tần không có quay đầu, lại có thể cảm nhận được Lê Tiên sinh ánh mắt, nàng có một loại bị chủ nhiệm lớp nhìn chằm chầm cuộc thi cảm giác khẩn trương. Thiên, rất dọa người vì sau này nói toán học đề nàng hội làm không được. Tô Tần tận lực không thèm nghĩ nữa bên người ngồi nam nhân, tiếp tục giải đề, rốt cục, tìm 20 phút thời gian, giải ra một đạo đề. Nàng tiếp tục đi xuống viết, phát hiện phía dưới vài đạo đề đều tương đối đơn giản, khả làm được mặt sau, lại bị nan trụ. Một trương A4 giấy lớn nhỏ, bài thi, Tô Tần đầy đủ dùng xong 3 giờ sau viết xong. Từng thành nam nhất trung hạng nhất kiêu ngạo cảm, không còn sót lại chút gì, cũng rốt cuộc cảm nhận được bị học bá dây thành cặn bã tư vị. Nàng thở dài một hơi, quay đầu nhìn mắt tọa tại bên người Lê Tiên Sinh, sợ hãi nói. Lê! Lê Lão Sư! Ta viết xong rồi. Lê Xuyên nâng cổ tay xem đồng hồ, trùng nàng gật đầu, lộ ra một cái thỏa đáng mỉm cười. Ân, so với ta mong muốn hảo, dùng xong 3 giờ sau. Tô Tần! Cốt lắm, cốt lắm, ta thừa nhận chính mình là học tra, học ở trường bá lão sư nhẹ chút đã kích. Lê Xuyên lại rút ra một trường A4 bản nháp giấy, nói. Viết chính tả một lần, đường sư không có nhục sứ mệnh. Tô Tần Nàng đầu óc cao tốc vận chuyển 3 giờ sau, còn chưa kịp nghỉ ngơi, này phát rồ Lê Tiên Sinh, tự nhiên nhường nàng viết chính tả, đường sư không có nhục sứ mệnh, xác định không phải đùa. Lê Xuyên bổ sung nói. Ta muốn biết ở ngươi đầu óc cao tốc vận chuyển sau, viết chính tả vừa rồi ôn tập quá gì đó, làm lỗi dẫn sẽ là bao nhiêu. Cô Tần Nga một tiếng, thay đổi một cái bút, lại bắt đầu viết chính tả, đường sư không có nhục sứ mệnh. Viết chính tả thời kỳ, nàng vụng trộm nhìn nhìn Lê Tiên Sinh phê chữa bài thi, nhưng mà nàng đạo thứ nhất đề, nhiễm nhiên một cái đỏ tươi lại cực đại hồng xoa xoa. Nàng giải nửa ngày đề, cư nhiên là sai. Đường sư không có nhục sứ mệnh, tuyển tự, chiến quốc sách, không phải rất dài, Cô Tần rất nhanh viết chính tả xong, chính nàng đối với sách giáo khoa phê chữa, kiểm tra ra 8 cái lỗi chính tả. Kiếp trước cô Tần trừ bỏ ký tên bên ngoài, rất nhiều năm đều không chân chính dùng bút viết quá tự, này cũng là nàng trùng sinh sau lần đầu tiên viết chính tả. Nàng phát hiện, chính mình đọc lầu lầu thể văn ngôn, cư nhiên mãn thiên lỗi chính tả. Rất nhiều tự hoặc là viết sai lầm rồi, hoặc là chính là viết một nửa quên viết như thế nào hận không thể lấy ra di động bàn phím hợp lại một chút. Quả này tự, nàng ở viết chính tả thời điểm, chết sống nghĩ không ra bên trong đến cùng có kỹ hoành. Nàng đem viết chính tả, đường sư không có nhục sứ mệnh, xấu hổ nộp bài thi, theo Lê Tiên Sinh trong tay tiếp nhận bài thi, mặt trên hồng xoa không ít, thấy là khoảng 60 phân, cư nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt xấu. Đạt tiêu chuẩn. Trong lòng nàng vừa thở dài một tiếng, Lê Xuyên nghiêm túc thanh âm liền tiến vào nàng lỗ tai. Nhất thiên, đường sư không có nhục sứ mệnh, sai lầm rồi tám cái tự, một trương bài thi, mãn phân 80 phân, ngươi lại chỉ khảo 60 phân. Tô Tần, tình huống của ngươi, so với ta tưởng tượng hỏng bét. Tô Tần thật sự thực xấu hổ vô cùng, cảm thấy chính mình làm một tháng đề, đều là vớ vẫn làm. Này đề mục trừ bỏ nhường nàng nhớ lại sơ trung tri thức điểm, cũng không có nhường nàng trình độ được đến tăng lên. Ý thức được vấn đề này, Tô Tần càng thêm xấu hổ vô cùng. Lê Xuyên thấy nàng ủ rũ, bán dỗ bán nghiêm khắc nói. Cũng đang thường. Dù sao ngươi rời đi sơ trung đã lâu như vậy, hiện tại lại được với bang, học tập tinh lực bị phân tán, công khóa lạc hậu cũng thực bình thường, chỉ cần ngươi có một viên muốn học tập tâm, ta sẽ giúp ngươi bổ trở về. Hiện tại tứ điểm, đến đây đi, chúng ta trước một đạo đề một đạo đề quá, ta sẽ đem sở hữu giải đề ý nghĩ đều giảng cho ngươi nghe, ngươi nghiêm cẩn nghe, được không? Nghe hắn như vậy trấn an chính mình, Tô Tần cũng gật đầu nói. Hảo! Tổng cộng 16 nói sai đề, Lê Xuyên từng đạo cho nàng phân tích, thậm chí đem nàng bản nháp giấy lục ra đến, nói cho nàng ở đâu một bước ra sai. Vì giúp nữ hài mở rộng tư duy, hắn giảng quá một loại giải đề phương pháp sau, sẽ làm nữ hài nếm thử dùng một loại khác phương pháp giải đề này quá trình thực dài lâu tô tần tương đương với ở lê xuyên đi cùng lại đem đề mục một lần nữa làm một lần bảy giờ rưỡi đêm thư viện nhân ít dần tô tần còn đang dùng một loại khác phương pháp giải cuối cùng một đạo đề cầu ra đáp án kia một khắc tô tần giảng thẳng như là bị đã thông nhâm đốc nhị mạch cả người thông cái loại này giải trừ nang đề cảm giác thành tựu không lời nào có thể diễn tả được lê xuyên gặp nữ hài thân cái lười thắt lưng khoa một chút không sai ngươi tư duy xoay chuyển rất nhanh thực thông minh một điểm liền thông ngươi làm luyện tập đề khi nhiều nếm thử bất đồng giải đề phương thức có lợi râu rậm duy phát tán tô tần mím môi gật đầu đứng dậy thu thập sách vở đã biết lê lão sư ngài vất vả ân thực thật có lỗi chiếm dụng ngươi thoáng cái buổi trưa thời gian ta hiện tại không có biện pháp cho ngài phó kinh tế thù lao chờ ta về sau buôn bán lời tiền Lê Xuyên chặt đứt nàng nói sau, Tô Tần, ta phụ đạo ngươi học tập, chính là tẩn non nớt lực, cho ta, đây là một loại công ích hành vi. Ngươi nếu thật sự tưởng báo đáp ta, xin mời hảo hảo nỗ lực, hảo hảo học tập, về sau khảo nam đại hoặc thanh đại. Tô Tần nhìn hắn, vẻ mặt cảm kích. Tuy rằng nàng cùng Lê Xuyên kiếp trước là vợ chồng, khả trùng sinh trở về, hai người bọn họ cũng không có nhậm quan hệ như thế nào. Lê Xuyên khẳng như vậy giúp nàng, giá trị tuyệt đối nàng ghi khắc cả đời. Nàng sẽ không quên gì một cái giúp quá nàng nhân. Phi Phi, Vân Cầm, Lê Xuyên, Chương Trình, còn có lục đội. Thế giới này có hắc có bạch, cũng có màu xám khu, nhưng là có giống bọn họ như vậy anh hùng. Có Lê Xuyên loại này, hướng nhược thế quần thể vương viện trợ tay. Cũng có giống lục đội loại này, cùng hắc giao tiếp, ở trong lúc nguy hiểm ra sức anh dũng. Thế giới này cần anh hùng cái gọi là năm tháng tỉnh hảo, đều nhân có người gánh nặng đi trước. Lê Xuyên mang theo Tô Tần đi tiểu ngoại quán ven đường ăn bữa tối, bởi vì Tô Tần kiên trì trả tiền, hắn chỉ điểm hai món một canh. Này năm, 8 đồng tiền, có thể mua được một phần sang sao khoai tây ti cùng một phần sao dây mướp, một phần dưa chua phan canh. Tuy rằng tiện nghi, nhưng Tô Tần tiền lương toàn đứng lên làm học phí, không thể tiêu tiền như nước tiêu tiền. Nàng biết Lê Xuyên là bận tâm nàng hầu bao, cho nên tận lực điểm tiện nghi đồ ăn nghĩ về sau buôn bán lời đồng tiền lớn mỗi chu đều thỉnh hắn ăn đại tiệc cơm không cần tiền tô tần liền dưa chua phan canh cùng can tứ bát gạo cơm lão bản bị nàng sức ăn dọa đến cho nàng thịnh thứ tư bát gạo giờ cơm chế nhạo nói tiểu ca nhi nhà ngươi muội tử sức ăn rất lớn a à, bình thường chưa cho nàng ăn được a à. chờ lão bản xoay người rời đi lê xuyên ho nhẹ một tiếng nói tô tần về sau không cần mời ta ăn cơm. Nếu ngươi thật sự tưởng báo đáp ta, vậy là tốt rồi hảo. Hảo hảo học tập là đi. Tô Tần hướng hắn trong bát chọn nhất đũa sao dây mướp, nói: "Lê lão sư, ta không thể cho ngươi cái khác thù lao, nhưng là cơm chiều ta còn là có thể gánh nặng khởi. Lê lão sư, về sau chờ ta tốt nghiệp, buôn bán lời tiền, từng cái tuần lễ đều mời ngươi ăn đại tiệc, ngài tin ta, ta giữ lời nói." Nữ hài một đôi mắt oánh oánh tỏa sáng, bên trong khắc đầy đối tương lai khát khao. Hắn nhìn nàng một hồi, mỉm cười nói. Ta tin ngươi. Ăn qua cơm chiều, tô tần tưởng tỏa giao thông công cộng về nhà, lại bị Lê Xuyên ngăn lại. Nam Đại không có cao đến các ngươi tiểu khu giao thông công cộng, các ngươi kia phiến thuộc loại lão thành nội, không quá an toàn, ta đưa ngươi trở về. A, à, này. Rất phiền toái thôi trải qua quá một lần bị lừa bán sau tô tần trong bao tùy thời sủy tự chế hạt tiêu thủy so với đào bảo bán cái loại này càng có lực sát thương lê xuyên kiên trì ta không hy vọng ta đệ một đệ tử có gì ngoài ý muốn tốt lắm nghe ta ta đưa ngươi về nhà hảo được rồi cảm ơn lê lão sư nàng cho rằng lê xuyên hội khai một chiếc tiểu ô tô đưa nàng về nhà không nghĩ tới lê xuyên theo trong vườn trường kỵ ra một chiếc kiểu cũ xe đạp đi đến nàng mừng năm mới tiền nam nhân nhấn vang linh đan chân dài chi thoải mái ở nàng trước mặt dừng lại lưng túi sách đứng ở tại chỗ tô tần xem hắn suy nghĩ một chút nói lê lão sư ngài như vậy đưa ta về nhà ta sẽ có áp lực tâm lý lần sau tới gặp ngươi ta khả năng cũng không dám ăn cơm lên xe lê xuyên vẻ mặt nghiêm cẩn không có muốn nói đùa nàng ý tứ. Nha! Tô Tần nhảy lên xe đạp sau tòa, ngại ngùng dắt nam nhân quần áo. Lê lão sư, ta tốt lắm. Nắm chặt. Tô Tần nắm chặt vài phần. Nam nhân nhất dẫm chân bàn đạp, xe ô tô nhanh chóng lao ra đi, bởi vì vừa khởi bước, Lê Xuyên cố ý nhường xe ô tô đánh một cái, cá chép vẫy đuôi. Phía sau nữ hài ngực căng thẳng, một đầu đánh vào nam nhân lưng thượng, hai tay ôm lấy nam nhân thắt lưng. Lúc này trên đường người đi đường ít dần, ai cũng không phát hiện, này nam nhân lộ ra tựa như. Lão mẫu thân bàn hòa ái mỉm cười. Chương 19 Đào bảo Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tô Tần đã quên, giờ phút này Lê Xuyên, vẫn là ở đọc tiến sĩ, không có tham gia công tác, đương nhiên cũng không có mua xe phòng, xe đạp là hắn trước mắt duy nhất phương tiện giao thông nam nhân xiết xe đạp thành thạo, so với khai ô tô còn ổn. 06 năm lão thành nội, ngã tư đường cũ nát, phòng ốc trách nát thả chật chội. Này điểm, bữa ăn khuya quán ven đường cũng xiêm áo xuất ra. Lê Xuyên chở nàng quải qua phố lớn ngõ nhỏ, tô tần nhìn này mùi bốn phía ăn vặt, tự nhiên bắt đầu chảy nước miếng. Mười năm hậu, này phiến lão thành nội đem không còn nữa tồn tại, trên đường lão bài kẹo hồ lô, dịp nhi ba, lãnh thấm đẫm thấm đẫm, Băng phấn chờ ăn vặt, cũng đem không còn nữa tồn tại. Thật sự là hoài niệm này năm ăn vặt A. À. Lê Xuyên Hảo muốn biết nàng suy nghĩ cái gì dường như, ở một cái quán nhỏ trước mặt dừng lại xe. Nam nhân thôi xe ô tô cùng dáng người tim gầy tô tần đi về phía trước một đoạn. Tô tần thấy hắn xuống xe, cũng tưởng nhảy xuống, lại bị nam nhân ngăn lại. Đừng khiêu, ngồi ổn, phía dưới có dọc nước. Nàng có thế này chú ý tới xe lộc hạ có giọt nước, mà Lê Xuyên hai chân chính dẫm nát giọt nước lý. Tô Tần nhớ tới hắn có chút khiếp phích, trong lòng không hiểu bốc lên khởi một trận chịu tội cảm. Lê Xuyên đem xe đổ lên bán hàng trong tiền, nữ hài tùy hậu nhảy xuống, sắp xếp ổn thỏa quần áo, đứng lại hắn phía sau. Nhà này băng phấn không sai, muốn nếm thử sao? Lê Xuyên quay đầu hỏi nàng. Tô Tần không nghĩ nhường hắn tiêu pha, nhìn kia bác băng phấn lại không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, rồi mới tài lắc đầu. Lê Xuyên bị nữ hài khẩu thị tâm phi bộ dáng làm cười, cấp lão bản đệ tam đồng tiền. Phiền toái hai chén băng phấn, cảm ơn. Hảo. Lão bản bắt đầu làm băng phấn, tay chân lanh lẹ. Lão bản gặp Lê Xuyên bộ dạng xoái, lại cấp nhiều hơn một điểm sơn tra cùng nho khô. Theo lão bản trong tay tiếp nhận băng phấn kia nhất sát, Cô Tần cảm thấy lại kiếm hắn hơn một điểm. Lão phố cũ kỹ, đèn đường hôn ám, hai người liền như thế đứng lại ven đường ăn khởi băng phấn đến, cực kỳ giống ca ca mang theo nhà mình muội muội xuất ra tìm bữa ăn khuya ăn hài hòa hình ảnh. Kiếp trước cô Tần cùng với Lê Xuyên thời điểm, hắn đã là cái thành thục nam nhân, mỗi ngày tây trang dày da, sẽ có điểm gói đồ, chưa từng có cùng nàng cùng nhau đứng lại bên đường hấp lưu qua băng phấn loại này bên đường ăn vặt. Đây là lần đầu tiên Ngày hè ban đêm, miệng khô lưỡi khô khi ăn một chén băng phấn, thật sự có thể quét tới một ngày mỏi mệt. Cô Tần ăn mấy khẩu băng phấn, dương mắt vụn trộn nhìn Lê Xuyên, lại bị nam nhân ánh mắt bắt được, hai người tầm mắt chàng ở cùng nhau. Cô Tần bị nắm vừa vặn, nét mặt già nu không hiểu đỏ lên, nhanh chóng tựa đầu buông xuống đi. Chật! Nàng ba mươi mấy linh hồn, cư nhiên hội đối với hơn hai mươi lê tiên sinh mặt đỏ. Này, không khoa học! bất quá một cái ngang cao chân trưởng đại nam hài, mang theo nữ hài ở ven đường ăn băng phấn, quả thật thực liêu. Nếu nàng thật là cái thiếu nữ, không chừng hội thật sự thầm mến hắn. Ăn xong băng phấn, Lê Xuyên chở nàng tiếp tục ra đi. Lão bản cùng bọn họ vẫy tay chia tay. Tiểu Ca Nhi, sau này thường đến a, à, cho ngươi tiện nghi. Hảo. Lê Xuyên không có quay đầu, một tay đỡ tay lái, một tay cùng lão bản vẫy tay chia tay. Về nhà trên đường, hai người nói ít, trừ bỏ học tập, hai người áp căng không biết muốn tán gẫu cái gì. Nhanh đến Tô Tần tiểu khu khi, Lê Xuyên đột nhiên mở miệng nói. Tô Tần. Ân. Ngươi 16, ngươi này tuổi nữ hài tử tâm tư nhiều, ngươi sau này có việc, có thể nói với ta. Nam nhân này ngữ khí, cực kỳ giống phụ thân giáo dục nữ nhi. Trong lòng nàng còn tại cảm khái Lê Xuyên ngữ khí lão thành, kế tiếp trong lời nói, Thiếu chút nữa nhường Tô Tần bị nước miếng sặc trụ. Lê Xuyên tạm dừng một lát, còn nói: "Ngươi có biết vì cái gì, ta trung học có thể khảo đến hảo thành tích, thậm chí có thể nhảy lớp sao?" "Ân." Ừ. "Chẳng lẽ này còn có cái gì độc môn bí tịch?" Lê Xuyên nói: "Làm chung quanh đồng học theo phong trào yêu sớm thời điểm, ta đem tâm tư đều dùng ở tại trên phương diện học tập." Tô Tần không ngu ngốc, chỗ nào nghe không hiểu hắn ý tứ trong lời nói. Lê lão sư đâu? Là ở giáo dục nàng, dẫn đường nàng. Nói cho nàng yêu sớm có ngại học tập, yêu sớm sẽ ảnh hưởng nàng phát triển giấc mộng. Nhưng là Lê lão sư a, ta một cái mau 40 lão a di, sao vậy sẽ cùng tiểu bằng hữu yêu đương? Ngài thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Tô Tần có tiểu linh thông, cùng Lê Xuyên Hổ để lại số điện thoại. Bởi vì Tô Tần hàng tháng quy hoạch điện thoại phí không nhiều lắm, nàng sẽ không chủ động cho ai gọi điện thoại bình thường đều là người khác gọi điện thoại cho nàng. Mạnh tư tư mỗi ngày sẽ cho nàng đánh một cái điện thoại, hỏi nàng gần nhất học tập tình huống. Mà Lê Xuyên bình thường trừ bỏ bận công ty sự vụ cùng sản phẩm nghiên cứu phát triển ngoại, còn muốn viết luận văn, bận tối mày tối mặt, cho nàng gọi điện thoại số lần ít, phần lớn thời điểm là cho nàng gửi tin nhắn. Tin nhắn nhất mau một cái, ấn phím di động đánh chữ cũng không quá phương tiện, tô tần không quá hồi hắn tin nhắn. Lê Xuyên phát tam điều, nàng hồi một cái. Kế tiếp một tháng, Tô Tần cuộc sống qua tương đương phong phú. Mỗi ngày 5 giờ sáng đứng lên nấu cơm, bắt đầu lưng từ đơn, lưng văn vẽ, ăn qua điểm tâm, cách đi làm còn có một giờ, nàng hội lợi dụng trong khoảng thời gian này đến viết chính tả từ đơn cùng văn vẽ. Giữa trưa ăn cơm, nàng cũng sẽ xuất ra từ đơn lưng nhất lưng. Lão bản nương xem nàng vẽ mặt nghiêm cẩn bộ dáng, buông tiếng thở dài khí nói tần nhi a à, ta chỉ biết ngươi như thế có khả năng cô nương a à, sẽ không câu nệ như thế sao vậy ngươi lưng từ đơn tính toán xuất ngoại a cô tần khép lại từ đơn bản cúi đầu vào một ngụm cơm lắc đầu nói không có ta vốn định thảo vân dương trung học ngươi phải đi về đọc trung học a à, vẫn là vân dương trung học trần mỹ tâm hướng nàng trong bát cấp nhất đũa chân gà thịt nói tần nhi Ngươi có biết Vân Trung nhiều nan khảo A, có thể thi được bọn họ trường học, nhân sinh của ngươi xem như thành công một nửa. Ta sẽ nỗ lực khảo. Tô Tần vẽ mặt thật có lỗi nhìn lão bản, thực xin lỗi A Trần Tỷ, vô luận ta có thể hay không thi được Vân Trung, ta đều sẽ hồi trường học đọc sách. Ở ngài nơi này, phỏng chừng cũng can không lâu. Ngươi nha đầu kia, nói cái gì thực xin lỗi. Ngươi có biết hay không, ngươi đã đến rồi sau khi ta nơi này công trạng có bao nhiêu hảo. Ta quên đi hạ ngươi tháng này tiền lương, thêm trích phần trăm, không sai biệt lắm có ba ngàn nhị. Ngươi cái kia. Không gian marketing khiến cho không sai, tiếp tục cố lên. Sau này cho dù ngươi không ở ta trong tiệm can, vẫn là có thể tiếp tục giúp ta làm không gian marketing thôi, cho ta PS một chút, đem mặt ta P tiểu, chân P dài, nhưng ta thoạt nhìn giống quốc tế người mẫu. Lão bản nương lời này, nhưng là nhường nàng nhớ tới sản khoái hạ chính phong mỹ điện tử marketing. Nếu nàng nhớ không lầm, năm 2006 chính là đào bảo một cái sự kiện quan trọng, đào bảo sắp trở thành nước ta nhân dân không thể thiếu cuộc sống cơ bản yếu tố. Giờ phút này khai đào bảo điếm, tương đối thích hợp. Lão bản, ngươi có hay không lo lắng? Khai một cái đào bảo điếm. Ngày trước cửa hàng không cần khuếch đại, đến lúc đó cả nước các nơi nhân đều có thể mua nhà chúng ta quần áo. Ngươi nhập hàng có con đường, tuyển khoản lại thật tinh mắt, nhất định có thể đem đào bảo làm lên. Đối với đào bảo, Trần Mỹ Tâm cũng có hiểu biết qua, kia mặt trên này nọ tiện nghi, nàng ở mặt trên mua qua này nọ, nhưng là mở tiệm. Nàng cũng là không biết gì cả. Tô Tần kiếp trước ở đào bảo bán qua chính mình nguyên sang trang phục, đầu nhập 200 vạn, toàn bộ lỗ lã nàng cái kia thời đại cạnh tranh quá lớn hơn nữa chính mình đoàn đội bị từng đồng bọn lấy đi cuối cùng nàng cửa hàng chỉ có thể lấy thất bại chấm dứt nhưng là nàng có khai đào bảo kinh nghiệm đối điện tử marketing phương pháp cũng sờ thực thấu triệt tô tần buông bát đũa nắm giữ lão bản nương thủ nói trần tỷ này ngươi không cần lo lắng thượng giá hàng hóa sự tình có thể giao cho ta bất quá thôi ta còn là cần trần tỷ ngài làm người mẫu ngài yên tâm ta nhất định đem ngươi tê thành đại mỹ nhân. Chúng ta trong tiệm hiện tại liền hai người, tạm thời cũng không có dư thừa tiền thỉnh người mẫu tốt đẹp công, người mẫu ngươi tới, trang trí ta đến. Trần Mỹ Tâm bị tiểu nha đầu cả kinh nói không ra lời. Tần Nhi, ngươi nói, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Ngươi không khỏi cũng quá thần thông quảng đại thôi. Khả mặc dù này đó đều có, kia khách nguyên đâu, khách nguyên từ đâu tới đây? này ngài cũng không cần quan tâm, giao cho ta, ta phụ trách dẫn lưu cùng marketing. Dẫn lưu. Đối. Ta sẽ đem không gian hộ khách dẫn tới đào bảo thượng, như vậy, bọn họ sẽ không cần mỗi ngày gọi điện thoại hỏi ta nhóm bao nhiêu tiền, còn có bao nhiêu trữ hàng, này đó bọn họ đều có thể ở đào bảo thượng nhìn xem nhất thanh nhị sở. Chờ chúng ta đào bảo danh dự chậm rãi tích góp từng tí một đi lên, sẽ có càng nhiều trên mạng khách nhân chú ý tới chúng ta cửa hàng. Đương nhiên, chúng ta giai đoạn trước chính là phương tiện một chút đồng thành hộ khách, về phần cái khác địa phương hộ khách. Chúng ta từ từ sẽ đến, không vội. Trần Tỷ, ta mấy ngày nay lên mạng hiểu biết một chút đào bảo phát triển xu thế, sau này đâu, chúng ta mỗi người khả năng đều sẽ có một đào bảo, khả năng đều cần ở đào bảo thượng mua sắm, nếu chúng ta hiện tại đem đào bảo làm đứng lên, ở đào bảo cường thịnh thời kỳ, chúng ta cũng có thể đi theo kiếm nhất bút. Chúng ta làm này sinh ý, muốn đi phía trước xem, không thể chỉ nhìn lập tức, này năm, đào bảo đại danh từ là giá thấp, này hội máy ảnh giống tố còn đều là 500 vạn, giao hàng cũng là chỗ khó. Tô Tần Chính Bình cũng rõ ràng, kỳ thật hiện tại làm đào bảo, chẳng phải tốt nhất thế kỷ, nhưng bọn hắn có thật thể điếm liền không gọi là, đào bảo điếm chính là nhân tiện làm làm. Hiện tại bọn họ làm đào bảo, có thể cho trong không gian tích góp từng tí một người sử dụng càng phương tiện, bọn họ hiện tại làm đều là khách quen. Tiểu cô nương dường như am hiểu sâu đạo này, Trần Mỹ Tâm đột nhiên hoài nghi này cô nương không phải nhân, là thần. Còn tuổi nhỏ tự hồ cái gì đều biết. Loại này thời điểm, nàng cũng chỉ có thể cảm khái một câu, người nghèo đứa nhỏ sớm đương gia. Đào Bảo cửa hàng rất nhanh xin xuống dưới, Tô Tần bắt đầu trên tay hóa. Tô Tần cùng Trần Mỹ Tâm cùng nhau lợi dụng buổi tối thời gian chụp ảnh, Đào Bảo khai trương kia một tuần Tô Tần trừ bỏ sáng sớm, cơ hồ không có thời gian học tập. Thứ hai, Lê Xuyên ở Nam Đại Thư Viện cho nàng lên lớp khi, phát hiện nàng tiến bộ không lớn, thượng một tuần tự hồ không có nghiêm cẩn tự học. Lê Xuyên cũng biết nàng gần nhất công tác áp lực đại, cũng rất mệt. Loại này thời điểm, mặc dù Lê Xuyên không đành lòng, cũng vẫn là cao mày, nói với nàng ngoan nói. Tô Tần, ngươi nếu không nghỉ học, đại cũng không học, ngươi chuyên tâm bán quần áo cũng có thể nuôi sống chính mình làm gì lại lãng phí ta thời gian lê lão sư ta sai lầm rồi tô tần cùng hắn bán manh làm nũng giơ lên hai ngón tay thề tuần sau tuần sau ta nhất định cho ngươi thấy ta tiến bộ chuyện này nàng đuối lý lê xuyên sinh ký cũng là hẳn là lê tiên sinh hai điều lông mày nhăn một bộ thực không thân cận bộ dáng nàng hai tay dắt chính mình lỗ tai thành khẩn nhận sai. Như vậy đi Lê Lão Sư, vì trừng phạt ta, nhường ta dài trí nhớ, tối hôm nay, đổi ta chở ngươi về nhà, được không? Lê Xuyên Hắn không sĩ diện Tô Tần mỗi ngày chỉ ngủ tứ giờ, thời gian đều dùng ở tại học tập, cùng với đào bảo thượng. Bởi vì mục tiêu minh xác nàng mỗi ngày đều cùng đánh gà huyết dường như, cho dù giấc ngủ không đủ sung túc, ba ngày nàng lại một chút cũng không khốn. Hai cái tuần lễ hậu, Vân Y Y Xá, Đào Bảo Điếm chính thức lo diêm. Làm Trần Mỹ Tâm mở ra chính mình Đào Bảo Điếm khi, nhìn đến bên trong ảnh chụp, thực tại cũng bị kinh ngạc một phen. Mỗi trương người mẫu hình ảnh đều sửa thật sự tinh xảo, Trần Mỹ Tâm cho tới bây giờ không biết, nguyên đến chính mình còn có làm người mẫu tìm chất đâu. Thế này đó hình ảnh, Trần Mỹ Tâm cảm thấy, chính mình chính là như thế Mỹ, tự tin đỉnh bộ ngực hít một hơi, đem bụng nạm rụt đi vào nàng quyết định giảm cái phì không chắc thật có thể trở thành người mẫu đương nhiên trần mỹ tâm cũng không ngốc tô tần trong lời nói nàng nghe một nửa cũng chỉ tính một nửa này đào bảo điếm quả thật phương tiện không gian tích góp từng tí một hộ khách này hộ khách có thể ở trên mạng hạ đan chính mình đến điếm thủ như vậy liền miễn các nàng mỗi ngày gọi điện thoại hỏi giá cùng với hay không còn có hóa lúc này trần mỹ tâm là khinh thường đào bảo Cảm thấy khai đào bảo điếm đều là ý nghĩ kỳ lạ không nghề nghiệp nhân viên. Tác giả có chuyện muốn nói. Lê giáo sư. Sao vậy tài năng nhường lão bà không trầm mê kiếm tiền? Đại Thảo. Lấy tiền tạp nàng. Lấy tiền tạp nàng. Tạp tỉnh nàng. Anh. Hơn nửa đêm muốn ăn băng phấn. Thượng nhất chương 24 giờ nội nhắn lại, đều đưa hồng bao nga, đại gia đừng quên đi thượng chương nhắn lại. Chương 20 Mua xe Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đào bảo lo dinh hậu, tô tần mỗi ngày vừa đến điếm, liền treo lên đào bảo vượng vượng, này khoảng cùng người mua tức thời trao đổi phần mềm, ở năm 2004 liền đưa ra thị trường. Tô tần kiếp trước làm đào có chờ, xem qua đào bảo lịch sử phát triển. Năm 2005 thời điểm, đào bảo thành giao ngạch cũng đã siêu việt qua lê mã. Đến hiện tại năm 2006, tuy rằng tô tần người bên cạnh còn chưa có sao vậy dùng đào bảo, nhưng căn cứ năm đó cuối năm toàn cục theo biểu hiện, mọi người đã thói quen lên mạng, dạo phố, mỗi ngày có gần 900 vạn nhân ở đào bảo xem. Nàng tin tưởng, các nàng đào bảo cho dù hiện tại không được, chậm rãi, phát triển cũng sẽ hảo đứng lên. Lão bản nương Trần Mỹ tâm gia cảnh không sai, đã xuất ngoại, mà đối tô tần cũng rất hào phóng nàng cũng không cắt xén tô tần tiền lương trích phần trăm cũng sẽ không thiếu nàng một phần đừng nói là ở không sáu năm cho dù là ở mười mấy năm hậu một cái tư nhân tiểu điếm trang phục hướng dẫn mua có thể lấy ba suất đầu tiền lương đã tương đương không sai cũng đang là nhìn trúng lão bản nương hào phóng tô tần tài tưởng ban lão bản nương đem đào bảo điếm làm đứng lên một phương diện là có thể trợ giúp chính mình xung tiêu thụ ngạch về phương diện khác coi như là báo đáp lão bản nương cho nàng một cái kiếm tiền bình đài. Tháng 5 trung tuần, lão bản nương Trần Mỹ Tâm cùng kết giao 6 năm bạn trai chia tay. Trần Mỹ Tâm năm nay 28 tuổi, tiêu chuẩn mặt trái xoan, mặc dù có sông cầm, nhưng ngũ quan coi như nại xem. Nàng thân cao 1M73, trang điểm lại thời thượng, nhìn ra được trước kia là cái mỹ nữ, nếu gầy xuống dưới, đại khái chính là tô tầng P qua hậu bộ dáng đi nhưng như vậy nữ lão bản lại bị bạn trai cấp quan. Trần Mỹ Tâm bạn trai là nàng ở Hồng Kông du lịch thời điểm nhận thức, miễn cưỡng phú nhị đại, Tô Tần gặp qua vài lần, bộ dạng không xấu, diễn xuất lại lượt phù khoa. Chia tay ngày đầu tiên, Trần Mỹ Tâm ngồi ở trong quầy khóc hai mắt sưng đỏ, nàng nức nở cùng Tô Tần nói một buổi sáng cặn bã nam sự tích. Cặn bã nam tìm một cái xinh đẹp sinh viên, quan nàng, hơn nữa mắng nàng, vì bà. Cô Tần nghe đến đó, tùy tay đem quất cốt quần áo treo lên đi, quay đầu nói với nàng. Giảng đạo lý, Trần Tỷ, ngươi này hình thể nhiều lắm vi béo, vì bà này từ cùng ngươi không đáp biên nhi được rồi. Hơn nữa Trần Tỷ, ngươi ngũ quan không sai, mặt tiểu, thân cao điều kiện cũng bãi ở chỗ này, cho dù so với trước kia béo, khí chất cũng vẫn là ở, ngươi đừng nghe cặn bã nam nói bừa, cũng không cần tự mình hoài nghi, hắn chính là tìm cái lấy cớ quan ngươi. Trần Mỹ tâm xả qua nhất tờ khăn giấy lau nước mũi, thanh âm ung ung. Mà ta thật sự thương hắn a, à, chúng ta ở cùng nhau 6 năm, cha mẹ cũng thấy, còn kém kết hôn. Ngươi may mắn hiện tại cùng hắn chia tay, bằng không kết hôn hậu hắn ra lại quỷ, khi đó ngươi tưởng bước ra, chỉ sợ hội thốn một tầng da. Trần Tỷ, ta nhận thức một cái tỷ tỷ, cùng ngươi giống nhau, cùng bạn trai ở cùng nhau 8 năm, thanh xuân đều cho này nam nhân, nhưng này cái nam nhân kết quả là ngại nàng không lại thanh xuân mạo mỹ, thân thể béo phì, một cước đem nàng cấp đạp. Hậu đến ngươi đoán sao vậy? Sao vậy? Trần Mỹ tâm lòng hiếu kỳ bị gợi lên đến, tựa như xem 8 giờ đúng phim thần tượng. Hậu đến này tỷ tỷ khả lợi hại, chính mình gây dựng sự nghiệp, có tiền, bắt đầu trang điểm, tập thể hình giảm béo, tuy rằng trên mặt có 5 tháng dấu vết, nhưng dáng người hòa khí chất đều cự hảo, không ít nam nhân theo đuổi, sống được tương đương phấn khích. Trần Mỹ tâm hít sâu một hơi, trầm mặt một lát hậu nói. Tô tô, ngươi ngày mai đừng đi làm, ta nghỉ ngơi năm ngày. Này năm ngày, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi, học tập đừng quá vất vả. Cùng ở chung sáu năm bạn trai chia tay, tô tần lý giải Trần Mỹ tâm hiện tại tâm tình, cũng hy vọng lão bản nương có thể sớm một chút đi ra. Ân. Trần Mỹ Tâm còn nói. Đúng rồi, trong tiệm chìa khóa ta cho ngươi. Nếu ngươi cần dùng máy tính, đừng đi tiệm nét, liền đến trong tiệm đến lên mạng đi. Ta máy tính phối trí còn có thể, đánh trò chơi không thành vấn đề. Cám ơn vĩ đại đáng yêu lại thiện lương lão bản. Nói nhiều, Tần Nhi, ngươi cái gì thời điểm đi vân trung cuộc thi A, ngươi còn có thể ta này ngốc mấy tháng. Tháng sau cuộc thi, ta có thể làm đến tháng 8 trung tuần đi, cụ thể còn phải đến lúc đó lại nhìn nếu khảo không lên vân trung ta trở về nguyên lai trung học đi theo cao nhất một lần nữa đọc phi 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 nói cái gì lời không may ngươi như thế nỗ lực vân trung khẳng định không thành vấn đề mấy ngày nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ta đi ra ngoài du lịch một chuyến ngươi đợi đi cửa dáng một cái nghỉ ngơi thông cáo lưu một cái số điện thoại của ngươi hộ khách nếu có kiểu dáng cố vấn làm cho bọn họ trực tiếp đánh điện thoại của ngươi lão bản nương ngừng một chút còn nói còn có, ta cẩn thận nghĩ tới, chờ ngươi đi rồi đâu, ta nơi này lại chưa một cái cô nương, ta hy vọng ngươi nghỉ đông và nghỉ hè cũng có thể đến ta nơi này công tác, dù sao không gian marketing cùng đào bảo marketing này đó cần ngươi, ta đối này đó là không biết gì cả. Này cũng là tô tần tưởng cùng nàng đề, cho tới nay, nàng cái gì đều ôm đồn, không có vì nhường chính mình thoải mái, mà đi giáo trần Mỹ tâm làm mấy việc này nhi nàng muốn cho trần mỹ tâm tạm thời không ly khai nàng cũng nghĩ đến được này phân kim chức năm ngày ngày nghỉ đối tô tần mà nói thật xa xỉ nhưng coi nàng trước mắt tình huống không dám buông lỏng thứ sáu sáng sớm tô tần bị vừa thông suốt xa lại điện thoại đánh thức nàng tưởng hộ khách thực khách khí nói một tiếng huy, ngài hảo điện thoại kia quả nhiên nhân hiển nhiên bị nàng này thanh huy, ngài hảo dọa đến cho rằng đánh sai điện thoại thanh âm sợ hãi Hảo sau một lúc lâu, kỳ đoan mới mở miệng hỏi nàng. Là. Tô tô sao? Này thanh âm. Văn Mai. Theo thổ lăng huyện trở về sau này, tô tần chưa cùng nàng thông qua điện thoại, chính là ngẫu nhiên thông qua mạnh tư tư biết được một ít nàng tình hình gần đây. Văn Mai từng ở địa phương trung học thành tích cũng không tệ, thi cao đẳng thi được một cái nhị bản, nhưng bởi vì trong nhà không có tiền, không đi đọc, Nàng bị theo đại sơn lý cứu ra sau khi nàng lão gia truyền thông đưa tin sự kiện này cũng khiến cho địa phương chính phủ coi trọng. Nguyên trung học lão sư, hiệu trưởng biết được nàng khảo học đại học lại không đi đưa tin, thậm chí bị quẹo vào thâm sơn vì nàng cảm thấy đáng tiếc. Ở biết được nàng tưởng một lần nữa khảo đại học hậu, giáo lãnh đạo đồng ý nàng trở về trường học, hơn nữa miễn nàng học phí, nhưng nàng cùng cấp ba các học sinh cùng nhau ôn tập, chuẩn bị chiến tranh thi cao đẳng thi cao đẳng ngay tại tháng sau sơ, tháng 6 6, 7, 8 hào. Là ta, Tô Tô, ta nghe Tư Tư nói đây là di động của ngươi, cho nên muốn cho ngươi gọi cuộc điện thoại thử xem. Văn Mai hít sâu một hơi, nói với nàng. Tô Tô, ta lập tức sẽ thi cao đẳng, kế tiếp thời gian, ta được hảo hảo ôn tập, có chút khẩn trương, đã nghĩ cùng ngươi nói hội thoại. Ngươi gần nhất, còn tốt lắm. Rất tốt. Nàng hỏi lại. Ngươi đâu? Văn Mai ở trong điện thoại nở nụ cười một tiếng. Ta cũng rất tốt, lão sư cùng đồng học đều thực quan tâm ta, ta mỗi lần cuộc thi thành tích cũng đều cũng không tệ, ta tưởng khảo Vân Dương Đại học. Không sai a, à, ta nhớ được ngươi là muốn học pháp luật đi. Vân Dương Đại học pháp luật hệ ở cả nước bài danh số 1 số 2, dù sao pháp luật là Vân Dương Đại học vương bài chuyên nghiệp, điểm yêu cầu không thấp, ngươi có tin tưởng sao? Ân ừ. Ngươi nhường tư tư chuyển cáo cho ta trong lời nói, ta không quên, lão sư giúp ta phân tích tiền vài lần cuộc thi thành tích, cảm thấy ta còn là có khả năng. Tô tô, nghe nói ngươi muốn khảo vân trung, ngươi cũng muốn cố lên A. À. Ta sẽ. Này gọi điện thoại đánh hơn 10 phần chung, cắt đứt điện thoại hậu, tô tần theo trên giường bò lên. Nàng lê dép lê đi đến phía trước cửa sổ, kéo ra rèm cửa sổ, ánh mặt trời thấu tiến vào, đánh vào loan lỗ trên tường bên ngoài bầu trời trạm lam, tinh không vạn lý. Tiểu khu dưới lầu có thu rách nát ở kêu. Thu, sắc vụn giấy xác tử lon lâu. Tô Tần đứng lại trên ban công, thân cái lười thắt lưng. Thấy đối diện ban công đang ở nấu cơm nải nải. Này họ lưu nải nải chính là dưới lầu quầy bán quà vặt lão bản, Tô Tần cùng nàng rất quen thuộc. Nàng cùng nải chào hỏi. Nải nải buổi sáng tốt lành. Lưu nải nải sung nàng hí mắt cười nha đầu, đứng lên như thế sớm đâu. Không nhiều lắm ngủ hội. Không ngủ, đứng lên bối thư. Bữa sáng qua hậu, cách vách lưu nải nải vội tới nàng tặng một phen tự loại rau xanh, tô tần cũng không khách khí. Thời gian trước chương trình lão hướng nàng nơi này đưa nước quả, trong nhà không có tủ lạnh, một người cũng ăn không hết, cho nên nàng liền cấp lưu nải nải tặng một ít. Thường xuyên qua lại, lưu nải nải cũng thường xuyên hướng nàng nơi này đưa rau xanh. Tô Tần hôm nay tâm tình không sai, hàng xóm thân cận, các bằng hữu cuộc sống cũng dần dần hướng quỹ đạo, không hiểu cũng cảm thấy có chút tiểu hạnh phúc. Giờ phút này, nàng lại nghĩ đến hồng hồng. Cái kia cô nương đâu? Nàng ca ca hội mang nàng đi nơi nào? Trong thôn kia đem hỏa, đến cùng là ai phóng? Tô Tần theo lục đội trong miệng biết được, thổ lăng huyện bên kia thành lập chuyên án tổ, hội tra rõ lần này hỏa hoạn sự kiện, phóng hỏa nhân, đến cùng xúc phạm pháp luật, bị nắm chính là vấn đề thời gian. Nghĩ đến này, Tô Tần không khỏi buông tiếng thở dài khí, thế giới này vẫn là cần trật tự đến duy trì, giống trương gia câu như vậy phong bế lạc hậu địa phương, thôn nhân ngu muội, không biết pháp, không hiểu pháp. Muốn cho đời sau không lại kế thừa phong bế sơn thôn ngu muội, chỉ có thể từ nhỏ hài giáo dục bắt đầu nắm lên. Tô Tần nghĩ tới văn thúc cháu gái, Trương Tú Tú. Lâm Hiểu Nhân đáp ứng qua văn thúc, thành công thoát đi sơn thôn hậu hội tiếp tú tú đi trong thành đến trường nàng hội tuân thủ hứa hẹn sao tôi tần đời này muốn làm chuyện tưởng hoàn thành giấc mộng có rất nhiều có một số việc nàng hiện tại bất lực chỉ có thể làm đến nơi đến chốn đi trước dễ làm hạ mỗi một bước buổi sáng tôi tần đem sơ trung mấy thiên trọng điểm thể văn ngôn qua một lần nhanh đến giữa trưa khi bắt đầu sửa sang lại giấy tờ nàng đã cầm hai tháng tiền lương tổng cộng 5.700, không gì ngoài 2 tháng cuộc sống 600 khối, hiện tại gửi ngân hàng còn có 5.100 nguyên. Này đó tiền đối với hiện tại nàng mà nói không ít, khả nàng lại liên một chén một khối ngũ băng phấn đều luyến tiết ăn, cẩn thận tưởng, này coi như là nàng kiếp trước lưu lại tiết kiệm Mỹ Đức. Tô Tần theo này đó tiền lý rút ra 400 khối, tính toán đi thị trường mua một chiếc tốt chút xe đạp, dù sao nàng không thể tổng nhường lê xuyên chở nàng về nhà, cho nam nhân đến nói, cũng quá vất vả. Tập trung bán xe đạp địa phương ở Thành Tây, Tô Tần tọa giao thông công cộng đến Thành Tây, lung lay thoáng động, ước chừng 2 giờ. Vân Dương Thị tàu điện ngầm sẽ ở năm 2010 khai thông một hào tuyến, chờ tàu điện ngầm khai thông hậu, theo Lão Thành đến Thành Tây liền phương tiện rất nhiều. Đến lúc đó, Lão Thành đến Nam Đại, cũng chỉ muốn hơn 10 phần chung. Tô Tần là từ năm 2025 trùng sinh trở về, cái kia thời điểm không chỉ có tàu điện ngầm đường dẫn bốn phương thông suốt, cùng chung xe ô tô, cùng chung ô tô chỗ nào cũng có, xuất môn chỉ mang di động liền có thể ở trong thành hoành hành. Mỗi khi tọa giao thông công cộng thời điểm, Tô Tần đều sẽ hoài niệm tương lai nhanh và tiện cuộc sống. Đến thành Tây xe đạp xe đi, Tô Tần vào tương đối có danh tiếng xe đạp phẩm bài điếm, chọn chung một chiếc hồng nhạc xe đạp. Xe đạp phía trước xe khung cũng đủ lớn, có thể phóng chút sách vở, đi thị trường mua đồ ăn cũng phương tiện. Nàng cưỡi thử một vòng, thân xe nhẹ nhàng, phanh lại linh mẫn, vang linh đủ thanh thúy. Tô Tần đem xe đổ hảo, hỏi lão bản. Lão bản, chiếc này tinh bột xe bao nhiêu tiền? Lão bản thấy nàng là cái tiểu cô nương, lại là một người, cố ý giá báo hư cao. 550, tiểu cô nương, ngươi nếu thành tâm mua, ta đưa ngươi một cái bơm hơi đồng. Tô Tần cảm thấy quý, Chiếc này tinh bột xe nhiều lắm 350 nguyên, thổi phòng đồng giá ở 20 nguyên tả hữu, lão bản này rõ ràng xem nàng tuổi tiểu, tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tô Tần còn chưa có mở miệng mặt cả, phía sau vang lên trung niên nam nhân hùng hậu thanh âm. Thúi lắm, ngươi chiếc này xe 550. Hoa ai đâu? Một chi thổi phòng đồng tài bao nhiêu tiền? Rõ như ban ngày làm lừa bịp tống tiền. Nàng vừa quay đầu lại, thấy một cái một M8 tả hữu trung niên nam nhân, thôi một chiếc đồng khoảng hồng nhạc xe đạp đã đi tới. Nam nhân sơ lưng đầu, tóc lau ma ti, hình thể thiên béo, tròn xoe bụng bi cơ hồ muốn theo dây lưng lý tạc xuất ra. Hắn mặc một bộ màu đen tây trang, trên chân là một đôi lau tăng lượng màu lá cọ dày da. Liền là như thế này một bộ lão bản trang điểm nam nhân, thôi một chiếc khéo léo rất khác biệt hồng nhạc xe đạp. Hình ảnh này, lực tương phản manh, có chút giống hình thể khổng lồ lục người khổng lồ lưng một cái hồng nhạc thỏ lỗ tai tiểu túi sách. Này nam nhân lượt nhìn quen mắt, cô tần nhất thời lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Nam nhân đem tinh bột xe ném cho phía sau trợ lý, sửa sang lại một chút ca rác, đi tới đối lão bản nói. Người hảo hảo cùng người ta tiểu cô nương nói, người này xe đạp đến cùng bao nhiêu tiền? Đừng! Mặt lão bản, ngày này. Lão bản vẽ mặt xấu hổ nhìn nhìn tiểu cô nương thấp giọng nói. Nha đầu, chiếc này xe đạp ngươi muốn thực thích, ta 350 bán cho ngươi, như thế nào? 350 giá không sai biệt lắm, nhưng nghĩ đến lão bản vừa rồi tưởng hoa nàng, Tô Tần nói. 330, đưa ta một chi bơm hơi đồng, có thể chứ? Ai u, u ngươi này tiểu cô nương, chỗ nào có ngươi như thế mặt cả? Chiếc này xe tiến giới cũng không chỉ 330, lại đưa ngươi một chi bơm hơi đồng, thâm hụt tiền đến mổ mổ da a à. lão bản vẻ mặt khó xử tô tần tế hết mày nói ta đây đi nhà khác mua thị trường như thế đại lại không chỉ ngươi một nhà bán xe đạp nàng nhấc chân liền phải rời khỏi lão bản chạy nhanh gọi lại nàng xem ở mặt lão bản phần thường ta cho ngươi tiện nghi 330 liền 330, đưa ngươi một chi bơm hơi đồng. Tô Tần mi mắt nhất loan. cảm ơn lão bản nàng đi theo lão bản đi quầy trả tiền xuất ra đẩy xe khi cùng họ đừng lão bản nói thanh tạ tô tần thôi xe đi tới cửa lại bị mạc lão bản gọi lại mạc tông dương tiểu cô nương ngươi đợi chút thúc thúc có việc sao mạc tông dương sửng sốt xoa nhẹ một phen chính mình trên mặt dữ tợn quỷ khuất thúc thúc tô tần mi mắt chớp chớp thập phần sáng lạng lộ ra hai khỏa tiểu hổ nha ngoan ngoãn xảo xảo lại bảo một tiếng này vị đại ca ngài có cái gì sự sao mặt tông dương theo này tiểu nha đầu mắt chữ lý dường như thấy được khinh bỉ hắn vẽ mặt phiền chán mắt trảo đầu xin giúp đỡ cho nàng cái kia tiểu cô nương ngươi xem ta vừa rồi giúp ngươi ngươi có phải hay không hẳn là có chút báo đáp hành vi đâu cô tần tươi cười động lại cảnh giác nhìn hắn một cái lại nhìn lướt qua hắn phía sau dáng người khôi ngô trợ lý, theo bản năng đưa tay sủy tiếng trong túi, cầm tự chế hạt tiêu thủy. Mạc Tông Dương còn nói: "Con ta mau lên cấp 3, ta cùng mẹ hắn vỗ bộ ngực, nhất định cho hắn chọn chiếc đẹp mắt, nhưng là hiện tại như thế nhiều xe, ta hắn mẹ cảm thấy mỗi chiếc đều đẹp mắt, ta mỗi chiếc đều muốn mua. Nhưng con nói, chỉ cần một chiếc, này không phải cho ta ra nan đề sao?" ngươi cùng ta con tuổi sấp xỉ, cho nên ta muốn mời ngươi hỗ trợ chọn một chút. Tô Tần nhìn nhìn xe đạp điếm lão bản, lại nhìn nhìn trên đường lui tới người đi đường. Tới nơi này mua xe, đều là người trưởng thành, tiên thiếu sẽ có nàng một cái choai choai tiểu cô nương đến độc thân đến mua xe. Mạc Tông Dương lựa chọn khó khăn chứng, lại không quá tin tưởng đại lão gia nhóm thẩm mỹ trình độ, thấy Tô Tần, cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, Cảm thấy tiểu hài tử khả năng càng hiểu biết tiểu hài tử ánh mắt. Tuy rằng là ở trên đường cái, nhưng Tô Tần vẫn cứ không thể dễ tin gì người xa lạ. Nàng vẫn cứ cùng bọn họ bảo trì một đoạn khoảng cách, nâng lên cầm, chỉ chỉ mặt Tông Dương phía sau kia chiếc màu lam núi xe. Khi chiếc đi, nam hài tử hẳn là đều thích loại này kiểu dáng, người thôi này khoảng hồng nhạt là nữ hài tử thích. Tô Tần nói. Mặt Tông Dương xem tiểu cô nương vẽ mặt cảnh giác bộ dáng vẻ mặt thật có lỗi, cũng biết chính mình dọa đến nàng. vậy chiếc này, cảm ơn. tô tần lắc đầu, không tạ. nói xong, cưỡi xe ô tô ly khai xe đạp đi. nàng đi ngang qua nhất trung, ở báo chí đình mua tạp chí thời thượng cùng đương kỳ báo chí, theo trên báo tạo đến một cái dễ thấy bản khối. vừa rồi cái kia nam nhân gương mặt chính khắc ở trên báo. nam nhân kêu mặt tông dương. tô tần nghĩ tới cái kia nam nhân là Vân Phi sinh phụ, không nghĩ tới bản nhân đối chiếu phiến béo hơn. Tác giả có chuyện muốn nói. PS Canh hai ở buổi tối, đỉnh trễ. Này chương đưa 100 cái hồng bao, ngày hôm qua hồng bao ngày mai hội đưa hoàng. Băng phấn là tứ xuyên bên này đặc sản, mùa hè ăn xong chuỗi chuỗi, đến một chén, hạnh phúc cảm bạo bằng. Mặt khác có độc giả cảm thấy giá hàng thấp, xem xấu hổ. 06 năm ăn băng phấn, thật là một năm một chén a, à, tuy rằng hiện tại tăng tới tam khối ngũ ngũ khối, ta không chính năm ăn bát mạo đồ ăn tứ đồng tiền, hiện tại hai mươi mấy khối. Ngày hôm qua nữ chủ viết chính tả kia thiên thể văn ngôn, sơ trung bài văn lý kêu đường sư không có nhục sứ mệnh, ta chỉ nhớ rõ đoạn ngắn, cho nên đi trăm độ sư, xuất ra là chiến quốc sách, ta còn tưởng rằng sơ trung bài văn lý đã kêu chiến quốc sách, đã sửa lại ngày hôm qua cái kia phụ phân xứng đáng ta thu cùng với về tiền văn nam dương thị thật sự chính là ta nói bừa nam sung miên dương đi vĩ đi đầu không nghĩ tới đụng phải danh không có đen vực ý tứ cấp nam dương độc giả nói lời xin lỗi đi